Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 146. Lục Lâm Thiên gật đầu, từ lần trước làm trọng thương Phượng Viêm, Lục Lâm Thiên từ trong Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa cảm giác được, chính mình thúc dục thanh linh khải giáp, bởi vì có thái cổ u minh viêm thể linh hồn phân thân cho nên kháng được nhiệt độ cao. Nhưng mà bất diệt huyền thể không thoát khỏi liên quan, dưới hỏa diễm khủng bố mà bất diệt huyền thể có thể chống được, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không phải đùa. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, bất diệt huyền thể biến hóa dường như có quan hệ với vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Đương nhiên mạnh hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, bất diệt thiên thể là tầng thứ tối cao của bất diệt huyền thể, mà ta chỉ mới là bất diệt huyền thể mà thôi. Lục Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hâm mộ, có bất diệt thiên thể, đời này hắn không cách nào đạt tới, lập tức tiếp tục nói. Theo ta suy đoán, muốn bất diệt huyền thể tiến hóa thành bất diệt thiên thể, cần đặt chân vô lượng niết bàn, trải qua 9999 đạo vô lượng thiên lôi oanh kích. Khó trách sư phụ ta trước đó có nói, nhất định phải là vô lượng niết bàn, như vậy mới có tư cách đặt chân lên đỉnh phong. Bất diệt thiên thể đúng là biến thái, dưới tình huống bình thường chưa ai tu thành công. Lục Lâm Thiên kinh ngạc sau đó cảm thán, tu luyện ra bất diệt thiên thể không chỉ cần tu luyện bất diệt huyền thể đến vô lượng niết bàn, cả hai cùng gia tăng là chuyện xa vời. Không thể không nói muốn tu luyện thành bất diệt thiên thể, phải là người biến thái mới được. Lục soái, người người mang thánh vật tử lôi huyền đỉnh, lại có bất diệt thiên thể, có rảnh cứ đi tuyên cổ điện một chuyến, dùng tư cách của ngươi đủ trở thành thân vương trong tuyên cổ điện, tiến vào nội điện tu luyện công pháp tuyên cổ điện cũng dễ dàng, thậm chí có cơ hội trở thành thánh chủ của tuyên cổ điện. Lục Linh ngừng một lát, nói nhỏ. Một khi lục soái trở thành thánh chủ tuyên cổ điện, khi đó có thể khống chế tuyên cổ điện. Dùng lực lượng tuyên cổ điện, đừng nói kẻ khác, cổ tộc cũng không dám đỡ upsilon.ng vào lục soái, cho dù một đại thế giới muốn động tới lục soái, cũng tuyệt đối phải nghĩ tới hậu quả. Thân vương, thánh vương, xem ra nhất định phải đi tuyên cổ điện mới được. Lục Lâm Thiên nói thầm. Ba người bố trí cấm chế nói chuyện xong, lúc này mới tán đi. Từ lời Lục Linh, Lục Lâm Thiên cũng biết không ít về tuyên cổ điện. Ba người rời khỏi đại sảnh đã là đêm khuya. Sáng sớm, lúc ánh sao vẫn còn trên thương khung chiến trường, tiên nắng ban mai đã hàng lâm. Lúc này có 6 đạo hào quang bay tới, bọn họ cùng hạ xuống đất. Hào quang thu liếm, 6 thân ảnh cao ngất xuất hiện trên quảng trường. Khi 6 người này xuất hiện, trên bầu trời có mười mấy bóng dáng đầy ngạo khí xuất hiện, khi thấy 6 người này không tầm thường, ngược lại khách khí hỏi. Các ngươi là ai? Trong 6 người, thân ảnh tóc xanh đi tới, hắn trên người hắn khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là đầu lĩnh. Nơi này chính là quân đoàn Hùng Phong, đoàn trưởng các ngươi là Lục Lâm Thiên. Nơi này là quân đoàn Hùng Phong đúng rồi, nhưng mà đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong đã là người hoàn toàn khác. Đầu lĩnh nhìn qua thân ảnh tóc xanh, nói. Ngươi nói Lục Lâm Thiên, chính là lục soái của Lục Gia Quân. Lục Gia Quân, lục soái, ha ha. Tiểu tử này ngược lại lăn lộn không tệ trong thương khung chiến trường. Một lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, nói. Đi thông chi lục soái của các ngươi, bảo tiểu tử kia ra tiếp chúng ta. Hừ, dám bảo lục soái đi ra tiếp các ngươi, liên minh quân bộ tôn tướng hoàng giả cũng phải tự mình đi vào đấy. Các ngươi một không có bẩm báo, hai không có lệnh của lục soái, bảo lục soái đi ra tiếp các ngươi không nghĩ nhầm đấy chứ. Trong lòng đầu lĩnh trung niên. Mấy người kia tuy xem ra bất phàm, nhưng mà cũng không mạnh hơn liên minh quân bộ được. Ôi, không nghĩ tới tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Lúc này một thân ảnh già nua cao ngất đi ra, tóc dài áo choàng màu đen, khí tức mênh mông làm người ra run sợ. Cũng không biết thực lực thủ hạ tiểu tử này thế nào. Lão già tóc bạc cười nói. Xem ra các người muốn thử thực lực thủ hạ tiểu tử này, vậy thử xem đi. Ta cũng muốn biết hiện tại lục gia quân so với phi linh môn sẽ như thế nào. Ha ha, vậy thử xem thôi. Cuối cùng thân ảnh lão giả áo xanh tuổi chừng thất tuần, tóc bạc trắng, khí tức băng hàn đi ra. Rầm rầm rầm. Lúc này hắn phóng thẳng về phía đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong. Rầm rầm rầm. Lúc này sắc mặt đầu lĩnh đại biến, hắn bắn đạn tín hiệu lên cao. Ồ, sáng sớm, trong phòng. Vào lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt ra, thần sắc biến hóa, hắn hử lạnh sau đó đi ra ngoài. Thời điểm này có người nháo sự ở tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, chẳng lẽ là cường giả minh linh đến đây sao?
Thời điểm này dám động tới quân đoàn Hùng Phong, quyết định không phải người bình thường. Khi đạn tín hiệu nổ tung, trong quân đoàn Hùng Phong có không ít lục gia quân lao ra. Lúc này các cường giả đỉnh phong của lục gia quân bay ra ngoài, khí tức linh hồn hùng hậu bao phủ cả không gian nơi đây. Lục Linh, Thái A, Phổ Tướng, Phá Thổ, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị, Đông Quan Trạch, Trương Lăng Phong, Cuồng Thử, Hổ Sư, Trình Tinh, Phong Hỏa, Truy Mệnh lập tức phá không bay tới, khí tức mạnh mẽ bắn ra ngoài. Nhiều cường giả tuyên cổ cảnh trung giai như vậy, tuyên cổ cảnh sơ giai và một tuyên cổ cảnh cao giai, lục gia quân đúng là không kém. Là nhân tộc, Phổ Tướng, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị đứng trên cao, nhìn qua sáu thân ảnh kia, ánh mắt có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng là minh linh xâm lấn đại quy mô. Ánh mắt Lục Linh run rẩy, từ khí độ của sáu người rất mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường. Hai vô thượng niết bàn, sáu người này có địa vị gì? Trong sáu người này, Lục Linh có thể cảm giác được có hai người là vô thượng niết bàn, chuyện này làm Lục Linh cảm thán không thôi, gần đây vô thượng niết bàn trở nên không đáng tiền như vậy sao? Ở đây có hai người đấy. Xíu, yêu yêu. Trong nháy mắt trước mặt Lục Linh, Phổ Tướng, Thái A, Hổ Sư không gian chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên bay tới. Cách đó không xa, Hạo Thần Hoàng giả cầm đầu, Cô Lang, Băng Thiên Lý, Mộ Linh Lạc xuất hiện giữa không trung. Lục Soái, Sư Phụ, Thiếu Chủ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến, Lục Linh, Thái A, Phổ Tướng, Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Huyết Ưng hành lễ. Lục Lâm Thiên không quan tâm mọi người, ánh mắt run run nhìn sáu thân ảnh kia. Trong đó người đi đầu, gương mặt trơn bóng lãnh tuấn, thân hình cao ngất, trường bào rộng rãi, trong lúc vô hình tỏa ra khí chất đường hoàng. Người thứ hai, thân thể to lớn như cột trống trời, hai mắt sáng ngời như hòa, mái tóc bạc không gió tự bay. Người thứ ba hơi già nua, tóc dài màu đen, thân hình khôi ngô nhưng phiêu giật, người ta có cảm giác mênh mông như biển. Thứ tư là đại hán thân ảnh cao ngất thể trạng mạnh mẽ, đôi mắt đen bắn ra uy nghiêm, hơn nữa sóng mũi thắng anh khí bừng bừng. Lão giả thứ năm hơi già nua, tóc bạc thân ảnh cao lớn, bộ dáng chứng thất tuần, toàn thân có khí tức khủng bố khuếch tán ra ngoài, cho người ta cảm giác linh hồn bị đóng băng. Người cuối cùng, mái tóc dài màu xanh, thân hình cao ngất, khí tức nghiêm nghị, khí tức giống như lợi khí sát phạt. Sáu người này thực lực cũng không khủng khiếp. Nhưng khí tức trên người mênh mông như biển. Loại khí chàng này đến từ tự tin bẩm sinh và tâm tình của mình. Nhìn qua sáu thân hình cao ngất này, ánh mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu run rẩy. Sáu người này Lục Lâm Thiên sao mà không biết, người đầu tiên là Nam Thúc dạy hắn từ nhỏ, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, người thứ hai chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế, người thứ ba cũng là sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên. Người thứ tư thì là nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương. Còn có sư bá Lãnh Thiên Thu và sư huynh Sát Phá Quân. Tiểu tử này, người thành thục không ít. Khí tức thâm bất khả trắc, ta không nhìn ra được. Nhiều năm không gặp, trưởng thành rất nhiều. Ba thân ảnh đi về phía Lục Lâm Thiên. Xuy, thân thể Lục Lâm Thiên run rẩy, ánh mắt ướt át nhìn qua ba thân ảnh đứng đầu, trong ánh mắt của nhiều người, trực tiếp quỳ một gối hành lễ, giọng nói kích động. Bái kiến nghĩa phụ, bái kiến hai vị sư phụ. Giọng nói kích động nghẹn ngào vang lên, giờ phút này nhiều người biến sắc, lập tức há hốc mồm. Trong quân đoàn Hùng Phong, trong đình viện của Lục Lâm Thiên có không ít tiếng cười. Trong sảnh, Lục Lâm Thiên và nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, sư bá Lãnh Thiên Thu còn có sư huynh Sát Phá Quân trò chuyện vui vẻ và nói kinh nghiệm những năm qua. Trong sáu người, đối với sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cùng sư bá Lãnh Thiên Thu và sư huynh Sát Phá Quân, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương bốn người Lục Lâm Thiên biết một ít, bốn người này lúc trước theo hắn rời khỏi Linh Vũ Đại Lục, về sau không ngồi yên trong vô sắc thế giới, mà đi khắp nơi lưu lạc, nhưng không biết tại sao lại đi vào thương khung chiến trường. Dựa theo Bắc Cung Kình Thương nói, trong những năm này, bọn họ đi qua không ít nơi, cũng nhận được không ít cơ duyên lớn, hiểm cảnh cũng gặp vô số, xem như hiểu cả 3.000 đại thế giới. Về phần nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam và sư phụ Chí Thánh Đại Đế, lúc trước còn có Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương Quá theo sau rời khỏi thế giới Linh Vũ, bọn họ rời đi còn sớm hơn cả Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song. Hai người này đi ra ngoài lưu lạc thời gian dài nhất, tăng thêm nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam cũng tu luyện Hỗn Độn Âm Dương Quyết, Chí Thánh Đại Đế có truyền thừa của cường giả, tu vị trong thế giới Linh Vũ cũng mạnh hơn người khác rất nhiều.
Bởi vậy lúc này hai người nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam và sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thực lực mạnh nhất, đã là vô thượng niết bàn. Lục Lâm Thiên biết được những năm qua nghĩa phụ cùng sư phụ, nhạc phụ đi ra ngoài, cũng biết mọi người vô tình gặp nhau trong thương khung chiến trường, cuối cùng sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên vô tình sử dụng siêu linh thuật mới biết được mình ở trong quân đoàn Hùng Phong, bởi vậy mới lên đường đi tới quân đoàn Hùng Phong. Lập tức Lục Lâm Thiên cũng mang tình hình đại khái mấy năm qua nói với bọn họ, chuyện bên ngoài thương khung chiến trường Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên đã sớm biết rõ. Mà ở trong thương khung chiến trường này, tính toán thời gian Lục Lâm Thiên cũng không có trải qua quá nhiều, hắn vẫn ở trong quân đoàn Hùng Phong. Ngược lại trải qua mấy trận đại chiến, tăng thêm chân lý niết bàn, bởi vậy động tĩnh cũng không nhỏ. Nói tới chuyện trong mật địa thiên giới, sắc mặt Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương đều ngưng trọng. Ưng kích trời cao, lòng bơi biển cả, Lâm Thiên, thực lực ngươi đã vượt qua chúng ta, đây là chuyện nhất định, người sớm muộn gì cũng đi tới bước này, cứ quyết định đi. Nam thúc Độc Cô Ngạo Nam nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt thâm thúy mang theo thần thái chấn động, nói. Nhưng từ nay về sau, mấy lão gia hỏa chúng ta không thể giúp ngươi cái gì, nói không chừng còn có thể làm ngươi mệt mỏi, ngươi nói ngươi ngày mai sẽ phải quay về mật địa thiên giới, như vậy phải chú ý cẩn thận. Người đắc tội không ít thế lực, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cây cao gió lớn, nên cẩn thận. Con hiểu, nhưng mà đệ tử đã không còn như lúc trước, hiện tại không phải ai muốn động là có thể động. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong mắt bắn ra hàn ý nhàn nhạt, lúc này hắn quay trở về, một ít sổ sách trong mật địa thiên giới vẫn phải tính toán rõ ràng. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn qua nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, còn có sư bá Lãnh Thiên Thu và sư huynh Sát Phá Quân, hắn tươi cười, nói. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, sư bá, các ngươi sẽ không sợ phải liên lụy, lúc này các ngươi tới rất đúng lúc, còn có chuyện cần các ngươi hỗ trợ đấy. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế sáng như sao, thân thể to lớn đứng thẳng, hỏi Lục Lâm Thiên. Chuyện gì? Đoan Mộc Khung Thiên lườm lườm Lục Lâm Thiên, lúc này nói với Chí Thánh Đại Đế. Tiểu tử này ngày mai phải đi về mật địa thiên giới, Lục Gia Quân vừa mới thành lập, tuy trong Lục Gia Quân có chút cường giả bất phàm, nhưng mà những người này chênh lệch không đều, cũng khó mà tìm ra người chấn thủ, cho nên tiểu tử này hiện tại muốn những lão giả chúng ta chấn thủ Lục Gia Quân đấy. Hắc hắc, người hiểu ta chính là sư phụ. Lục Lâm Thiên cười nói với sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của Lục Lâm Thiên, thời điểm này nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên đến đây, quả thật là giải quyết tình hình khẩn cấp của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng 6 người trước mặt là ai, cho dù hiện tại nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương thực lực không phải cường giả đỉnh cấp. Nhưng mà hai vô thượng niết bàn đủ chấn thủ Lục Gia Quân vừa mới cất bước. Trọng yếu nhất là, Lục Lâm Thiên tuyệt đối hiểu về 6 người bọn họ. Bất cứ ai trong 6 người trước mặt, cho dù là sư huynh Sát Phá Quớ cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong thế giới linh vũ. Với tiềm lực của bọn họ, tăng thêm thân phận người thế giới hỗn độn đời thứ nhất, tiềm lực vô cùng, thực lực bây giờ có lẽ không phải đỉnh cấp nhất, nhưng mà từ nay về sau sẽ có thực lực để người ta nhìn thẳng, không bao lâu nữa 6 người này chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Mà năng lực của 6 người này, Lục Lâm Thiên biết rất rõ ràng, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên. Nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam đều là nhân vật cự phách khống chế một phương trên thế giới linh vũ, lúc này Lục Gia Quân tự nhiên không có vấn đề, quả thật là như cá gặp nước. Nếu có 6 người này trong Lục Gia Quân, Lục Lâm Thiên triệt để yên tâm, cho dù mình quay về mật địa thiên giới, Lục Gia Quân cũng sẽ bình an vô sự, đợi một thời gian Lục Gia Quân lớn mạnh có thể nghĩ. Lúc trước Phi Linh Môn, Lục Sư Đệ vẫn làm trưởng quầy vung tay, hiện tại Lục Gia Quân cũng như thế mà thôi. Sát Phá Quân nghe vậy, khẽ cười nói. Dù sao trong thương khung chiến trường này rất thích hợp với chúng ta, lưu lại Lục Gia Quân cũng không sao, chúng ta có thể làm chỉ có như vậy, người không cần lo lắng chuyện ở đây. Nên tu luyện thật tốt trong mật địa thiên giới đi, có người mới có tương lai cho thế giới linh vũ, gánh nặng của thế giới linh vũ đều nằm trên vai của ngươi đấy. Nam thúc Độc Cô Ngạo Nam nhìn Lục Lâm Thiên, những năm qua ở bên ngoài, bọn họ hiểu cường giả bên ngoài cường hãn ra sao. Thế giới linh vũ so với người ta chỉ là thế giới thổ dân mà thôi, một khi bị người ta phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Đương nhiên,
giờ phút này còn không có ai biết thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn. Ân, Lục Lâm Thiên gật đầu, nghĩa phụ độc cô ngạo nam sẽ chú ý, Lục Lâm Thiên tự nhiên hiểu rõ. Ngày hôm sau nghĩa phụ độc cô ngạo nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên đều đến, Lục Lâm Thiên tìm tất cả đoàn trưởng đại quân đoàn, thông chi với Thái A, Lục Linh sáng sớm ngày mai rời khỏi Thương Khung chiến trường. Có việc làm người ta khiếp sọ không nhỏ, trong nội tâm hoàn toàn không có dự kiến ra. Sau khi Lục Lâm Thiên tuyên bố an bài nghĩa phụ độc cô ngạo nam, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương tiến vào trong Lục Gia Quân, do nghĩa phụ độc cô ngạo nam và sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên chung đảm nhiệm chức phụ quân sư Lục Gia Quân. Đương nhiên, quân sư cũng là tùy tiện an bài, Đoan Mộc Khung Thiên, nam thúc độc cô ngạo nam cũng không thèm để ý. Trong trời đất bao la, mặt trời như đốt, trên một khu vực bóng tối có sát khí băng hàn xuất hiện. Trên một đỉnh núi có một thân ảnh xuất hiện, dường như tương dung với không gian, rõ ràng đứng ở nơi đó nhưng lại trong suốt, làm cho người ta khó có thể nhìn thấy. Mà đầu của hắn giống như cái bướu của lạc đà, khuôn mặt khác với nhân tộc, vừa nhìn đã nhận ra hắn là người Dạ Xoa nhất tộc. Dạ Xoa nhất tộc, đây là một trong những chủng tộc đỉnh phong trong Minh Linh, địa vị trong chủng tộc Minh Linh cũng giống như cổ tộc của nhân tộc, có thiên phú và thực lực hơn người. Xuy. Người Dạ Xoa nhất tộc này có thần thái khác thường, sắc mặt hắn lạnh lùng và đầy hàn ý. Siêu siêu. Sau một lát, bỗng dưng có bốn đạo thân ảnh từ hư không xa xôi bay tới, lập tức đáp xuống bên cạnh người Dạ Xoa nhất tộc này. Bốn người đáp xuống đất, ba lão nhân và một trung niên, bốn người xuất hiện vô thanh vô tức, nhưng mà năng lượng thiên địa trong thế giới này từ từ cải biến. Theo tin tức chúng ta nhận được, tiểu tử kia ngày mai rời khỏi Thương Khung chiến trường. Thời gian không khác gì chúng ta nắm bắt được. Thân ảnh Dạ Xoa nhất tộc vung tay một cái, lực lượng không gian bàng bạc bộc phát, trong nháy mắt trên không trung xuất hiện vết nứt không gian, lộ ra hào quang đen kịt, làm cho người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Từ khi vết nứt không gian này xuất hiện, người này tiến vào vết nứt không gian biến mất không thấy đâu nữa. Siêu siêu, bốn người kia không chần chờ chút nào, trong mắt đầy hàn ý, sát ý bắn ra ngoài. Vung tay áo tiến vào trong khe nứt không gian, quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong quân đoàn Hùng Phong, sáng sớm hôm sau, trong vùng núi Trùng Điệp, tất cả cường giả đỉnh cấp của Lục Gia Quân đều ở đây, đi đầu độc cô ngạo nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, sư bá, sư huynh, ta đi đây. Lục Lâm Thiên đứng trước mặt sáu người này, hôm qua mới gặp mặt, sáng nay đã rời đi. Có phần không bỏ. Đi thôi. Nam thúc độc cô ngạo nam không nói thêm gì, hắn chỉ vung tay áo. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này nhìn Hổ Sư, Huyết Ưng, Trình Tinh, Phá Thổ, Truy Mệnh, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Trương Lăng Phong nhiều cường giả nói. Chư vị, Lục Gia Quân giao cho các vị. Lục Soái yên tâm, chờ ngươi từ mật địa thiên giới trở về, nhất định sẽ có một chi Lục Gia Quân khổng lồ. Huyết Ưng lúc này nói ra. Khí tức huyết sát bao phủ thân thể hắn. Lục Soái, chúng ta nên đi thôi. Không gian trên hạp gốc, thế giới trùng động mở ra, Hạo Thần Hoàng giả nói với Lục Lâm Thiên, Thái A, Lục Linh. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nhìn không gian xa xa, cảm ứng vị trí của Long Tích Đại Lục lúc trước, linh hồn cảm giác vẫn nhận thấy khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm vẫn tồn tại. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong Thương Khung chiến trường lần này, bản thân hắn không rời đi hoàn toàn, đoán chừng vượt qua một thời gian ngắn, thời điểm linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện cũng đã đặt chân tới cấp độ khác. Thần sắc mỉm cười, Lục Lâm Thiên lại nhìn mọi người rồi lao đi. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh tiến vào trong thế giới trùng động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên đi rồi, nhìn thấy không gian trùng động, Đoan Mộc Khung Thiên thì thào nói nhỏ, đôi mắt sáng ngời. Nam thúc độc cô ngạo nam nhìn lên trời, áo bào lay động, thấp giọng nói nhỏ. Mãnh hổ rời núi, phi long trùng thiên, ngày đó ta cũng không ngờ tới, giờ này ngày này hắn có thể đi tới một bước như vậy. Chí Thánh Đại Đế bước đi như bay, khí tức bá đạo, nói nhỏ. Lúc trước chúng ta còn chưa biết bao nhiêu về thế giới bên ngoài. Phần phật, trong thế giới trùng động, thân ảnh bốn người vượt qua không gian nhanh như tia chớp, không gian loạn lưu bị ngăn cách ra ngoài. Xem như chúng ta an toàn, thế giới trùng động này có thể trực tiếp đi tới thế giới Thượng Thanh, đế thế giới Thượng Thanh sẽ an toàn tuyệt đối.
Trong thế giới trùng động, Hạo Thần Hoàng giả nói với Lục Lâm Thiên ba người. Thế giới trùng động này trong thế giới Thượng Thanh cho dù là cường giả đỉnh cấp của Thiên La Minh cũng không dám đi vào thế giới Thượng Thanh. Lúc này hộ tống Lục Lâm Thiên ba người trở về mật địa thiên giới, Hạo Thần Hoàng giả cũng lo lắng gặp chuyện không may. Dùng thân phận hiện tại của Lục Lâm Thiên, hắn là chí bảo của thế giới Thượng Thanh, nếu hắn xảy ra ngoài ý muốn thì cả thế giới Thượng Thanh sẽ không chịu nổi. Lúc này bình yên vô sự đến thế giới trùng động, đi ra khỏi thế giới trùng động chính là thế giới Thượng Thanh, hắn có thể triệt để an tâm rồi. Sư phụ, chúng ta đi mật địa thiên giới lần thứ hai, người nói đám người đuổi chúng ta đi có xuất hiện hay không? Thái A mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Thái A, người đừng nghĩ nhiều. Hạo Thần Hoàng giả nghe vậy, hắn hơi xấu hổ, lúc này dùng thân phận của Lục Lâm Thiên, trừ phi là chọc đại họa không cách nào bù đắp được. Bằng không mật địa thiên giới sẽ không để hắn đi ra ngoài nữa. Mật địa thiên giới. Lục Linh thì thào, trong mật địa thiên giới kia, hắn chưa từng đi vào, lúc hắn đã gia nhập thương khung chiến trường, mục tiêu của hắn thực tế chính là mật địa thiên giới. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hắn không có nhiều lời, trong mật địa thiên giới có không ít bằng hữu cũ của hắn, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, bọn họ vẫn đang ở mật địa thiên giới, lập tức nói nhỏ. Không biết thực lực bọn chúng hiện tại như thế nào. Rầm rầm. Trong không gian loạn lưu đáng sợ kia, bầu trời biến thành đen kịt. Trong không ngừng xuất hiện không gian loạn lưu, lực lượng của nó có thể lập tức xé cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai thành mảnh vỡ. Xoẹt. Những nơi không gian loạn lưu khủng bố đi qua, trên không trung xuất hiện nhiều khe nứt đáng sợ, nó giống như mảnh thú đáng sợ đang há miệng thôn phệ mọi thứ. Siêu, siêu. Trong không gian loạn lưu đen kịt này, bỗng dưng năm đạo thân ảnh vượt qua khe nứt không gian, bỗng dưng xuất hiện trong khu vực xám trắng, khi thì đen kịt, không gian đầy khe hở đáng sợ. Suy suy, năm người này có năm loại áo nghĩa khác nhau bao phủ thân thể, thời điểm không gian loạn lưu kinh khủng tới gần bọn họ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chính là nơi này, bọn họ có lẽ sắp tới rồi. Thân ảnh đầu lĩnh cao ngất đứng đó, trên người có sát khí đáng sợ quấn quanh. Năm người chúng ta liên thủ để đối phó tiểu tử kia, có thể quá mức lao sư động chúng hay không? Một lão giả có khí tức âm tàn và hung hãn nói chuyện, không gian loạn lưu tới gần người hắn thì sụp đổ. Lão giả bên cạnh lão giả âm hàn nghe xong, hắn lập tức nói. Địa lang, chúng ta không thể khinh thường nữa, hai lần trước chủ quan và tính sai, cho nên làm cho phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc các ngươi tổn thất thảm trọng. Lục Lâm Thiên thân là người lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 và chân lý Niết Bàn, thiên phú như vậy lớn lên, tương lai sẽ là uy hiếp chí mạng với Thiên La Minh, nếu như hắn thành công đi vào mật địa thiên giới, vậy sau này muốn động tới hắn là quá khó khăn. Khặc khặc, lúc này bọn chúng phong tỏa tin tức nghiêm mật, nhưng mà bọn chúng nghi ngờ có người động thủ trong thương khung chiến trường, mà không phải động thủ trong không gian trùng động. Đám người trong thương khung chiến trường và người trong thế giới Thượng Thanh có phát hiện tình huống. Dùng tốc độ nhanh nhất đến đây cũng không kịp. Dù Lục Lâm Thiên nghịch thiên thế nào cũng chết chắc thôi. Lão giả đầu sói đầy hung ác nói một câu. Không thể chủ quan, theo tin tức chúng ta nhận được, Lục Lâm Thiên nương vào thông linh bảo khí trong tay làm trọng thương và phá hủy thân thể Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm, sợ rằng có thực lực chiến với nhị nguyên hóa hồng. Lão giả khí tức âm hàn nói. Thông linh bảo khí AH, trên người tiểu tử này có hai kiện thông linh bảo khí. Vì đạt được tin tức này, chúng ta cũng phải giao ra hai kiện thông linh bảo khí trao đổi. Địa lang âm trầm nói một câu. Lục Lâm Thiên này tuyệt đối đáng giá hai kiện thông linh bảo khí, kẻ này không chết là bất lợi của Thiên La Minh chúng ta, bất hạnh của Dạ Xoa nhất tộc, còn có phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc của các ngươi, không được khinh thường. Đầu lĩnh nói một câu. Đương nhiên, lúc này Lục Lâm Thiên có chạy đằng trời, năm người chúng ta tuyệt đối sẽ nghiền xương hắn thành tro. Thần sắc địa lang đầy hung tàn, đối với người đầu lĩnh Dạ Xoa nhất tộc kia, trong mắt hắn dường như có oán hận. Lúc này trao đổi tin tức bằng hai kiện thông linh bảo khí, đây là người phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc hắn xuất ra, Dạ Xoa nhất tộc không có ra tay. Cùng đi với Lục Lâm Thiên còn có Lục Linh cùng Thái A, và Hạo Thần nữa, khả năng còn có một ít cá tạp hộ hoàng đội. Những người này tuy cũng là mục tiêu của chúng ta, nhưng mà hiện tại mục tiêu chủ yếu là Lục Lâm Thiên. Kích giết đầu tiên là Lục Lâm Thiên, sau đó lại đối phó đám người khác, không thể lại xuất hiện sai lầm, trước tiên bảo đảm Lục Lâm Thiên phải chết. Đầu lĩnh Dạ Xoa nhất tộc nói một câu.
Lục Lâm Thiên kia có nghịch thiên cũng không phải đối thủ của 5 người chúng ta, đặc biệt là Dạ U đại nhân ra tay, đánh chết Lục Lâm Thiên quá dễ dàng. Lão giả âm hàn của phệ hồn nhất tộc nói ra. Ngàn vạn lần không được chủ quan, đây là cơ hội cuối cùng. Dạ U của Dạ Xoa nhất tộc trầm giọng nói, hắn nhìn không gian loạn lưu chung quanh, lại nói với 4 người. Sinh hồn, tử hồn, thiên lang, địa lang, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, ôm cây đợi thỏ, trong không gian loạn lưu không thể phát hiện ra chúng ta, huống chi dùng thực lực của bọn chúng cũng không thể dò xét ra chúng ta. Thời gian từ từ trôi qua, năm đạo thân ảnh lẳng lặng đứng trong không gian loạn lưu cuồng bạo, nhắm mắt dưỡng thần, áo nghĩa trên người bao bọc thân thể, không gian loạn lưu chung quanh không thể làm gì bọn họ. Suy suy, bỗng dưng năm đạo thân ảnh sinh ra chấn động. Đầu lĩnh Dạ U của Dạ Xoa nhất tộc mở mắt ra, trong mắt bắn ra sát khí âm hàn, khóe miệng cười vui vẻ. Con thỏ đến, có thể động thủ. Sinh hồn, tử hồn, thiên lang, địa lang 4 người mở mắt ra, hàn quang trong mắt tỏa sáng, khí tức âm hàn hoạt động rất mạnh. Thế giới trùng động có thể đi thế giới thượng thanh, cũng có thể đi cửu u địa ngục. Trong mắt Dạ U bắn ra sát khí khủng khiếp, ống tay áo run lên, sát khí khủng khiếp đánh thẳng vào không gian loạn lưu. Phá! Một chảo thật to quét qua, không gian chung quanh bị đánh nát, không gian tan vỡ, đột nhiên không gian loạn lưu bạo phát dữ dội, khí tức hủy diệt tàn phá các nơi. Ầm ầm! Trong không gian loạn lưu phong bạo, bỗng dưng 4 đạo thân ảnh xuất hiện. 4 thân ảnh này dừng lại trong không gian, 4 người này chính là Hạo Thần Hoàng Giả, Lục Lâm Thiên, Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả bảo hộ Thái A 4 người. Phụt! Thái A phun máu tươi. Vừa rồi thế giới trùng động đột nhiên hủy diệt, còn có không gian loạn lưu cuồng bạo quét qua tất cả, Thái A không thể chống lại, nếu không phải Hạo Thần Hoàng Giả bảo hộ thì hậu quả có thể nghĩ. Khi 4 người Lục Lâm Thiên, Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả, Thái A xuất hiện, nằm ánh mắt hung ác nhìn qua bọn họ. Không tốt, là phệ hồn nhất tộc sinh tử song hồn, lang linh nhất tộc thiên địa song lang, còn có Dạ Xoa nhất tộc Dạ U. Lúc ánh mắt Hạo Thần Hoàng Giả nhìn thấy 5 thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn đại biến. Thời điểm Hạo Thần Hoàng Giả biến sắc, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn qua thân ảnh 5 người, linh hồn lực nhạy cảm dò xét, khí tức của 5 người này làm Lục Lâm Thiên có cảm giác nguy hiểm. 5 siêu cấp cường giả. Lục Lâm Thiên chấn động, từ việc hắn dò xét khí tức của 5 người, Lục Lâm Thiên cũng biết đại khái tu vị của bọn họ, cũng bởi vậy thần sắc mới ngưng trọng. Từ khí tức và bộ dáng không giống nhân tộc của 5 người này, 5 người không cách nào che giấu thân phận minh linh của bản thân, nghe nói minh linh có cường giả muốn che giấu bộ dáng của mình không khó. Nhưng từ khí tức chấn động của bọn họ khác biệt quá lớn với thú tộc, linh vật trời sinh, nhân tộc không khó nhận ra. Bỗng nhiên ánh mắt Lục Linh cảnh giác nhìn qua 5 người, thần sắc lạnh lùng và ngưng trọng, khí tức bộc phát. Lục soái, lần này phiền toái lớn, chúng ta nhất định đã để lộ tin tức. Dạ Xoa nhất tộc, phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc không ngờ lại phái người ra tay giữa không gian trùng động, hẳn là có cường giả trong thế giới thượng thanh cùng thương khung chiến trường trợ giúp bọn chúng. Thời điểm Lục Lâm Thiên đánh giá đối phương, Hạo Thần Hoàng Giả truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên, nói. Tới là phệ hồn nhất tộc sinh tử song hồn, lang linh nhất tộc thiên địa song lang, 4 này đều là nhị nguyên hóa hồng, Dạ Xoa nhất tộc Dạ U là tam nguyên đại xúc hồng. 4 nhị nguyên hóa hồng. Một tam nguyên đại xúc hồng hóa hống cảnh, đội hình thật mạnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thán, thần sắc ngưng trọng tới tận cùng. 5 hóa hồng cảnh, có 4 là nhị nguyên hóa hồng và một tam nguyên hóa hồng, đội hình này mạnh hơn hắn quá nhiều. Hạo Thần Hoàng Giả, Thái A, Lục Linh, những người này nhắm vào ta, các ngươi đi mau, thực lực của bọn chúng quá mạnh, các ngươi lưu lại là đi tìm chết, có ở lại cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Cảm giác ánh mắt đầy sát khí của đối phương nhắm vào phía mình, Lục Lâm Thiên truyền âm với Hạo Thần Hoàng Giả, Lục Linh và Thái A 3 người. Lục soái, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Vậy còn ngươi, mục tiêu bọn chúng là ngươi, nhất định là có người để lộ tin tức của chúng ta, bằng không bọn chúng không thể vào thời điểm này chặn không gian trùng động được. Lục Linh và Hạo Thần Hoàng Giả truyền âm trả lời Lục Lâm Thiên. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Lang linh nhất tộc địa lang hung tàn nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm đầy hàn khí, so với phượng viêm còn mạnh hơn quá nhiều. Đừng nói nhảm, nếu các ngươi không đi thì trong dù một người trong chúng ta cũng đừng mong trốn thoát. Bọn chúng muốn giết ta cũng không dễ dàng,
ta tự có biện pháp thoát thân. Các ngươi đi mau, lưu lại chỉ làm ta phân tâm mà thôi, bọn chúng hiện tại chỉ nhắm vào ta, các ngươi vẫn còn cơ hội. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với mọi người, lúc này nhìn Địa Lang, ánh mắt ngưng trọng đáp lời. Đúng vậy, ta chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn Địa Lang, khí tức quanh người chấn động dữ dội. Khí tức đúng là rất mạnh. Dạ U ngẩng đầu, sát khí hóa thành vòng xoáy bao phủ không gian quanh đây. Lục Soái bảo trọng. Sư phụ coi chừng. Lục Soái gắng chịu đựng, ta sẽ thông chi cường giả tới đây. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên, Hạo Thần Hoàng giả bảo hộ Thái A, tăng thêm Lục Linh ba người biến mất vào trong không gian. Đến thời điểm này, Hạo Thần Hoàng giả, Lục Linh, Thái A ba người cũng biết nên làm như thế nào, thực lực bọn họ lưu lại chỉ tìm chết mà thôi, cũng không giúp được cái gì, ngược lại còn làm Lục Lâm Thiên phân tâm. Xíu, yêu yêu. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng động, thời gian áo nghĩa không gian áo nghĩa đồng thời thúc giục, không gian loạn lưu cuồng bọa trở nên loạn, thân ảnh giống như tia chớp, lập tức bay về hướng ngược với Hạo Thần Hoàng giả, Thái A, Lục Linh ba người. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, đúng là làm người ta không bớt lo. Vào lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa hoạt động, thân ảnh Dạ U đã biến mất, âm thanh truyền ra. Thiên Lang, Địa Lang, sinh hồn, tử hồn, trước chu sát Lục Lâm Thiên, đám người kia tạm thời không cần xen vào. Xoẹt. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa bao phủ, Lục Lâm Thiên toàn lực bỏ trốn, chỉ tiếc lúc này thanh trụ hư không dực vẫn đang ngủ say, không cách nào thúc giục thông linh bảo khí bỏ trốn. Lục Lâm Thiên, người trốn không thoát đâu. Không gian loạn lưu này ảnh hưởng lớn tới không gian áo nghĩa, thực lực cũng không đủ, huống chi có thời gian áo nghĩa của ta ảnh hưởng làm thời gian áo nghĩa cũng vô dụng, ngươi làm sao chạy thoát. Thời điểm Lục Lâm Thiên dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy trong không gian loạn lưu, một âm thanh âm hàn bao phủ không trung. Trong giây lát, thân ảnh Dạ U mang theo sát khí vượt qua không gian phong bạo, lập tức ngăn cản trước người Lục Lâm Thiên, khi Dạ U xuất hiện, sát khí mênh mông bùng phát. Sát khí khủng bố không ngừng khuếch tán ra chung quanh, cả phiến không gian hỗn loạn này đầy âm hàn. Dạ U vượt qua không gian cuồng bạo, khí tức tam nguyên đại xúc hồng bộc phát, bàn tay nắm chặt, cuồng phong và sát khí khủng bố xoay tròn, trong đó không gian nứt vỡ từng khúc, biên giới không gian xuất hiện vết nứt không gian, lập tức lan tỏa ra ngăn cản trước mặt Lục Lâm Thiên, bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Dưới uy năng khủng bố như thế, nương theo tu vị tam nguyên đại xúc hồng. Không gian phong bạo bộc phát cuồn cuộn, Lục Lâm Thiên lập tức bị áp chế cực lớn. Loại uy áp giai vị này rất mạnh, nương theo đó là thực lực khủng bố, đủ để nội tâm Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, linh hồn rung động giống như có búa tạ nện thẳng vào người. Giờ phút này ngay cả cây đao màu vàng cũng không có phản ứng, từ lần trước sau khi trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, cây đao màu vàng thôn phệ rất nhiều thiên lôi, nó đã lâm vào trạng thái ngủ say giống thanh trụ hư không dực. Trong sát khí phong bạo khủng bố này, Lục Lâm Thiên thừa biết uy năng và uy áp của nó ra sao, hắn biết mình đã gặp được đối thủ mạnh nhất trong đời. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm so với Dạ Xoa nhất tộc Dạ U này chỉ là cặn bã, không đáng so sánh. Phượng Viêm và Dạ U cách biệt một trời một vực, đủ thấy Dạ Xoa nhất tộc, Lang Linh nhất tộc, Phệ Hồn nhất tộc lúc này liên thủ diệt sát mình đã hạ vốn gốc như thế nào. Lúc trước đối mặt Phượng Viêm, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có cảm giác vô lực gì, mà trong lòng của hắn còn có cảm giác thích thú. Lúc này đang bị vây trong vòng xoáy sát khí khủng khiếp, Lục Lâm Thiên cảm giác vô lực. Loại vô lực này đến từ linh hồn, gần như nội tâm không cách nào phản kháng. Tam nguyên đại xúc hồng khủng bố như vậy. Hóa hồng cảnh chênh lệch một giai là một khoảng cách làm người ta tuyệt vọng. Ông! Tất cả sát khí khủng bố bạo phát, tiếng xé gió vang lên. Lòng bàn tay Lục Lâm Thiên cầm truy phong chiến thiên cung, sấm gió không ngừng vang vọng các nơi. Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên kéo cung và ngưng tụ mũi tên ánh sáng, mũi tên tỏa ra năng lượng phong bạo vô cùng đáng sợ. Phá! Hét lớn một tiếng, trong gió lốc sát khí khủng bố, Lục Lâm Thiên trực tiếp thúc giục thông linh bảo khí, kéo căng truy phong chiến thiên cung, một mũi tên bắn ra, năng lượng thiên địa, cuồng phong đột khởi, không gian loạn lưu cuồng bạo. Vô số vết nứt không gian đen kịt rậm rạp. Xoẹt. Những nơi mũi tên ánh sáng đi qua mang theo vết nứt không gian tối tăm, nương theo đó là tiếng sấm gió nổ vang rất lớn, cũng lập tức xuyên thấu sát khí âm u tịch mịch. Ầm ầm. Khi mũi tên này xuyên thấu sát khí phong bạo,
lập tức sát khí đang che khuất bầu trời rạn nứt và tan vỡ. Xoẹt. Thực lực rất mạnh, thông linh bảo khí rất mạnh, khó trách có thể phá hủy bản thể Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm. Dạ U thì thào, hiện tại thần sắc của hắn không có chút khinh thường nào. Siêu 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 siêu. Truy phong chiến thiên cung bắn phá sát khí phong bạo, Lục Lâm Thiên không dám chậm chạp chút nào, thân thể hắn hóa thành hơn trăm đạo linh hồn phân thân, đột nhiên phá không lao đi. Lúc này Lục Lâm Thiên toàn lực thúc giục ám ma phân thân bí pháp, ám ma phân thân bí pháp chính là tuyệt chiêu chạy trốn giữ mạng của hắn. Quả nhiên đúng như đồn đãi, có không ít thủ đoạn. Trong không gian loạn lưu, thân ảnh Dạ U đứng thẳng, nhìn qua hơn trăm thân ảnh Lục Lâm Thiên phá không lao đi, nụ cười của hắn càng đậm. Khặc khặc, trước mặt năm người chúng ta còn muốn bỏ chạy, nằm mơ đi, Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Vào lúc này, trong không gian loạn lưu cuồng bạo, Thiên Lang, Địa Lang, Sinh Hồn, Tử Hồn bốn người xuất hiện, quanh thân bốn người là năng lượng khủng bố bộc phát bao phủ không gian, trực tiếp ngăn cản hơn trăm thân ảnh của Lục Lâm Thiên đang lao đi trong phong bạo. Ô ô, năng lượng phong bạo đáng sợ quét qua các nơi, những nơi năng lượng màu đen đi qua sinh ra âm thanh như quỷ khóc thần gào. Siêu, siêu, năng lượng màu đen xuyên thủng không gian hơn trăm thân ảnh của Lục Lâm Thiên bị ngăn cản, sau đó bị xuyên thủng thân thể, hóa thành gợn sóng không gian, dần dẫn biến mất không còn gì nữa. Lúc này thi triển ám ma phân thân bí pháp, Lục Lâm Thiên cũng không phải thi triển ám ma phân thân bí pháp tác chiến, bởi vậy mỗi một đạo linh hồn đều không có bao nhiêu năng lượng, chỉ muốn thoát thân mà thôi, căn bản không cách nào ngăn chặn thiên địa song lang, sinh tử song hồn bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng khủng bố. Bản thể Lục Lâm Thiên cũng bị phong tỏa bên trong thời gian ngắn, một mũi tên năng lượng màu đen phong tỏa trước người. Oanh! Áo giáp màu vàng bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, truy phong chiến thiên cung thu vào trong cơ thể, phất tay đánh ra một chưởng màu vàng vượt qua vết nứt không gian, trực tiếp xuyên thủng không gian đến trước mũi tên năng lượng. Phần phật! Hai luồng không gian loạn lưu va chạm với nhau lại không sinh ra tiếng nổ quá lớn, hai luồng năng lượng cực lớn bộc phát dữ dội. Bang bang! Không gian loạn lưu cuồng bạo kịch liệt hơn trước, giống như sóng to gió lớn, cả phiến không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo nổ tung. Cuộc chiến thực lực như hiện tại, căn bản không phải tuyên cổ cảnh đủ khả năng tham gia. Đạp đạp! Lục Lâm Thiên phải không ngừng lui bước mới đứng vững thân thể. Cũng may không gian loạn lưu hiện tại ảnh hưởng Lục Lâm Thiên cũng không lớn, nhưng cũng không phải nói không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ có thể nói với thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, tăng thêm bất diệt huyền thể đã tấn chức thành bất diệt thiên thể, bởi vậy hoàn toàn có thể trèo chống được. Bá bá! Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, năm đạo thân ảnh, năm siêu cấp cường giả Minh Linh dùng xu thế ngũ giác bao vây Lục Lâm Thiên. Năm siêu cấp cường giả của Minh Linh bộc phát khí tức đáng sợ, các loại áo nghĩa, không gian thời gian áo nghĩa, linh hồn tập trung các thủ đoạn thông thần, trực tiếp phong tỏa lao lung chung quanh Lục Lâm Thiên. Bốn nhị nguyên hóa hồng, một dạ xoa nhất tộc tam nguyên đại xúc hồng hóa hồng cảnh. Năm siêu cấp cường giả liên thủ phong tỏa, dùng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, cho dù phòng ngự nghiêm mật, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì cũng không thể thoát khỏi. Ầm ầm. Năm siêu cấp cường giả phong tỏa, trong không gian phong bạo là nơi cuồng bạo nhất trong thiên địa. Đối diện với lực lượng xé rách ảnh hưởng liên tục như thế, không phải người bình thường có thể đặt chân, nhưng mà sáu người vẫn đứng đó không bị xi nhê gì. Lục Lâm Thiên, thù hận giữa ngươi và phệ hồn nhất tộc hôm nay sẽ chấm dứt. Ánh mắt sinh hồn âm trầm nhìn lên người Lục Lâm Thiên, vừa dứt lời, khí tức âm hàn ngập trời bạo phát, nương theo đó là tiếng quỷ khóc thần gào, nhất thời từng đạo không gian phong bạo chấn động không ngớt. Khặc khặc, dám giết người của lang linh nhất tộc chúng ta, Lục Lâm Thiên. Hôm nay ngươi dù chắp cánh cũng khó thoát, thiên tài quyết định tương lai nhân tộc, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, chân lý niết bàn, hôm nay sẽ chết trong tay của ta. Thân ảnh Địa Lang có hàn khí bao phủ, đôi mắt đầy sát khí, miệng sói há to ra đầy khát máu. Ầm ầm. Thiên Lang, Tử Hồn hai cường giả này cũng bộc phát khí tức khủng khiếp, bốn nhị nguyên hóa hồng sinh ra khí tức đáng sợ, làm cho cả không gian cuồng bạo cũng nứt vỡ. Lục Lâm Thiên nhìn không chung. Năm siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh có thực lực mạnh hơn Phượng Viêm quá nhiều, một mình đỡ upsilon.ng phải bất cứ người nào, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, lúc này năm người còn có dạ xoa nhất tộc tam nguyên hóa hồng, căn bản không thể chống lại được. Năm siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh, đội hình như thế,
Lục Lâm Thiên rất rõ ràng đối phương sớm có an bài, hôm nay không thể nghi ngờ là lần tao ngộ hiểm cảnh lớn nhất đời của hắn, cũng phải đối mặt với đại chiến kịch liệt nhất trong thiên địa. Đã không thể bỏ trốn, khó có thể thoát thân, vậy cứ ác chiến một trận, ngược lại có thể liều mạng. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần âm trầm, sắc mặt lạnh giá. Năm tên vô sỉ, muốn giết Lục gia gia ta, sợ rằng các ngươi phải trả cái giá bằng máu. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trong mắt sát khí hàn ý bắt đầu khởi động, nhàn nhạt trong thanh âm, sát phạt chi khí tràn ngập, nói. Lục gia gia ta không phải ai cũng có thể bắt nạt, lúc trước U Hồn, U La, Ma Lang, Nguyên Hồn, Huyễn Lang, âm hồn đám gia hỏa kia muốn giết ta, chỉ tiếc hiện tại cũng thần hồn câu diệt, kết cục của các ngươi cũng như vậy cả thôi. Vừa dứt lời, quanh người Lục Lâm Thiên bắt đầu sinh ra năng lượng chấn động quỷ dị quét qua các nơi, không gian cuồng bạo sinh ra nhiều không gian loạn lưu cũng dừng lại, lập tức năng lượng bị cắn nuốt. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, không hề nghi ngờ đã sát muối lên vết thương của Dạ Xoa nhất tộc, Lang Linh nhất tộc, Phệ Hồn nhất tộc, năm người đều âm trầm, ánh mắt hàn khí. Tiểu tạp trùng, ta sẽ cho ngươi biết giám đỡ upsilon.ng tới người Lang Linh nhất tộc sẽ có kết quả như thế nào. Địa Lang hét lớn một tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn qua, năng lượng khủng bố bộc phát. Xoẹt! Trong nháy mắt ngắn ngủi, Địa Lang ra tay, căn bản không cấp cho Lục Lâm Thiên bao nhiêu thời gian, phất tay đánh ra một chảo do năng lượng ngưng tụ thành, lập tức trực tiếp đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Cùng động thủ, giết tiểu tử này, sau đó đuổi theo đánh chết Lục Linh, cũng không thể buông tha Hạo Thần, bọn chúng chạy không xa đâu. Ngao! Khi Địa Lang ra tay, Thiên Lang cũng ra tay, hai bên công kích làm không gian tối tăm, khí tức âm hàn và năng lượng ngưng tụ thành một đầu sói, mang theo tiếng sói tru vang vọng không gian, trực tiếp đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, đi chết đi! Phệ Hồn nhất tộc sinh tử song hồn cùng hành động, năng lượng quét qua tất cả, gió nổi mây phun, quỷ khóc thần sầu, hai người ngưng tụ đầu quỷ cực lớn giống như ma quỷ từ cửu u địa ngục bò lên tấn công Lục Lâm Thiên. Bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng công kích, bốn đạo công kích phong tỏa bốn phương vị quanh Lục Lâm Thiên, không gian lung lay sắp đổ, chấn động rất mạnh mẽ. Bốn người ra tay hoàn toàn không chút khách khí gì cả, rõ ràng đã quyết định chủ ý ngay cả mặt mo cũng không cần, liên thủ toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên âm hiểm xảo trá một cách gọn gàng. Ám ma phân thân bí pháp. Kim thuộc tính thời không lao ngục. Linh vũ quyết. Thập phương vũ trụ ấn. Tứ thần quyết. Chỉ trong nháy mắt này, quanh người Lục Lâm Thiên xuất hiện hào quang quỷ dị, bốn đạo linh hồn phân thân lao qua bốn phía, năng lượng bạo phát dữ dội, bốn đạo linh hồn phân thân cùng lúc ra tay, kim thuộc tính, thời không lao ngục, hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, linh vũ giới, thập phương vũ trụ ấn đồng thời thúc dục. Bốn đạo lực công kích cùng lúc ra tay, cả không gian bị năng lượng áp nổ tung, làm cho không gian sinh ra tiếng nổ liên tục không dứt. Bốn đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên cùng ra tay mang theo lực lượng cường hãn, không gian chung quanh nổ tung dữ dội. Ngao ngao, ô ô, xì xào. Năng lượng khủng bố chấn áp linh hồn, kim quang rạng rỡ, lăng lệ ác liệt, thiên uy chấn động, thời không áo nghĩa lan tràn, khí tức hủy diệt bùng phát, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thú ảnh gào thét, không gian chung quanh tan nát, lực lượng hủy diệt tàn phá các nơi. Tuy Lục Lâm Thiên không có đạt tới nhị nguyên hóa hồng, nhưng lúc này ra tay lại có khí thế không dưới nhị nguyên hóa hồng. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm đã chứng minh tất cả. Nhị nguyên hóa hồng thì như thế nào, Lục Lâm Thiên hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều đại chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Ầm ầm, tất cả chỉ diễn ra ngay trong tích tắc, tám đạo năng lượng công kích khủng bố quét qua chung quanh. Năm người ra tay, giơ tay nhấc chân mang theo năng lượng thuộc tính, không gian loạn lưu cuồng bạo quét qua các nơi, năng lượng chấn động mạnh mẽ, tiếng gào thét bùng phát như thủy triều, không gian tan vỡ nhanh chóng. Rầm rầm. Tám đạo công kích như thế lập tức oanh kích ra tám cái động trong không gian, tám đạo kình phong tàn sát bừa bãi. Năng lượng khủng bố va chạm các nơi, từng vết nứt không gian lan tràn ra các nơi, khí kình cường hãn bao phủ các hướng. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, kẻ này chưa trừ sẽ là đại họa của các chủng tộc minh linh. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Dạ U thì thào, một giây sau khí tức đáng sợ bao phủ các nơi, thân hình vượt qua bầu trời, hắn phất tay ngưng tụ một chảo. Một chảo này nện thẳng vào thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Một chảo này bình thường không có gì lạ,
nhưng lại do Dạ U đánh ra đã mang theo khí tức âm hàn khủng bố, mang theo lôi đình hắc ám, dễ dàng hủy diệt tất cả, đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Thời điểm Dạ U đánh ra một chảo, Thanh Linh Khải Giáp bộc phát uy áp bá đạo ra chung quanh, nó mang theo khí tức phá hủy tất cả. Ầm ầm, bỗng dưng trong không gian cuồn loạn, khí tức vô cùng vô tận bộc phát ra, Lục Lâm Thiên lặng yên tương liên với thiên địa, hỗn độn âm dương quyết chấn động tỏa ra, không gian run run, không gian lôi điện nổ vang dữ dội. Bát hoang thiên địa quyết, tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái núi hà. Trong thời gian ngắn, thân hình Lục Lâm Thiên lăng không bay lên không trung, thân thể nghiêng xuống 45 độ, giống như mãnh hổ vồ mồi, chân phải toái hư không, trực tiếp đá vào một chảo kia. Trong giây lát khí tức hủy thiên diệt địa từ một cước này bộc phát, giống như muốn đạp phá không gian loạn lưu, đá nát tất cả sinh cơ, lực lượng bá đạo làm người ta phải nhìn thẳng. Rầm rầm, một chảo một cước va chạm vào nhau, đột nhiên hào quang mạnh mẽ bộc phát ra chung quanh. Bỗng dưng hai lực lượng va chạm mạnh mẽ gặp nhau, tiếng nổ liên hoàn vang lên liên tiếp, tiếng sấm vang vọng hư không, làm cho người ta cảm thấy tai ông ông liên tục, trong đầu xuất hiện cảm giác va chạm. Năng lượng loạn lưu khủng bố bùng phát dữ dội. Xoẹt. Trong va chạm khủng khiếp này, hào quang chói mắt bắn ra ngoài, lập tức năng lượng chấn động khuếch tán ra khắp nơi, không gian chung quanh dưới va chạm như thế lập tức vặn vẹo, dư âm năng lượng còn sót lại rất đáng sợ. Xoẹt. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bị dư âm khủng khiếp còn sót lại quét trúng, hắn bị đẩy lui như diều đứt dây, không gian ven đường bị phá hủy, dư âm năng lượng còn lại mang theo phong bạo dữ dội, cũng sinh sinh chấn lui hắn ra xa. Đạp đạp, thân hình Dạ U lúc này lảo đảo, chấn lùi mấy bước, ánh mắt của hắn lập tức biến sắc, chân lý niết bàn cảnh khủng bố như vậy, có thể đẩy lui hắn, điều này đại biểu cái gì thì hắn tự nhiên rõ ràng, thực lực như vậy ngay cả nhị nguyên hóa hồng cũng khó phát huy được. Phụt, thân hình bị đẩy lui, miệng Lục Lâm Thiên phun máu tươi, bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết cũng không thể làm gì được Dạ U, tất cả đã là át chủ bài mạnh nhất của mình, tam nguyên đại xúc hồng hóa hồng thật sự quá khủng bố. Cấp độ hóa hồng cảnh, chênh lệch một nguyên khác biệt như trời và đất. Rầm 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 phanh, bốn đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên va chạm với bốn nhị nguyên hóa hồng, từ khi bản thể bị thương cũng sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Ầm ầm. Bốn đạo linh hồn phân thân bị đánh tan hóa thành năng lượng phong bạo, lực lượng linh hồn lực bộc phát dữ dội. Phụt. Bốn linh hồn phân thân bị đánh tan, không thể nghi ngờ đã làm Lục Lâm Thiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn phun máu tươi liên tục. Nếu là chân lý niết bàn bình thường, sợ rằng kết cục thảm trọng, mà Lục Lâm Thiên hiện tại mang bất diệt thiên thể và bất tử thần thể, ngược lại hắn có thể thừa nhận được, ít nhất bây giờ còn có thể chống đỡ. Ám ma phân thân bí pháp chống đỡ linh hồn phân thân cũng không có đủ loại thủ đoạn giống bản thể. Thúc dục ám ma phân thân bí pháp thi triển linh hồn phân thân, tuy tình huống bình thường có thực lực không kém bản thể. Nhưng mà Lục Lâm Thiên có thể chống lại nhị nguyên hóa hồng hơn phân nửa đều dựa vào thể chất cường hãn của bản thân, kể cả lực phòng ngự và các thủ đoạn của bản thể. Mà những thủ đoạn này khi ám ma phân thân bí pháp thúc dục linh hồn phân thân lại không có. Bởi vậy ám ma phân thân bí pháp thúc dục linh hồn phân thân rất khó chống lại nhị nguyên hóa hồng, lúc này bản thể chịu ảnh hưởng, lập tức bị thiên địa song lang, sinh tử song hồn cùng đánh tan. Tiểu tử, chết đi. Thân thể Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi thật nhanh, sau đó Dạ U ổn định thân hình và không dừng lại, hắn lập tức lao đi như lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại chỗ Lục Lâm Thiên. Dạ U vừa ra tay đã không lưu thủ chút nào, một chưởng vừa rồi ngay cả nhất nguyên hóa hồng không chết cũng trọng thương. Nhị nguyên hóa hồng phải trọng thương, mà Lục Lâm Thiên không có bị đánh chết, hắn phải ra tay lần thứ hai. Sát khí Lục Lâm Thiên bạo phát, thân thể bị đẩy lui, khóe miệng máu tươi đầm đài cười lạnh. Giống. Hổ gầm niếc tai, thân thể Lục Lâm Thiên biến lớn, hắn thúc giục Thanh Linh Khải Giáp hổ biến, thân thể khổng lồ bao phủ không trung, nhất thời thân thể như núi đứng vững, thế lui dừng lại. Thân hổ khổng lồ dâng trào sát khí khủng khiếp, thúc giục vô cùng mạnh mẽ. Ngao, long ngâm đao minh dâng trào, huyết lục nằm trong hổ trường, sát khí khủng bố chấn động linh hồn. Dạ xoa chân thân, Dạ U lướt đi, nhìn thân hổ khổng lồ và huyết đao của Lục Lâm Thiên, hắn cảm giác Lục Lâm Thiên bất phàm, thật sự không thể xem thường, ánh mắt hơi trầm xuống, khuôn mặt âm trầm giống như bướu lạc đà của hắn mang theo dáng vẻ dữ tợn, thân hình bành trướng cao ngất, tuyệt đối không dưới thân hổ của Lục Lâm Thiên. Huyết lục tỏa sáng.
dưới thân hổ lục thiếu sinh ra huyết quang cuồn cuộn, đồ án âm dương trên, huyết lục, không ngừng phóng thích hào quang sáng ngời, trong hư không loạn lưu cuồng bạo cũng có vòng xoáy âm dương xuất hiện, uy áp thiên địa khủng khiếp bạo phát. Âm dương phách đao quyết. Huyết lục trực tiếp bổ ra một đạo đao mang xuyên thủng không gian, tiếng phá không vang dội, lập tức cắt ngang không gian, trong chốc lát đã tới trước mặt Dạ U. U Linh Ma Chảo. Ánh mắt Dạ U trầm xuống, Dạ Xoa chân thân cực lớn run lên, một đạo ma chảo ngưng tụ ra làm cho không gian chung quanh liên tục nứt vỡ, năng lượng tỏa ra ngập trời, sát khí trùng thiên, đao mang của Lục Lâm Thiên chém thẳng xuống dưới. Xoẹt. Ma chảo trực tiếp bắt lấy đao mang, sinh sinh bao bọc giữa không trung, sát khí khủng bố bộc phát dữ dội, đồ án âm dương chấn động, hai năng lượng giằng co trong ngắn ngủi, cả phiến không gian vặn vẹo. Ken két. Tuy rằng co trong ngắn ngủi, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi, đao mang bị ma chảo bóp vụn. Chỉ trong nháy mắt sát khí khủng bố bùng phát dữ dội, không gian chung quanh vặn vẹo, lập tức bắn ra sát khí khủng khiếp bao phủ không gian, cả phiến không gian này bị xé rách. Xoẹt. Ma chảo lập tức phóng thích sát khí cuồn cuộn, cũng đánh vào người Lục Lâm Thiên, làm cho lân phiến màu xanh có điện quang của Lục Lâm Thiên ảm đạm đi nhiều. Khặc khặc, chết đi. Cũng trong nháy mắt này, thiên địa song lang, sinh tử song hồn bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng đồng thời bao vây Lục Lâm Thiên, nương theo tiếng cười hung tàn của địa lang, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên vặn vẹo kịch liệt. Âm lang ma quyền. Thiên địa song lang cùng đồng thời ngưng tụ một quyền rồi đánh ra một kích, năng lượng đáng sợ, ma khí cuồn cuộn, những nơi quyền này đi qua không gian đều sụp đổ xuất hiện hư không đen kịt. Phệ hồn quỷ chảo. Sinh tử song hồn cũng quá to. Một chảo mang theo đầu quỷ xuất hiện trong không gian, đầu quỷ dữ tợn không ngừng gào thét. Phanh, 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 phanh. Bốn lực lượng của nhị nguyên hóa hồng giáng thẳng vào người mình, dễ dàng đánh thẳng lên thân thể đã ảm đạm của Lục Lâm Thiên, năm siêu cấp cường giả vây công, thực lực kém nhau quá xa, Lục Lâm Thiên khó mà chống lại, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc vô lực. Bốn đạo công kích giáng xuống, tất cả đều rơi vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Tạch 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 két. Lân phiến màu xanh trên người của Lục Lâm Thiên vào lúc này ảm đạm đi rất nhiều lân phiến vỡ nát, da chóc thịt bong, huyết nhục bay tứ tung, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn nhị nguyên hóa hồng tăng thêm chống lại một kích của Dạ U, Lục Lâm Thiên mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng nổi. Loại chênh lệch này quá lớn, lúc này phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, Dạ Xoa nhất tộc chuẩn bị đội hình phục kích chính là muốn triệt để đánh chết Lục Lâm Thiên. Vận dụng năm siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh chính là không cho Lục Lâm Thiên bất cứ cơ hội nào. Lúc này đã là cơ hội cuối cùng, Dạ Xoa nhất tộc, lang linh nhất tộc, phệ hồn nhất tộc biết rõ lúc Lục Lâm Thiên tiến vào thế giới thượng thanh mật địa thiên giới sẽ không còn cơ hội nữa. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ là áo nghĩa thứ 5, kỳ tài khủng bố như thế nếu triệt để lớn lên, như vậy đó là họa lớn của chủng tộc Minh Linh. Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đánh bay vào trong không gian loạn lưu. Máu thịt của hắn không ngừng văng ra. Có thể nói đây là năm siêu cấp cao thủ cùng công kích, cho nên với lực phòng ngự biến thái của Lục Lâm Thiên cũng không thể thê thảm như vậy. Ồ, bộ dáng thê thảm của Lục Lâm Thiên lại làm cho Dạ U, thiên địa song lang, sinh tử song hồn cực kỳ kinh dị, năm người công kích lại không thể triệt để đánh Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt, thậm chí còn không bị đánh chết, năm người trở nên vô cùng rung động. Với thực lực của năm người, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, bọn họ ra tay rất gọn gàng, tuyệt đối không phải luận bàn, đây là dồn Lục Lâm Thiên vào tử địa, tuy mạnh hơn Lục Lâm Thiên rất nhiều nhưng bọn họ vẫn dùng toàn lực. Công kích của 5 người lại không đánh chết Lục Lâm Thiên, loại phòng ngự biến thái này quá kinh khủng, tuy Lục Lâm Thiên là chân lý niết bàn nhưng mà chân lý niết bàn cũng chẳng khác gì tuyên cổ cảnh cao giai cả. Mà người có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai bọn họ có thể lật tay đánh chết, bóp nát như bóp con kiến hôi. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở trước mặt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, không đáng quan tâm tới, tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau, bởi vì không so nổi. Xuy, Lục Lâm Thiên ra chóc thịt bong, rốt cuộc ổn định thân thể, đôi mắt hổ có huyết sắc bao phủ, khí tức uể oải, trọng thương đến mức tận cùng, thân hổ lúc này có nhiều vết thương sâu tận xương. Nhưng bộ dáng hiện tại vô cùng thê thảm, đôi mắt của Lục Lâm Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào 5 người. Không có bất kỳ ý định lùi bước, đôi mắt đó bắn ra sát khí kinh tâm động phách. Lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể chiến một trận, e ngại sợ chiến không phải tính cách của Lục Lâm Thiên.
Kẻ này quá tà dị. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên năm người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt âm thầm run sợ, đối mặt với năm người vây công, Lục Lâm Thiên lại không thể chèo chống. Nếu Lang Linh nhất tộc ta có hậu bối như hắn thì tốt rồi, chỉ tiếc là nhân tộc, còn dám đỡ upsilon.ng đến người của Lang Linh nhất tộc, thiên tài truyền kỳ của nhân tộc sắp chấm dứt trong tay chúng ta, khặc khặc, đây chính là chuyện ta thích làm nhất. Địa Lang cười rất hung tàn, thân thể của hắn bành trướng, biến thành Lang Linh chân thân khổng lồ, khí tức âm hàn quét qua tất cả, đôi mắt tỏa ra sát ý ngập trời. Lục Lâm Thiên, ngươi còn muốn chống lại sao, thiên tài truyền kỳ của nhân tộc, đi chết đi. Địa Lang cười lạnh, thân thể khổng lồ vượt qua không gian loạn lưu, một vuốt sói thật lớn xé rách không gian, năng lượng đáng sợ bạo phát ra lực lượng kinh người. Xoẹt! Một chảo này xé rách năm vết nứt không gian, chúng cùng một thời gian đánh lên thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Chỉ trong nháy mắt này, Địa Lang cười càng lớn, ánh mắt càng hung tàn, hắn cũng không tin Lục Lâm Thiên không chết, sống sờ sờ cũng phải xé địch nhân trở thành mảnh nhỏ. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã nỏ mạnh hết đà, đã mất đi lực chống cự, một móng vuốt khổng lồ đánh ra không thể ngăn cản. Một chảo của Địa Lang xé rách thiên địa, Lang chảo đánh vào ngực Lục Lâm Thiên, trực tiếp cào ra một đống huyết nhục. Một chảo này cào tới phần bụng Lục Lâm Thiên, có thể gần như nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, thân thể huyết nhục mơ hồ, xương trắng cũng thấy được, khí tức âm hàn ăn mòn thân thể, huyết nhục bị xé rách thành mảnh vỡ. Ta nói rồi, muốn động tới Lục gia gia của các ngươi cần phải trả giá thật nhiều. Bỗng dưng vào thời khắc này, lời của Lục Lâm Thiên truyền vào trong tai Địa Lang, thân thể huyết nhục mơ hồ giống như bị phân thây cười dữ tợn, nụ cười mang theo máu tươi đầm đìa. Không, điều đó không có khả năng, không có khả năng, không. Trong nháy mắt này Địa Lang vừa rồi còn rất hung tàn, bây giờ biến thành sợ hãi, nụ cười lạnh trên mặt của hắn biến mất, lập tức biến thành sợ hãi tuyệt vọng. Bởi vì trong thời gian thật ngắn đó, nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, hổ trưởng của Lục Lâm Thiên cầm chặt thanh đao huyết sắc xuyên thủng thân thể Địa Lang, trực tiếp xuyên qua người hắn. Hắn thừa nhận một chảo gần như phân thây mình, phần bụng bị xé rách, xương trắng xuất hiện, máu huyết lan tràn, nhưng Lục Lâm Thiên cũng đổi được một đao. Một đao của Lục Lâm Thiên cắm vào bụng Địa Lang, cắm vào không gian linh tinh khí hải của hắn, linh tinh chẳng khác gì nguyên đan của nhân tộc, căn bản không chịu nổi bao nhiêu trùng kích. Vào lúc này không có ai ngờ rằng Lục Lâm Thiên còn hung ác tới mức như thế, tình nguyện bản thân bị phân thây cũng muốn kéo Địa Lang làm đệm lưng. Ken két! Ánh mắt Địa Lang sợ hãi và tuyệt vọng, thân thể bộc phát kim sắc quang mang, kim quang rạng rỡ giống như mặt trời mới mọc. Chỉ trong nháy mắt này Thiên Lang, sinh tử song hồn, Dạ U bốn người nhìn chằm chằm, Lang Linh chân thân khổng lồ của Địa Lang rạn nứt, cuối cùng linh tinh nổ tung trong cơ thể. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ tung kinh thiên, lập tức nổ vang trong thiên địa, năng lượng khủng bố bao phủ các nơi, bỗng nhiên quét qua tất cả. Thân thể khổng lồ của Địa Lang nổ tung, hình thành năng lượng phong bạo âm hàn, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung thành cái động sâu không thấy đáy. Không gian động sâu thâm bất khả trắc, nó giống như miệng thú khổng lồ, có thể thôn phệ vạn vật, làm lòng người vô cùng sợ hãi. Ngao, Lục Lâm Thiên, ta không để yên cho ngươi đâu. Trong năng lượng âm hàn này, một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện thoát ra ngoài, trong lưu quang mang theo tiếng sói tru không cam lòng và thê lương quanh quẩn hư không. Địa Lang gặp bi kịch, cường giả nhĩ nguyên hóa hồng bị Lục Lâm Thiên tiêu diệt bản thể, hồn anh còn sót lại thoát ra, tu vị đã không thể tiến thêm được nữa, đồng thời thực lực sau này cũng giảm mạnh. Chuyện này làm cho Địa Lang hối hận xanh ruột, hắn không nên khinh địch như thế, không nên xem thường Lục Lâm Thiên, nhưng mà hối hận đã không kịp. Lục Lâm Thiên thật sự quá hung hãn. Lúc này Lục Lâm Thiên ra chóc thịt bong, phân thân hổ bị phân thây bộc phát hào quang tử kim sắc. Bất diệt huyền thể tiến hóa thành bất diệt thiên thể, dường như tốc độ khôi phục cũng tăng nhanh không ít, thân thể ra chóc thịt bong nhanh chóng khôi phục lại, điện mang trong cơ thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Giống. Lục Lâm Thiên gào thét, trong đôi mắt của hắn mang theo ý vui vẻ, hắn cũng cười tàn nhẫn, lúc này nhìn hồn anh Địa Lang chạy thoát, nói. Lục gia gia của ngươi cũng không phải dễ trêu. Hỗn đản. Địa Lang bị phá hủy bản thể, Thiên Lang giận dữ, hắn quát một tiếng, thân thể hóa thành Lang Linh chân thân khổng lồ, lực lượng âm hàn khủng bố bạo phát ra, từng cột sáng năng lượng chấn vỡ hư không, dùng xu thế như bôn lôi đánh tan tất cả, lập tức quét qua thân hổ của Lục Lâm Thiên. Tiểu tử này quá biến thái, toàn lực chu sát.
Dạ U quát một tiếng, Dạ Xoa chân thân to lớn lao tới trước, thân thể khổng lồ chấn vỡ hư không, sát khí khủng bố thành công ngưng tụ công kích, trực tiếp đánh thẳng vào thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Phệ hồn linh thân, sinh tử song hồn vận dụng bản thể khổng lồ, năng lượng chấn động ngập trời, trong không gian sinh ra tiếng quỷ khóc thần gào thảm thiết. Bốn siêu cấp cường giả trong nháy mắt đồng thời phát động vây công Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên biểu hiện ra một mặt khủng bố của mình, đã triệt để rung động bốn người bọn họ, thế cho nên dùng thân phận của bọn họ cũng không quan tâm cái gì, toàn lực vây công. Ngay sau đó từng đạo năng lượng xé rách không gian, nương theo đó là kình phong đáng sợ bao phủ các nơi. Ầm ầm, Lục Lâm Thiên bị vây công, hiện tại hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà. Lục Lâm Thiên bị bốn người vây công, năng lượng kình phong khủng bố quét qua tất cả, chung quanh thân hổ là không gian loạn lưu, gợn sóng không gian đang nổ tung, cả không gian đều sinh ra gió nổi mây phun. Bốn siêu cấp cường giả đều thi triển sát chiêu, hoàn toàn gọn gàng, dùng trạng thái nỏ mạnh hết đà của Lục Lâm Thiên hiện tại, ngay cả đánh trả cũng không có thể lực mà làm. Lúc này Lục Lâm Thiên đã vô lực chưa từng có. Hiện tại Lục Lâm Thiên không cách nào chống lại nữa. Lục Lâm Thiên cũng bị trà đạp trước nay không có. Rầm rầm rầm. Bốn siêu cấp cường giả, Dạ U là Dạ Xoa nhất tộc Tam Nguyên Hóa Hồng, công kích của hắn có thể đánh chết Lục Lâm Thiên, công kích này mạnh mẽ có thể hủy thiên diệt địa. Phụt, phụt, phụt. Lục Lâm Thiên há to miệng ra, máu tươi không ngừng chảy ròng, thân thể rạn nứt, vẫn không ngừng bị đẩy lùi, trong cổ họng không ngừng có tiếng trầm đỡ upsilon, xê vang lên, khí huyết trong người cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ chấn động, huyết nhục bay tứ tung, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ. Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên sinh cơ nhạt dần, khí tức uể oải, trên người khe hở chồng chất, máu tươi bắt đầu khô kiệt, thậm chí đôi mắt đỏ rực của Lục Lâm Thiên cũng vô lực nhắm lại. Rầm rầm rầm. Không gian run run, từng âm thanh như bôn lôi vang vọng hư không, âm thanh phong bạo tàn phá hư không, từng công kích chí mạng bắt đầu nện thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Trên thế giới linh vũ, đây là nơi yên tĩnh thường hòa. Sau động tĩnh thiên uy to lớn giáng xuống, tất cả sinh linh trong thế giới linh vũ đều phát hiện, cả thế giới lại phát sinh lột xác, loại lột xác này làm cho hàng tỷ sinh linh mang theo chỗ tốt thật lớn. Nhưng tất cả sinh linh đều cảm nhận khác biệt, năng lượng thiên địa lần này không có tăng lên, càng trọng yếu là năng lượng thiên địa giờ phút này có năng lượng thiên địa vô hình có thể để người ta đạt được chỗ tốt thật lớn. Nguyên bản có một ít người ở biên giới đột phá, giúp tất cả sinh linh không ngừng đột phá, trong vòng một đêm có chỗ tốt khi lĩnh ngộ. Hàng tỷ sinh linh, tu vị trực tiếp tăng vọt. Đặc biệt là Lục gia đã xuất hiện cường giả niết bàn cảnh, tất cả người Lục gia đều đạt được chỗ tốt càng khổng lồ, mỗi người Lục gia tự dưng sinh ra năng lượng quỷ dị, tất cả đều có áo nghĩa gia thân như hoàng tộc. Thế giới này sinh ra biến hóa làm tất cả mọi người mừng như điên, tất cả mọi người biết rõ, thế giới này đang lột xác, hàng tỷ sinh linh đang tiến bộ, thực lực bạo tăng. Ầm ầm. Trong thế giới linh vũ bình tĩnh không biết tại sao lại run lên. Cả thế giới lập tức phát sinh khó hiểu, địa chấn này không giống như địa chấn bình thường. Loại rung chuyển này tới từ địa tâm, cổ vực, linh võ đại lục, Đông Hải, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai. Thế giới linh vũ lúc này rung động mọi nơi. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, bỗng nhiên trên trời xanh có một vòng xoáy như lỗ đen vũ trụ, trời xanh không ngừng mở rộng. Diện tích vòng xoáy khổng lồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới linh vũ. Vòng xoáy bao phủ trời xanh, khí tức vô cùng lạ lẫm lan tỏa ra các hướng, trên phía chân trời bình tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp đỉnh, thiên địa chấn động, thiểm điện lôi minh. Thế giới linh vũ bao la trong nháy mắt thiên địa biến thành đen kịt, núi sông lắc lư, sông núi bao la chấn động dữ dội. Trong vòng xoáy này tỏa ra hào quang lờ mờ kinh tâm động phách. Gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc, sơn mạch rung động, vùng biển sinh sóng thần quét qua đại lục. Phần phật, trong vòng xoáy trên không trung, một lực lượng cắn nuốt như lỗ đen thôn phệ toàn bộ thế giới linh vũ. Cả thế giới linh vũ, năng lượng thiên địa bàng bạc tự nhiên bị vòng xoáy trên trời hấp thu. Nguyên lực của ta biến mất, chân khí của ta không còn, linh lực của ta cũng không còn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giờ phút này tất cả tu luyện giả trong thế giới linh vũ phát hiện nguyên lực, chân khí, linh lực trong người biến mất không thấy gì nữa, loại biến mất này vô thanh vô tức, hồn nhiên không phát giác ra, căn bản không cách nào ngăn cản được. Siêu siêu. Trong thế giới linh vũ, giờ phút này tất cả cường giả đứng trong hư không,
nhìn chằm chằm vào bầu trời với ánh mắt rung động. Hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu, phủ phục. Chẳng biết tại sao, giờ phút này tất cả sinh linh sinh ra cảm giác nguy hiểm từ sâu trong đáy lòng, linh hồn chấn động, cảm giác sợ hãi dâng trào, giống như khí tức tử vong đang bao phủ tâm thần của họ. Trong đại điện sương mù trong cổ vực, thân ảnh Tập Tĩnh nhìn lên bầu trời, nhìn trời xanh biến hóa, lập tức ánh mắt vô cùng ngưng trọng, thì thào. Không ngờ đi tới bước này. Bốn siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh đánh ra mấy đạo công kích khủng bố lên thân thể Lục Lâm Thiên. Bành 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 bành. Năng lượng công kích thật mạnh giáng xuống, giữa không trung sinh ra chấn động mãnh liệt, năng lượng chấn động mạnh mẽ, không gian chấn động khủng khiếp. Dưới năng lượng công kích liên hoàn như thế, thẳng đến khi trên người Lục Lâm Thiên triệt để ra chóc thịt bong, thân hổ khổng lồ bị phá thành mảnh nhỏ giống như ngọn núi rạn nứt. Thân hổ của Lục Lâm Thiên triệt để khô cạn máu huyết, đã không còn máu tươi chảy ra, ngũ tạng lục phủ trực tiếp nghiền nát, có thể nhìn thấy xương trắng. Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên chỉ còn lại một ít da thịt dính vào xương cốt, còn lại đều bị đánh thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm, sinh cơ trên người biến mất không còn. Vào thời điểm này, Dạ U, sinh tử song hồn, còn có thiên lang bốn siêu cấp cường giả dừng tay. Bốn siêu cấp cường giả nhìn qua thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên bị phá thành mảnh nhỏ, ánh mắt kinh dị. Dưới công kích của bọn họ, thân thể của Lục Lâm Thiên còn không triệt để hóa thành cho bụi, chỉ bị đánh thành mảnh nhỏ mà thôi, lực phòng ngự khủng bố bực này sợ rằng tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, thậm chí là tứ nguyên tiểu siêu phàm hóa hồng thú tộc cũng khó có được lực phòng ngự khủng bố như thế, chính vì điểm này đã làm cho bọn họ động dung. Trong không gian phong bạo, thân thể bị nghiền nát của Lục Lâm Thiên lơ lửng giữa không trung, khi bốn người dừng công kích, không gian loạn lưu bộc phát khủng khiếp, cũng lập tức cuốn thân thể bị tàn phá của Lục Lâm Thiên vào trong. Xoẹt! Sinh cơ của Lục Lâm Thiên không có, thân hổ phá thành mảnh nhỏ bị không gian loạn lưu hút đi, chúng giống như cối xay thịt khổng lồ. Dạ U, sinh tử song hồn, thiên lang bốn người nhìn nhau, bọn họ có thể cảm giác được sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên hiện tại không còn. Nhưng không biết vì sao, bọn họ lúc này khó phán đoán Lục Lâm Thiên có phải đã bị đánh chết hoàn toàn hay không. Loại cảm giác này không hề nắm chắc này xuất hiện trong nội tâm bọn họ, khiến cho chính bọn họ cảm thấy có chút buồn cười vì cái cảm giác này. Nhưng mà sự thật đúng là như vậy, hiện tại trên người Lục Lâm Thiên không còn chút sinh cơ nào, nhưng mà bốn người bọn họ không có nắm chắc khẳng định Lục Lâm Thiên bị đánh chết. Nhanh diệt Lục Lâm Thiên, làm cho hắn thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán. Hồn anh địa lang ở trên không trung gào thét, ánh mắt hồn anh vô cùng oán độc. Bốn người Dạ U hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng chần chờ, kết cục của địa lang làm cho bọn họ sợ hãi, Lục Lâm Thiên này quá mức tà dị, lúc này thân thể khổng lồ tuy bị đánh nát, nhưng mà trong mơ hồ vẫn còn tương liên với nhau, không bị đánh nát hoàn toàn. Cho nên lúc này bốn người cũng không dám tới gần, nếu Lục Lâm Thiên đột nhiên đối phó bọn họ giống như đối phó địa lang, bọn họ không dám. Oanh. Thời điểm bốn người trần chờ, trong không gian loạn lưu bao la có hào quang lờ mờ lập lòe, lập tức không gian run lên, trên không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này hàng lâm rất đột ngột. Chỉ trong giây lát gió nổi mây phun, không gian rung chuyển xen lẫn điện thiểm lôi minh. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện thôn vệ không gian, trong đó một cột sáng giáng xuống, cột sáng nhanh chóng bao phủ thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Thời điểm cột sáng chiếu vào thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, chỉ trong nháy mắt không gian phong bạo đang cuốn thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh nát, tiêu tán trong vô hình. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của Lục Lâm Thiên tiêu tán, trong vòng xoáy có hào quang tử kim lóe lên, thân thể khôi phục một cách quỷ dị, tốc độ nhanh vô cùng, huyền ảo đến cực điểm. Hô! Cùng lúc đó sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên biến mất hầu như không còn bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn thân. Bá bá! Tất cả chuyện này biến hóa quá nhanh, đột nhiên xuất hiện, làm cho Dạ U, sinh tử song hồn, thiên lang và hồn anh địa lang đại biến, lập tức kinh ngạc rung động và tập trung quan sát Lục Lâm Thiên. Giống! Tiếng rít trầm thấp truyền ra, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của Lục Lâm Thiên bắt đầu run lên, thân thể lung lay sắp đổ và toàn thân bị phá thành mảnh nhỏ bay lên, hiện tại xương trắng, ngũ tạng lục phủ đang kết nối với nhau. Điện quang tử kim sắc lập lòe. Tốc độ khôi phục thật nhanh, nhưng cũng chưa khôi phục tới mức hoàn toàn. Suy suy, thân hổ đầy huyết tinh đứng thẳng, tương liên với cột sáng trên trời, cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Lục Lâm Thiên mở đôi mắt to ra,
hắn nhìn chằm chằm vào đám người Dạ U, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, càng vô cùng hung hãn làm người ta khiếp sợ. Giờ phút này, chẳng biết tại sao, trong lòng bốn người Dạ U run lên khó hiểu, nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn của Lục Lâm Thiên liền sinh ra cảm giác bất an. Nhanh, tiểu tử này quá tà dị, mọi người không nên lưu thủ, lập tức triệt để đánh chết hắn đi. Dạ U hét lớn một tiếng, Dạ Xoa chân thân khổng lồ ngưng tụ thủ ấn, sát khí khủng bố phóng thích ra ngoài. Giờ phút này nếu không giết Lục Lâm Thiên, Dạ U là cường giả tam nguyên xúc hồng hóa hồng cũng sợ hãi, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác bất an. Toàn lực ra tay, không được lưu thủ. Sinh tử song hồn, thiên lang ba siêu cấp cường giả vào lúc này mặt âm trầm như nước, ba người bộc phát khí tức khổng lồ. Nhất thời không gian chung quanh không ngừng run lên. Bốn siêu cấp cường giả này không hề lưu thủ, toàn lực hành động, khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, sát khí và năng lượng băng hàn bùng nổ khủng khiếp, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành thiên địa dị biến. Ầm ầm, nương theo tiếng sấm sét nổ vang, không gian sắp sụp đổ, lập tức bị phá hủy rất nhanh chóng. Một đường tu luyện tới bây giờ, tao ngộ vô số hiểm cảnh, nguy cơ tứ phía, có khối người muốn giết ta, nhưng Lục gia gia các ngươi vẫn sống sót. Lục Lâm Thiên hành động, thân hổ bị tàn phá đứng lên, đôi mắt hổ đỏ rực, hắn gào thét. Muốn giết Lục gia gia các ngươi tìm nhầm người rồi. Giống, tiếng quát vang lên, thân thể bị tàn phá của Lục Lâm Thiên há mồm hấp mạnh, hấp lực cực lớn bùng nổ. Hấp lực tuôn trào, năng lượng khủng bố trong vòng xoáy truyền ra, trong nháy mắt năng lượng bị làn ra, lỗ chân lông, thậm chí là huyết nhục nghiền nát của Lục Lâm Thiên thôn phệ. Từ động tác của Lục Lâm Thiên, khí tức man hoang tự nhiên bộc phát trên người hắn. Trong mắt hổ của Lục Lâm Thiên hiện tại có hào quang chữ vạn xuất hiện. Ầm ầm, toàn thân cắn nuốt năng lượng từ vòng xoáy truyền ra, khí tức man hoang cổ xưa sinh ra trên người Lục Lâm Thiên, giờ phút này khí tức trên người Lục Lâm Thiên làm đám người Dạ U bắt đầu kinh hãi thất sắc. Nhanh, nhanh tru sát Lục Lâm Thiên, không thể cho hắn cơ hội lần nữa. Dạ U hét lớn một tiếng. Thân ảnh khổng lồ của hắn sinh ra sát khí khủng khiếp, trực tiếp ngưng tụ linh xiên dài vài trăm trượng mang theo uy năng hủy diệt, linh xiên đâm thẳng vào người Lục Lâm Thiên, không gian ven đường đi bị đánh nát. Ma Lang Huyễn. Thời điểm Dạ U ra tay, thiên lang hét lớn một tiếng, ngập khí tức âm hàn đầy trời bao phủ trời cao, không gian sinh gió lạnh từng cơn, năng lượng ngưng tụ thành hư ảnh ma lang dài ngàn trượng, nó mang theo năng lượng cuồn cuộn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Phệ hồn quỷ ảnh. Sinh tử song hồn hét lớn, hai đầu lâu quỷ cực lớn xuất hiện, âm thanh quỷ khóc thần gào chấn động linh hồn bộc phát, hai đầu quỷ khổng lồ này nhanh chóng lao tới thôn phệ linh hồn của Lục Lâm Thiên. Bốn siêu cấp cường giả toàn lực công kích, bốn đạo công kích này nhanh chóng phá hủy toàn bộ không gian. Lúc này bốn người ra tay toàn lực, không có bất kỳ giữ lại nào, năng lượng hủy diệt đáng sợ làm cường giả tứ nguyên hóa hồng cũng không dám chống lại. Phải biết rằng thực lực của Dạ Xoa nhất tộc Dạ U rất khủng khiếp. Thân là cường giả Dạ Xoa nhất tộc, ngay cả cường giả Minh Linh tứ nguyên hóa hồng cũng không muốn dây vào. Phần phật, bốn người toàn lực ra tay, trong nháy mắt bốn đạo công kích dâng trào, năng lượng khủng bố rung động đáng sợ, trực tiếp dễ dàng phá hủy không gian, làm cho không gian loạn lưu sinh ra khe hở khủng khiếp lan tỏa ra các hướng. Thực lực khủng bố này nếu ở thế giới bên ngoài đủ để hủy thiên diệt địa, thực lực bốn siêu cấp cường giả thể hiện ra không chút nghi ngờ. Lục Lâm Thiên. Bốn người bọn họ đã dùng toàn lực, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khặc khặc, không hổ là kỳ tài của nhân tộc, công kích lúc nãy vẫn không thể đánh chết ngươi. Lúc bốn công kích của bốn người rời tay, Dạ U quát lớn, bốn người vận dụng công kích hủy thiên diệt địa, nếu Lục Lâm Thiên thật sự không chết thì tiểu tử này bất tử bất diệt rồi. Thời điểm Dạ U quát lớn, thân ảnh khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng vững, bỗng dưng hào quang chữ vạn bắn tỏa sáng, giờ phút này liên kết với cột sáng trong vòng xoáy trên cao. Các ngươi cao hứng quá sớm, Lục Gia Gia hôm nay cho các ngươi một phần đại lễ, cho các ngươi biết rõ muốn giết Lục Gia Gia, các ngươi sẽ phải trả cái giá lớn cỡ nào. Một tiếng cười to tại đây mênh mông cuồn cuộn trong không gian cuồn cuộn quanh quẩn, Lục Lâm Thiên khổng lồ hổ trưởng bên trong, lúc này đã là bắt đầu kết xuất quỷ dị thủ ấn, tổng cộng 9 đạo thủ ấn. Từng thủ ấn biến hóa kỳ dị, nếu giờ phút này có người ở thế giới kia nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngưng tụ thủ ấn, người đó sẽ nhận ra đây là Bất Động Minh Vương Ấn, Đại Kim Cương Luân Ấn, Ngoại Sư Tử Ấn, Nội Sư Tử Ấn, Ngoại Thuần Ấn, Nội Thuần Ấn, Chí Quyền Ấn, Thiên Luân Ấn, Bảo Bình Ấn.
Khi chín thủ ấn ngưng tụ xong, trong hai tay Lục Lâm Thiên lúc này có năng lượng minh mông bộc phát, năng lượng khủng bố tăng thêm thủ ấn rất mạnh, trong lúc mơ hồ, hình thành hào quang vạn trượng, khí tức man hoang thương cổ tỏa ra các hướng. Oanh, 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 oanh. Trên thế giới linh vũ lúc này khi Lục Lâm Thiên ngưng tụ chín đạo thủ ấn, mỗi một thủ ấn ngưng kết xong đều lăng không sinh ra một đạo kinh lôi vang vọng trời cao. Ngưng kết chín đạo thủ ấn, mang theo âm thanh cửu lôi, chỉ trong nháy mắt ngày đêm trong thế giới linh vũ luân chuyển, thiên địa dị tượng không ngớt. Chín đạo lôi minh vang lên, trong thế giới linh vũ có chín cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời, bắn thẳng đến trời xanh, lập tức hình thành vòng xoáy tương liên với thiên địa. Cửu lôi vang vọng, chín cột sáng phóng lên trời, thiên uy bao phủ các nơi. Đi tới nước này, không biết là phúc là họa. Nhìn lên trời cao, trong đại điện sương mù, lão ảnh tập tễnh nhìn lên cao, khí tức cổ xưa trên người chấn động kịch liệt, hai mắt của hắn rung rung và mờ mịt, lập tức thì thào nói. Động tĩnh như thế, đám người kia bao nhiêu cũng có thể phát hiện một ít. Trong không gian bạo loạn, khi Lục Lâm Thiên ngưng kết mỗi đạo thủ ấn, hắn lập tức giống to. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiên. Ầm ầm. Thời điểm thủ ấn cuối cùng vừa ngưng kết xong, đột nhiên chín cột sáng xuyên qua hư không vũ trụ vô tận tới nơi này, trực tiếp chiếu vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Vào lúc này trong không gian loạn lưu điện thiểm lôi minh vang vọng, thiên uy khủng bố hàng lâm. Nói rất dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong mấy hô hấp ngắn ngủi, trong mấy hô hấp ngắn ngủi này với cường giả đỉnh cấp lại không là gì. Chín cột sáng bao phủ, thiên địa tương liên với Lục Lâm Thiên. Dường như hổ trưởng bao quát thiên địa. Ầm ầm. Dạ u, sinh tử song hồn, thiên lang công kích san bằng không gian, dùng xu thế khủng khiếp giáng thẳng xuống, muốn đánh nát thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên. Chỉ bằng bốn người các ngươi cũng muốn lấy mạng Lục gia gia, còn chưa đủ đâu. Lục Lâm Thiên động thủ lần nữa, lời lẽ của hắn vô cùng bá đạo, khí thế hung hãn không sợ chết, tiếng quát chấn động nhân tâm. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười to nói. Ta dùng thế giới chi lực diệt đám con sâu cái kiến các ngươi. Nương theo lời nói của hắn vừa dứt, Lục Lâm Thiên vận dụng năng lượng từ trong hào quang chữ vạn. Ầm ầm. Khi hào quang chữ vạn này bị đẩy ra, xẹt qua hư không dung chuyển không nhỏ, giống như có trăng sáng hàng lâm từ hướng đông. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Dạ U, bỗng nhiên nhìn thấy hào quang chữ vạn cực lớn che khuất thiên địa. Rầm 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 phanh. Bốn tiếng nổ trầm thấp vang lên. Dạ U cầm linh xuyên, hư ảnh ma lang, đầu quỷ dữ tợn thừa nhận năng lượng khủng khiếp kia. Cả không gian vào lúc này bị đông cứng lại, thời không dường như đình chỉ. Bỗng dưng Dạ U, thiên lang, sinh tử song hồn bốn người vô cùng rung động, ánh mắt âm trầm vô cùng kinh hãi, khí tức hủy diệt trong hào quang chữ vạn bạo phát ra ngoài. Đối mặt với hào quang chữ vạn vô cùng khủng khiếp kia, bốn người bọn họ cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé. Xoẹt. Bốn người bọn họ toàn lực công kích, trong nháy mắt va chạm hào quang chữ vạn hóa thành hư vô. Bốn người toàn lực công kích, lực lượng khủng khiếp của bọn họ bị hủy không một tiếng động. Vù vù. Không gian tĩnh mịch, trong lòng bốn người sinh ra cảm giác tim đập chân rung, sâu trong linh hồn sinh ra rung động và cảm giác sởn gai ốc, đối mặt với hào quang chữ vạn kia, bọn họ cảm giác mình quá nhỏ bé. Lục Lâm Thiên lại động lần nữa, thân ảnh khổng lồ vượt qua hư không. Trực tiếp vung hổ trưởng lên ngưng tụ hào quang chữ vạn giống như thần tích. Đôi mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hào quang chữ vạn, ánh mắt giống như dã thú hung ác, lập tức chụp thẳng vào đám người Dạ U, hắn hét lớn. Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiệt, chu ma. Oanh! Hào quang chữ vạn như mặt trời tỏa sáng, trăng sáng lên cao, khí tức man hoang thương cổ bao phủ tất cả, lực lượng hủy diệt không ngừng quét qua các hướng. Không tốt! Dạ U, thiên lang! Sinh tử song hồn bốn người vào lúc này sinh ra cảm giác sợ hãi, thân thể to lớn bắt đầu run rẩy, khí tức hủy diệt thẩm thấu ra khắp tứ chi bách hài của bọn họ, loại khí tức hủy diệt này không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang chữ vạn giống như bàn quê diệt thế, khí tức hủy diệt mang theo thiên uy trấn áp các nơi, giống thiên thạch xuyên thủng không gian phá không bay tới, trực tiếp bao phủ bốn người vào bên trong. Vào giờ phút này trong hào quang chữ vạn kia có khí tức cực đoan bộc phát. Khí tức man hoang thương cổ có thể phá hủy tất cả sinh cơ. Những nơi hào quang đi qua không gian tan thành mây khói, không gian chung quanh hóa thành hư vô,
vết nứt không gian đen kịt giống như vực sâu không đáy, hào quang thâm thúy vô cùng đáng sợ. Hào quang chữ vạn bao phủ không gian loạn lưu, năng lượng hủy diệt nhanh chóng lan ra chung quanh, những nơi đi qua tất cả hóa thành hư vô, giờ phút này sinh cơ không còn sót lại gì, lập tức bao phủ Dạ U, sinh tử song hồn, thiên lang, còn có hồn anh địa lang không thể nhúc nhích ở xa xa. Xoẹt! Hào quang chữ vạn che khuất bầu trời, cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, không gian cuồng bạo chấn động dữ dội, từng vết nứt không gian thâm thúy như vực sâu xuất hiện, không gian nhanh chóng sụp đổ. A hát! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hồn anh địa lang bị phá hủy sinh cơ, trực tiếp hóa thành hư vô. Mạng ta xong rồi. Lúc này sinh tử song hồn, thiên lang ba người bị hào quang chữ vạn trực tiếp ăn mòn, giống như hơi nước gặp nhiệt độ cao, tiêu tán trong thiên địa. Vào lúc này nội tâm bọn họ tràn ngập sợ hãi, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, cuối cùng Lục Lâm Thiên còn có thể thúc giục năng lượng hủy diệt khủng bố như vậy. Dưới uy năng diệt thế đáng sợ này, bọn họ chính là con sâu cái kiến, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, đây là thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên sao? Lúc này đám siêu cấp cường giả hối hận còn không kịp, nhưng tất cả đã quá muộn. Xoẹt! Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người này, thân thể to lớn, hồn anh và linh tinh trong cơ thể đều không thể ngăn cản năng lượng hủy diệt kia, tất cả hóa thành sương mù, tan thành mây khói. Trong không gian hủy diệt này chỉ còn lại có Dạ U, thân thể to lớn của Dạ U không thể tránh khỏi kết cục tan thành mây khói, nhưng hắn kiên trì lâu hơn đám người sinh tử song hồn một cái nháy mắt. Dạ U biến thành Dạ Xoa chân thân với gương mặt dữ tợn bị ăn mòn, trong ánh mắt sợ hãi bắn ra hào quang hung ác, cuối cùng hét lớn một tiếng. Lục Lâm Thiên, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi, lúc này vì tiêu diệt ngươi, không chỉ có Dạ Xoa nhất tộc chúng ta quyết định, đó là quyết định của cả Thiên La Minh, ngươi, không thể không chết, khặc khặc. Tiếng quát vang lên, Dạ U cuối cùng móc một cái ngọc giản ra và bóp nát, vào lúc này hào quang chữ vạn nhanh chóng an mòn thân thể của hắn thành cho tàn. Xoẹt! Trong phiến thiên địa bao lâu này, sau khi hào quang chữ vạn diệt thế qua đi, tất cả hóa thành hư vô, ngay cả không gian loạn lưu cũng biến mất, giờ phút này tất cả đều bình tĩnh. Hào quang bao phủ, vòng xoáy trên cao tiêu tán, mọi thứ đã bình tĩnh, hào quang chữ vạn biến mất không thấy gì nữa, tất cả bắt đầu bình thường lại. Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên còn chưa khôi phục triệt để, thậm chí chẳng biết tại sao, đột nhiên huyết nhục nổ tung, hào quang chữ vạn trong mắt tiêu tán, xương trắng tan rã, hai mắt của hắn nhắm lại. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không cách nào kiên trì được nữa. Ngay thời điểm Lục Lâm Thiên nhắm mắt lại, đột nhiên trong ánh mắt cuối cùng nhìn thấy không gian có gợn sóng sinh ra, một vết rách không gian mở ra, ma khí âm hàn từ trong khe hở này lan tỏa ra ngoài. Lục Lâm Thiên chưa từng nhìn thấy khí tức âm hàn này, khí tức này kinh khủng nhất thiên địa, giống như ma khí lan tràn, băng hàn thấu xương, làm cho linh hồn người ta cảm thấy bất an. Trong vết nứt không gian có một thân ảnh to lớn lướt đi, thậm chí Lục Lâm Thiên chưa kịp nhìn thấy thì thân ảnh kia đã biến mất, không gian này rung động, khí khí ngập trời hủy diệt tất cả mọi thứ. Ít nhất cũng là tứ nguyên hóa hồng. Ánh mắt nhìn thấy lần cuối cùng. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí tức khủng bố trên người thân ảnh này, so với Dạ U còn khủng khiếp hơn nhiều, cho nên người đến cũng phải vượt qua tứ nguyên hóa hồng. Vào giờ phút này Lục Lâm Thiên đã triệt để không còn hào quang bảo hộ, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, linh hồn đã vỡ ra, quá uể oải, quá mệt mỏi, mí mắt như bị ngàn vạn cân đè xuống, vô lực mở ra, từ từ nhắm lại. Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải vận dụng ngọc giản không gian, thật sự vẫn cần ta ra tay, không hổ là kỳ tài khủng bố của nhân tộc, nhưng mà đã tan thành mây khói. Âm thanh đạm mạc không xen lẫn bất cứ tình cảm giác, âm thanh truyền ra, hai mắt Lục Lâm Thiên cuối cùng cố mở ra nhìn thấy đó là một thủ ấn to lớn xuyên qua không gian, nương theo ma khí ngập trời đánh thẳng vào đỉnh đầu của mình. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác ý thức cuối cùng của mình tiêu tán, mình bây giờ không thể làm gì. Cũng vô lực nhúc nhích, thẳng tới khi hai mắt nhắm lại thì ý thức đã biến mất. Ầm ầm, thủ ấn mang theo ma khí cuồn cuộn đánh xuống, mặc dù phá hủy không gian này, nương theo năng lượng chấn động đáng sợ truyền ra, không gian tan nát, khe nứt không gian rộng mấy trăm trượng xuất hiện, thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh thành mảnh nhỏ. Phanh, trường ấn giáng xuống, không gian chung quanh bị phá hủy không còn. Thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên bị phá thành mảnh nhỏ. Dưới thủ ấn khủng khiếp này lại dạn nứt và phân giải, thân thể tiêu tán trong thiên địa.
Khi thân hổ tan nát, lập tức trên thân hổ có mấy đạo hào quang ẩn hiện. Hào quang thu liếm, đó chính là Tử Kim Tiểu Đỉnh, đôi quang rực xanh trắng, thanh huyết đao yên tĩnh, một cây cung cổ xưa, hai chiếc nhẫn cũ kỹ, một phong cách cổ xưa, một có gợn sóng không gian xuất hiện, một thanh đao màu vàng và một cây tiểu chùy. Cuối cùng là hào quang chữ vạn mang theo khí thức man hoang tuyên cổ, năng lượng chấn động làm người ta tim đập chân rung. Ồ, trên người có không ít bảo bối, vậy mà đều không có bị phá hủy, thông linh bảo khí có ba kiện. Thân ảnh đầy ma khí đứng đó, đôi mắt quan sát những gì còn sót lại, lập tức cảm giác được cái gì, lập tức nhìn qua hào quang chữ vạn. Hào quang chữ vạn kia hắn cảm giác được một ít sinh cơ còn sót lại, sinh cơ này còn có một hồn anh mờ mịt, trong hào quang chữ vạn kia bao phủ hồn anh. Xoẹt! Hào quang chữ vạn vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã biến mất, lập tức biến mất trong không gian này. Bất kể quỷ dị như thế nào, đều lưu lại cho ta, triệt để chết đi. Ánh mắt thân ảnh khổng lồ đại biến, phất tay đánh ra một thủ ấn nện vào không gian, muốn đánh nát hào quang chữ vạn kia. Ông! Cùng thời gian, trong đống linh khí, cây đao màu vàng tỏa ra kim mang sáng lạn, nó dường như sống lại, bỗng nhiên cây đao màu vàng tự chủ bộc phát huy năng, cây đao màu vàng tỏa ra kim quang vạn trượng, sát khí khủng khiếp bùng nổ. Không tốt! Thân ảnh to lớn kia chẳng biết tại sao, đột nhiên hai mắt kinh hãi, cây đao màu vàng này tỏa ra khí tức làm hắn tim đập chân rung, khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt với khí tức của cây đao màu vàng này, bỗng nhiên hắn có cảm giác mình là con sâu cái kiến, làm cho hắn không dám chống lại, năng lượng vô hình bá đạo bao phủ hắn vào trong, làm cho hắn thậm chí không thể nhúc nhích. Lúc trước có vài tên thiên ma đại viên mãn chết trong tay bản thánh thủ, thiên ma tứ nguyên hóa hồng nhỏ nhỏ, chết đi. Trong cây đao màu vàng này có âm thanh bá tuyệt thiên địa vang lên, cây đao màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt, dùng xu thế bàng bạc không gì ngăn cản nổi, một đao vô cùng bá đọa bổ vào thân ảnh to lớn kia. Ken két, thân ảnh to lớn kia chia năm xẻ bảy, hóa thành ma khí cuồn cuộn tiêu tán trong hư không. Hào quang kim đao tỏa sáng, nó hấp thu ma khí cuồn cuộn vào trong, cùng lúc đó kim đao tỏa ra hào quang cắt nát không gian, mắt thường có thể thấy được đó là không gian vừa thu mảnh vỡ thân thể Lục Lâm Thiên vào trong đó. Xoẹt, vô số mảnh vụn huyết nhục và cho tàn trong nháy mắt bị tia sáng vạn trượng này hấp thu, huyết đao linh khí, quang dực linh khí, trường cung linh khí, truy hình linh khí, tử lôi huyền đỉnh cũng bị hấp thu vào. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi cây đao màu vàng run lên, thiên lôi nổ vang, tiếng sấm đầy trời, nó dùng xu thế cực nhanh biến mất trong không trung. Ầm ầm! Thiên địa nổ vang, lúc này trong một phương thế giới vô danh, hàng tỷ sinh linh trong thế giới này bỗng dưng nhìn thấy sâu trong trời xanh có kim quang như mặt trời ẩn hiện. Kim sắc quang mang vạn trượng che khuất bầu trời. Lập tức một cột sáng màu vàng tỏa sáng sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó trong bầu trời không ngừng có tiếng nổ vang sinh ra, tiếng nổ không ngừng vang vọng trời cao, muốn nổ tung đỉnh bầu trời. Đây là chuyện gì, có siêu cấp cường giả sắp phá hủy một phương thế giới sao? Chẳng lẽ thế giới này sắp sụp đổ? Là khe hở thế giới xảy ra vấn đề? Trong thế giới này, rất nhiều cường giả rung động nhìn không trung, trời xanh không ngừng nổ vang. Khí tức khủng bố khuếch tán ra ngoài, lập tức bùng nổ. Ầm ầm, trời xanh bắt đầu nứt vỡ, năng lượng khủng bố thẩm thấu vào trong, cả phiến thiên giới này thiên hôn địa ám, sóng thần bùng nổ, núi sông đảo ngược, đất rung núi chuyển, khí tức hủy diệt bao phủ hàng tỷ sinh linh. Xoẹt, cũng vào lúc này sâu trong trời cao, hàng tỷ sinh linh trong thế giới này nhìn thấy bàn tay cực lớn che khuất bầu trời, trực tiếp nghiền nát trời xanh. Năng lượng cuồn cuộn hóa thành trời cao, trực tiếp bổ khiết bầu trời tan vỡ. Lúc này một phương thế giới bình thường trở lại, các dị tượng biến mất. Hàng tỷ sinh linh nhìn thấy năng lượng trên thủ ấn chấn động, tất cả sinh linh bỡ ngỡ, lập tức phủ phục trên mặt đất, khí tức mênh mông này không thể ngăn cản. Xoẹt, móc lửng. Hàng tỷ sinh linh nhìn thấy có mấy thân ảnh lóe lên rồi biến mất, bỗng dưng lại tiến vào trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới linh vũ, thiên địa lờ mờ, cả thế giới chấn động dữ dội cũng bình thường trở lại. Siêu, siêu. Vòng xoáy trên trời xanh biến mất, ngay sau đó hào quang màu vàng có hình chữ vạn lóe lên, nó như thiên thạch vạch phá bầu trời, lập tức biến mất sâu trong cổ vực. Sau khi các dị tượng khủng bố biến mất, cả thiên địa này không có khôi phục như cũ. Cả thế giới ảm đạm, đại địa rạn nứt, không gian hoang vũ, tất cả sinh linh cảm giác nguyên lực, chân khí.
linh lực cũng không quay trở về, căn bản không có khôi phục. Càng làm cho tất cả sinh linh khiếp sợ là, năng lượng thiên địa không có khôi phục, ngược lại càng ngày càng ít đi. Loại năng lượng thiên địa linh khí mỏng manh này, một ít lão nhân trong thế giới linh vũ ngạc nhiên phát hiện, năng lượng thiên địa hiện tại thậm chí còn mỏng manh hơn cả lúc trước khi linh khí bùng nổ. Năng lượng thiên địa mỏng manh hoang vu, hàng tỷ sinh linh không cách nào đột phá tôn cấp, đối với rất nhiều cường giả đại đạo cảnh, thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh trong thế giới linh vũ mà nói, bọn họ đang bị ném vào trong sa mạc cằn cỗi. Thiên địa lờ mờ, thế giới âm trầm, năng lượng thiên địa mỏng manh, thiên địa dị biến, không ai biết vì sao lại như vậy. Trong thế giới linh vũ, hàng tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu. Ai? Trong đại điện sương mù, lão ảnh tập tễnh ngẩng đầu, hắn nhìn qua tinh không lờ mờ, thì thào nói nhỏ. Rốt cục đã đến một bước này, là họa hay phúc, họa phúc tương y. Thì thào xong, thân thể lão ảnh tập tễnh biến mất không thấy đâu nữa. Trong mật địa thiên giới, ngọn núi cao ngất, mây mù lượn lờ, một thân ảnh cao lớn bao phủ trong mây mù nhìn lão giả tóc bạc già nua trước mặt, âm trầm nói. Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Sai, ta không phải đến ngăn cản ngươi, nhưng chúng ta có việc cấp bách, trước tiên xác định hắn có chết thật hay không. Thân ảnh tóc bạc già nua nói ra. Một tứ nguyên hóa hồng thiên ma, một tam nguyên hóa hồng dạ xoa, còn có bốn nhị nguyên hóa hồng lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc, đội hình thật lớn, đây là đội hình tất sát, cho dù hắn là chân lý niết bàn, thực sự thế nào cũng không tránh được, ta đã tìm mấy thế giới chung quanh. Một chút khí tức cũng không có. Thân ảnh cao ngất nắm chặt nắm đấm, chung quanh thân thể của hắn có mây mù chấn động. Không nghĩ tới chúng ta muôn vàn phòng bị, nhưng không ngờ bọn chúng to gan như vậy, trực tiếp lẻn vào đến không gian trùng động phục kích bên ngoài khe hở thế giới. Tóc trắng thân ảnh già nua người trầm giọng nói. Lúc này đây rõ ràng cho thấy đã để lộ tin tức, bằng không Thiên La Minh làm sao biết thời gian rõ ràng như vậy. Nhưng chúng ta cũng không xác định được là ai dò gì tin tức, lúc này chúng ta cần làm ít động tác, trong chúng ta có sâu mọt, không thể lại dễ dàng tha thứ cho chúng tồn tại. Thân ảnh cao ngất đứng đó, khí tức vô hình chấn động, mang theo xu thế bế nghĩa thiên hạ, nói. Tốt cho thiên ma nhất tộc, dạ xoa nhất tộc, phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, lần này chúng triệt để chọc giận ta rồi, cũng phải trả giá thật nhiều, tuyệt đối là cái giá lớn. Bọn chúng phải trả cái giá lớn. Lục Lâm Thiên vẫn lạc là tổn thất của cả thế giới Thượng Thanh, đây là tổn thất quá lớn. Cũng trách ta, lúc trước không nên dễ dàng tha thứ đám sâu mọt này, không nên để hắn tiến vào trong thương khung chiến trường, bằng không cũng không có chuyện này. Lão giả già nua than thở, trong mắt mang theo hối hận không nhỏ. Đúng, ta có lẽ đến hỏi hắn, có lẽ. Thân ảnh cao ngất nghĩ tới cái gì đó, bỗng dưng thân ảnh biến mất trong mây mù. Một cái giá lớn quá lớn. Cái giá lớn này thế giới Thượng Thanh trả không nổi, ai? Lão giả già nua than thở, lúc này lắc đầu rời đi. Sẽ không đâu, lục soái không thể vẫn lạc được, với thực lực của lục soái, làm sao có thể? Tổng bộ lục gia quân, tổng bộ quân đoàn hùng phong, mấy trăm đạo khí thức hùng hồn đứng đó, ánh mắt rung rung, tất cả ánh mắt đỏ rực nhìn qua đám người nhược linh đạo nhân cùng băng thiên lý. Ánh mắt băng thiên lý mang theo bi thương. Nhìn mọi người, nói nhỏ. Chư vị, ta cũng không tin, nhưng tin tức này là từ trong mật địa thiên giới truyền ra ngoài, lục soái và lục linh phó soái, thái A, hạo thần hoàng giả lúc quay về mật địa thiên giới, nửa đường tao ngộ tứ nguyên hóa hồng thiên ma, một tam nguyên hóa hồng dạ xoa, còn có bốn nhị nguyên hóa hồng lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc vây công, lục soái một mình hấp dẫn bọn chúng, cuối cùng hạo thần hoàng giả, lục linh phó soái, thái A thuận lợi đào thoát. Hưng lục soái vẫn lạc rồi. Tại sao có thể như vậy, như thế nào? Nam thúc độc cô ngạo nam, đoan mộc khung thiên, chí thánh đại đế, ba người lập tức bước chân lảo đảo, thân thể ngồi bệch trên ghế, ánh mắt ngây ngốc dần dần mơ hồ. Lục soái, nhiều cường giả lục gia quân quát lên, hai đấm nắm chặt, trong mắt đầy tơ máu. Trong thế giới vô sắc vô cùng buồn bã, lục lâm thiên đứng đầu cửu hoàng bất hạnh vẫn lạc truyền ra, cả thế giới yên lặng. Sinh linh trong thế giới vô sắc bi ai. Tất cả người thế giới vô sắc cũng biết, những năm gần đây thế giới vô sắc bắt đầu quật khởi, có được rất nhiều tài nguyên tu luyện, cả thế giới vô sắc được lợi. Mà ngay cả người thế giới vô sắc đi ra ngoài còn được tôn kính, tất cả là nhờ vào Lục Lâm Thiên đi ra từ thế giới vô sắc. Nam tử áo bào xanh kia đã trở thành biểu tượng của thế giới vô sắc,
biểu tượng này giống như đồ đằng, tất cả mọi người vừa nghĩ tới thế giới vô sắc sẽ không tự chủ nghĩ tới thân ảnh áo xanh này. Thế giới vô sắc phi linh môn, các đệ tử buồn bã. Không phải đâu, qua nhiều năm như vậy, hắn gặp nạn vô số, mỗi lần đều biến nguy thành an, lần này cũng không thể chết được. Trong nội điện có rất nhiều thân ảnh đứng đó, ánh mắt Bắc Cung Vô Song tin tưởng vững chắc, toàn thân tỏa ra khí chất trang nhã hồn nhiên thiên thành, tuyệt mỹ giống như trích tiên, lại nhìn qua Lục Du Thược bên cạnh, nói. Du Thược, việc này cứ phong tỏa đi, tạm thời đừng cho Kinh Vân, Tượng Nhi, Xảo Nhi, Thành Nhi, Âm Nhi, Doanh Nhi biết rõ, sẽ ảnh hưởng tâm tình bọn họ. Theo ta suy đoán, bây giờ đang có người đối phó Lục gia, phụ thân ngươi không có ở đây, cũng chỉ có dựa vào các ngươi, cho nên các ngươi không thể chậm trễ. Lục Du Thược gật đầu, đôi mắt đen nhánh mơ hồ, do dự một hồi, khẽ cắn, nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song đại nương, phụ thân ta hắn thực không có chuyện gì sao? Trong thiên địa, trong khu vực này năng lượng thiên địa dồi dào sinh cơ. Dãy núi xanh tươi tốt, khói trắng ngà sữa không ngừng phiêu đãng nơi nơi giống như tiên cảnh. Trong đại điện phong cách cổ xưa, linh hồn thể Phượng Viêm ngồi ngay ngắn, thần sắc âm lệ, nói. Rốt cục đã chết, khặc khặc, tiểu tạp chủng này thiên phú tuyệt đỉnh cỡ nào cũng chết, nhưng tạp chủng này chết không thể tiêu đi mối hận của ta. Ta sẽ không tha cho người bên cạnh hắn, ta muốn cho hắn chết cũng phải hối hận. Gần đây nên an tĩnh một chút, Hỏa Loan trưởng lão đã truyền tin tức trở về, đối với Lục Lâm Thiên chết, cấp trên đã hoài nghi có người báo tin tức, đang rất tức giận, tuyên bố tuyệt không buông tha, nếu chúng ta vào thời điểm này đối phó người có quan hệ với Lục Lâm Thiên, đây không phải chuyện sáng suốt. Trong đại điện có đại hán mặc hoa phục nói ra, trên người có hào quang đỏ thẫm bao phủ. Phượng Viêm nghe vậy, ánh mắt lành lạnh, lạnh nhạt nói. Đương nhiên cấp trên sẽ hoài nghi Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, chỉ tiếc chúng ta lại không phải người ngu, làm gì có chuyện tự mình đi mật báo chứ, cho dù chúng tìm vỡ đầu cũng không có chứng cớ. Nhưng thời điểm này chúng ta nên an tĩnh, Lục Lâm Thiên đã chết, hai kiện thông linh bảo khí cũng đã tới tay, chuyện còn lại không liên quan tới chúng ta. Trung niên mặc hoa phục thỏa mãn với kết cục này, nói với Phượng Viêm. Về phần người có quan hệ với Lục Lâm Thiên, động hay không động cũng không ảnh hưởng lớn. Nghe vậy, Phượng Viêm lập tức trầm giọng nói. Ngươi đừng quên, Lục Lâm Thiên thành công đạt tới chân lý Niết Bàn, về sau Lục gia sớm muộn gì cũng trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 thế giới, con cái của hắn không tầm thường, đến lúc đó vẫn là uy hiếp của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Cái này, ánh mắt trung niên mặc hoa phục trầm xuống, nói. Nhưng ít ra, hiện tại vẫn không thể động. Thời điểm này nếu động vào người Lục gia, sợ rằng Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thừa nhận nổi hậu quả kia, tất cả nên chờ việc này dẹp loạn rồi từ từ mà làm, hiện tại ít nhất uy hiếp lớn nhất đã trừ. Còn nữa, ta đã giúp ngươi tìm được thân thể rồi, chúng là tới từ Hắc Phượng Hoàng nhất tộc. Tìm được sao? Ánh mắt Phượng Viêm nhìn trung niên mặc hoa phục. Trung niên mặc hoa phục trầm giọng nói. Nhưng mà bọn chúng cần một kiện thông linh bảo khí làm điều kiện này không tầm thường. Nếu không phải lúc này chúng ta đạt được hai kiện thông linh bảo khí, trong tộc không trả nổi cái giá này. Nhưng mà một kiện thông linh bảo khí giá cả cũng đáng được, sau khi gửi thân, thực lực của ngươi không giảm bao nhiêu, nếu vận khí tốt, sợ rằng còn đạt không ít chỗ tốt. Ngừng một chút, trung niên mặc hoa phục nhìn Phượng Viêm, khẽ thở dài. Nhưng chỉ lần này mà thôi, chính ngươi nắm chắc, đừng để một kiện thông linh bảo khí trả giá không đáng, trong tộc thương nghị. Vốn cho ngươi dung hợp một kiện thông linh bảo khí, nhìn xem có thể giúp ngươi đột phá nhị nguyên hay không, mà bây giờ, xem ngươi có nắm chắc cơ hội hiện tại hay không. Phượng Viêm nghe vậy, đôi mắt hồn anh có hỏa diễm lóe lên, lạnh nhạt nói. Hừ, chờ ta sau khi thành công, người Lục gia và kẻ có quan hệ với Lục Lâm Thiên ta sẽ không bỏ qua, chỉ có như vậy mới tiêu đi mối hận trong lòng ta, cũng để đám người bỏ đá xuống giếng biết rõ, Phượng Viêm ta vẫn có cơ hội quật khởi. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại chết. Nghe nói, là bị sáu hóa hồng cảnh minh linh vây công, trong đó còn có một tứ nguyên hóa hồng thiên ma nhất tộc, một tam nguyên hóa hồng dạ xoa nhất tộc. Không ngờ lại có thiên ma nhất tộc cùng dạ xoa nhất tộc ra tay, khó trách. Trong thượng thanh đại thiên thế giới, phàm là nơi biết rõ ba chữ Lục Lâm Thiên đều bàn luận chuyện chân lý Niết Bàn người Lục Lâm Thiên vẫn lạc, lúc này cảm thán, kẻ này thiên phú đáng sợ, cuối cùng vẫn lạc trong tay thiên la minh. Trong mật địa thiên giới, tất cả cường giả đỉnh cấp gần đây cũng cảm giác được, khi Lục Lâm Thiên vẫn lạc,
thế lực trong thế giới Thượng Thanh đã có một ít động tác. Nghe nói thế giới Thượng Thanh có không ít thế lực, thậm chí là cường giả của cổ tộc hành động, về phần đi làm cái gì thì không nhiều người biết, hình như nghe nói trong chủng tộc Minh Linh có không ít người trẻ tuổi vẫn lạc. Ở trong thương khung chiến trường, Thiên La Minh và thương khung Minh giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Đối với việc Lục Lâm Thiên vẫn lạc, mật địa thiên giới không ít cường giả trẻ tuổi cảm thán, thế sự vô thường, ai cũng không ngờ có ngày như thế. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong 3.000 đại thế giới cường giả như mây, thời gian trôi qua không ai quan tâm. Thời gian trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, tin tức thiên tài đỉnh cấp nhân tộc Lục Lâm Thiên vẫn lạc cũng không ai quan tâm, dần dần không có bao nhiêu người đề cập tới nữa. Trong thế giới Thượng Thanh, thế lực khắp nơi mạch nước ngầm mãnh liệt đều khôi phục bình thường, chuyện của Lục Lâm Thiên cũng dần dần tiêu tán. Trong nháy mắt, thời gian gần ngàn năm trôi qua, lại một lần nữa hai đại liên minh vạn thế đối quyết bắt đầu, tất cả ánh mắt của cả thế giới Thượng Thanh đều chú ý tới vạn thế đối quyết. Trong vạn thế đối quyết lần này, làm cho mọi người chờ mong hơn lần trước, đặc biệt là người thế giới vô sắc, lần trước vô sắc trung thiên thế giới chiếm danh tiếng không gì sánh được, danh chấn cả đại thế giới. Nhưng hiện tại không có danh tiếng như vậy, đến cuối cùng chỉ có một người trở thành chiến tướng mà thôi. Nhưng việc này cũng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhớ ngày đó thế giới vô sắc không biết bao lâu đã không có chiến tướng. Bởi vì trong lần vạn thế đối quyết lúc trước, người thế giới vô sắc biểu hiện, cuối cùng thế giới vô sắc đạt được tài nguyên lực lớn trong ngàn năm, trẻ tuổi lấy được lợi ích không nhỏ, cho nên lúc này mới có được một chiến tướng trong vạn thế đối quyết. Còn đứng đầu cửu hoàng lần này, người chiến danh hào chiến thần chính là hậu bối Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc, nghe nói hậu bối Phượng Hoàng nhất tộc này bất phàm, thiên phú kinh người, cực kỳ khủng bố, chính là người trẻ tuổi được coi trọng nhất Phượng Hoàng nhất tộc. Tranh đấu giành danh hiệu chiến thần, hậu bối Phượng Hoàng nhất tộc một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nguyên võ thế giới Nhâm gia và võ thần thế giới Tịnh gia không phải đối thủ, nhao nhao bị đánh tan dễ dàng. Nguyệt Hoàng thế giới cũng có thanh danh hiển hách lần nữa. Nghe nói lần này người trẻ tuổi của Phượng Hoàng nhất tộc có thiên phú không kém gì người cổ tộc, trong vạn thế liệp tràng trực tiếp đặt chân vô thượng Niết Bàn, là đại thừa Niết Bàn, nhất thời danh chấn thế giới Thượng Thanh, không người sánh kịp. Thời gian ngàn năm gần đây, thế giới vô sắc cũng biến hóa không nhỏ, nhưng mà cũng không phải quá tốt. Mà phi linh môn đạt được thế giới vô sắc cũng tiếp tục phát triển cũng không tệ lắm. Kim đường lục tiểu bạch, lưu nhất thủ, hoàng đan phát triển liên tục. Trong ngàn năm này phát triển kinh người, thậm chí đã có thể đặt chân trong đại thế giới. Linh đường phi linh môn có tọa giá khôi lỗi là vật hút hàng, hiện tại cũng là thứ vạn kim khó cầu, điều này cũng giúp tài nguyên phi linh môn cuồn cuộn. Trong các thế lực nổi danh, phi linh môn trong thời gian ngàn năm đạt được danh tiếng không gì sánh nổi. Đệ tử hạch tâm phi linh môn đi ra từ thế giới linh vũ và cường giả đỉnh cấp của thế giới linh vũ đều dùng phi linh môn làm hạch tâm. Đến thế giới vô sắc càng được tôi luyện mạnh hơn, lại có tài nguyên khổng lồ của phi linh môn ủng hộ, tăng thêm thiên phú khủng bố nên bộc phát rất mạnh. Đặc biệt là cực lạc tam quỷ, kiên bách biến, thiên thủ quỷ tôn, lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ, khoái kiếm vương lưu kiếm, linh vũ song quái. Đều trở thành cường giả hạch tâm của phi linh môn, lúc này sau khi đi ra bên ngoài cũng có hung danh hiển hách, tiến bộ cực lớn, thời gian ngàn năm này quật khởi không nhỏ. Còn có Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Tiêu Giao Vương, Dạ Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử trong thế giới Linh Vũ đi ra ngoài, kể cả là không ít cường giả cổ tộc đều đặt chân trong phi linh môn, mọi người đi ra ngoài đều xem phi linh môn là nhà, thanh danh cũng rất khủng bố. Thời gian hơn ngàn năm, phi linh môn bất chi bất giác phát triển rất mạnh, đến cuối cùng, thậm chí có thể nói cả phi linh môn hiện tại đã sớm vượt qua Hoàng gia, Tiết gia, Tử Hỏa Huyền Xà các đại tộc, lúc này đã khống chế toàn bộ thế giới vô sắc. Các thế giới trong thế giới vô sắc đều bị phi linh môn khống chế. Tất cả thế lực lớn trong thế giới vô sắc đều rõ ràng, phi linh môn hiện tại cường giả như mây, tài đại khí thô là một phần nguyên nhân, trọng yếu nhất là, phi linh môn còn có lục du thực tồn tại. Đây là tuyệt thế băng xương mỹ nhân, làm cho thanh niên tuấn tài trong thế giới vô sắc chú mục, nhưng lại xa không thể chạm tới, nghe nói ngay cả thanh niên tuấn tài cổ tộc trong thế giới thượng thanh cũng mộ danh mà tới. Làm cho thế giới vô sắc nhớ kỹ là 100 năm trước, nghe nói hòa gia cổ tộc có một thanh niên tuyên cổ cảnh trung giai đi tới phi linh môn, cũng không biết bởi vì chỉ điểm cầu hôn lục du thược. Hòa gia trong 8 đại cổ tộc cầu hôn, có thể nói là chuyện tất cả thế lực lớn trong thế giới thượng thanh âm thầm quan tâm,
nếu như làm hòa gia không xuống đài được, đối với Phi Linh Môn mà nói không phải chuyện tốt, dù sao đây là cổ tộc trong thế giới Thượng Thanh. Thời điểm tất cả thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào, Lục Du Thực đưa ra một yêu cầu, chỉ cần thanh niên hòa gia đánh thắng nàng, vậy nàng đáp ứng cầu hôn, nếu hòa gia bại, tự mình đi đi. Kết quả hai người đánh một trận, cả thế giới vô sắc chú mục, nghe nói không ít người trong thế giới Thượng Thanh đều tới thế giới vô sắc quan sát. Cả thế giới Thượng Thanh đều biết, Lục Du Thực là con gái của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn, Lục Du Thực không bao lâu liền đặt chân lên vô thượng Niết Bàn. Mà thanh niên hòa gia tu vị tuyên cổ cảnh trung giai tuy tuổi hơi lớn, trong hòa gia không tính là nhân vật thực lực cao nhất, nhưng dù gì cũng đi mật địa thiên giới tu luyện, cũng có phần bất phàm, lại là cổ tộc, không thể phủ nhận hắn là cường giả. Hai người này quyết đấu sẽ là hai cường giả thiên tài thế hệ trẻ đánh nhau. Vào lúc mọi người chờ mong, hai người giao thủ làm cho hàng tỷ sinh linh trong thế giới vô sắc chấn kinh, từ đó càng điên cuồng, rung động rất mạnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, Lục Du Thực trực tiếp đánh bại thanh niên tuyên cổ cảnh trung giai của hòa gia. Một chiêu này Lục Du Thực bộc lộ tu vị vô lượng Niết Bàn, cũng không biết lúc nào, ở địa phương nào, Lục Du Thực đã âm thầm độ vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, đã là vô lượng Niết Bàn. Một chiêu. Lục Du Thực một chiêu đánh bại thanh niên hòa gia tu vị tuyên cổ cảnh trung giai. Một chiêu kia thiên địa biến sắc, thiên uy cuồn cuộn, giống như thần thích, mỹ nữ băng xương kia lại làm cả thế giới sôi trào. Lúc này mọi người chính thức ý thức được, cho dù Lục Lâm Thiên vẫn lạc, Lục gia cũng không phải không người, ít nhất còn có Lục Du Thực. Không ít thế lực cũng nghe ngóng tin tức Lục gia, nghe nói Lục gia có không ít hậu bối có quan hệ không tầm thường với các thế lực cao cấp nhất các đại thế giới. Cho nên Lục gia dù Lục Lâm Thiên vẫn lạc cũng có thế lực khổng lồ. Vô lượng Niết Bàn là kỳ tài, nghe nói thế giới Thượng Thanh mật địa thiên giới cố ý mời Lục Du Thực tiến vào mật địa thiên giới lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, trực tiếp bị Lục Du Thực cự tuyệt. Trong đại điện Phi Linh Môn, không ít thân ảnh đều ngồi ở đây, là những người quen thuộc, chính là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Du Thực, Cực Nhạc Tam Quỷ, Khiên Bách Biến, Lăng Thanh Tuyệt bọn người. Vào lúc này ngồi ở chủ vị đại điện chính là Lục gia Lục Trung khí vũ hiên ngang. Bên người Lục Trung có một thanh niên mặc trường bào hơi gầy, đôi mắt to cơ linh, gương mặt tuấn lãng bắn ra khí thức lăng lệ, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị người thường khó có được, chính là thế giới linh vũ Đoan Mộc Hồng Chí. Trong thời gian ngàn năm gần đây, Lục Trung ban đầu vào lúc Lục Lâm Thiên bước vào chân lý Niết Bàn, đạt được tin tức thế giới vô sắc. Hắn và Đoan Mộc Hồng Chí cũng đã sớm đến Phi Linh Môn. Trong thời gian ngàn năm gần đây, mọi người muốn trở lại thế giới Linh Vũ tìm xem Lục Lâm Thiên có quay về thế giới Linh Vũ hay không, nhưng lại phát hiện căn bản không biết làm sao tìm kiếm thế giới Linh Vũ. Vốn mọi người trong thế giới Linh Vũ đều có liên hệ vô hình kỳ diệu với thế giới Linh Vũ, nhưng trong ngàn năm này liên hệ vô hình kia biến mất không còn, căn bản không tìm ra thế giới Linh Vũ tồn tại. Chuyện này làm cho người Phi Linh Môn không thể không lo lắng, gần ngàn năm vẫn không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng tu luyện, để phòng biến cố không biết. Nhiều năm như vậy, vì sao còn không có tin tức? Trên đại điện, Lục Trung than nhẹ, trong mắt lo lắng. Phụ thân, Lâm Thiên lúc này gặp phiền toái không nhỏ, nhưng mà hắn hiện tại không có việc gì, hẳn đang có phiền toái mà thôi. Bắc Cung Vô Song nói nhỏ, ngàn năm qua đi không lưu lại chút dấu vết nào trên người của nàng. Vẫn khí chất hồn nhiên thiên thành, khi thực lực tăng tiến, khí chất của nàng càng thanh nhã cao quý. Nghe nói là 6 cường giả đỉnh cấp ra tay, trong đó có một tam nguyên hóa hồng dạ xoa nhất tộc và một tứ nguyên hóa hồng thiên ma nhất tộc, đội hình này quá mạnh mẽ. Lục Trung tức giận nói một câu. Lục Du Thực tức giận, đôi mắt lạnh giá, nói. Tứ nguyên hóa hồng thiên ma, ta sớm muộn sẽ làm chúng trả giá thật nhiều. Lăng Thanh Tuyền kéo tay Lục Du Thực. Bóng dáng xinh đẹp ngồi đó, tóc xanh rủ xuống eo như thác nước, che giấu đường cong động lòng người của nàng, nói với Lục Du Thực. Phụ thân ngươi không có việc gì, trong tay Vô Song đại nương của ngươi rất sớm đã có linh hồn ngọc giản phụ thân ngươi lưu lại, nếu phụ thân ngươi thực vẫn lạc, chúng ta sẽ biết đầu tiên. Lục Du Thực lập tức nhìn qua Lăng Thanh Tuyền cùng Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, hỏi. Thực sao, mẫu thân, đại nương, vì sao các ngươi không nói cho ta biết? Nhà đầu kia, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phụ thân ngươi không có việc gì, trong tay của ta đúng là có linh hồn ngọc giản của phụ thân ngươi,
vốn trước khi phụ thân của ngươi rời khỏi thế giới linh vũ lưu lại, sợ bên ngoài gặp chuyện không may, cũng không có tin tức truyền về. Hiện tại linh hồn ngọc giản mặc dù ảm đạm, nhưng nó vẫn hoàn hảo không có việc gì, cho nên ta suy đoán, phụ thân ngươi hiện tại đang ứng phó rắc rối mà thôi. Bắc Cung Vô Song nói nhỏ. Đã lâu như vậy, phụ thân vẫn đang ứng phó sao? Nghe vậy, Lục Du Thược Thần sắc ngưng trọng. Hai mắt Độc Cô Cảnh Văn mang theo biến hóa, trong mắt bắn ra tinh quang, nói. Ta cũng không phải lo lắng phụ thân ngươi, hắn đi tới bây giờ, tao ngộ không ít hiểm cảnh, nhưng hắn đều biến nguy thành an, ta hiện giờ đang lo lắng Lục Gia và Phi Linh Môn. A-di, hiện tại nếu có kẻ nào động tới Phi Linh Môn cùng Lục Gia, cũng phải xem thế lực đó có tư cách hay không. Lục Du Thược hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đấu bắn. Lam Linh nghe vậy, nói với Lục Du Thược. Với thực lực chúng ta tích lũy những năm gần đây, hiện tại không phải thế lực bình thường có thể động vào. Ngừng một chút, Lam Linh tiếp tục nói với Lục Du Thược. Nhưng đám gia hỏa phụ thân người đắc tội lai lịch không nhỏ, những năm qua không làm gì mới là không bình thường, sợ là đang đợi thời gian, sau khi thời gian này qua đi. Một khi có động tác sẽ là đả kích chí mạng với Lục Gia cùng Phi Linh Môn chúng ta. Phụ thân ngươi là chân lý Niết Bàn, căn cứ đồn đãi, Lục Gia chúng ta sớm muộn gì cũng quật khởi trong 3.000 đại thế giới, cho nên các thế lực này bất an. Thậm chí ta hoài nghi người Hòa Gia lúc trước tới đây cầu hôn, hắn cố ý dò xét Lục Gia chúng ta những năm qua thế nào, cũng muốn thăm dò động tĩnh thế lực các nơi, nhưng mà ta không biết Hòa Gia có ân oán gì với Lục Gia chúng ta. Có lẽ người Hòa Gia bị người có ý chí lợi dụng cũng không chừng. Lục Du Thược nghe vậy, trầm tư một hồi, lúc này lộ ra vài phần nhu nhược, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt bắn ra hàn quang, nói. Bất kể là ai, ai dám động đến Lục Gia chúng ta tuyệt không buông tha, phụ thân không có mặt, chín huynh muội chúng ta sẽ trèo chống Lục Gia chúng ta không phải không có người. Trong không gian tiêu điều, một thanh niên đứng thẳng như trường thương. Hắn đứng đó trường bào chấn động, khí thế toàn thân giống như ngọn núi nguy nga không cách nào dung chuyển được. Bỗng dưng thanh niên nhìn qua hư không, trong không gian có 6 người đi ra. Nam Gia Gia, Sư Thúc, Sư Bá đều tới. Thanh niên nhìn qua 6 người, trên mặt bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, hắn nở nụ cười tà dị, sợ rằng có thể mê đảo không ít nữ tử. Người tới chính là Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên, Hàn Băng Đại Đế cùng Sát Phá Quân 6 người. Lại tìm phụ thân của ngươi sao? Độc Cô Ngạo Nam chậm rãi đi đến, thân ảnh cao ngất không giấu được hoàng khí bẩm sinh, đôi mắt thâm thúy nhìn Lục Kinh Vân, khẽ thở dài một hơi, nói. Ngươi càng ngày càng giống phụ thân ngươi, thiếu chút nữa ta nhìn lầm. Lục Kinh Vân cười cười, lập tức ngẩng đầu nhìn qua bầu trời bao la kia, nói. Nam Gia Gia, sắp ngàn năm rồi, phụ thân sẽ trở về nhanh thôi. Có lẽ không bao lâu nữa đâu. Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam nhìn vào không gian bao la theo ánh mắt Lục Kinh Vân, thật lâu sau mới nói với Lục Kinh Vân. Người tiểu gia hỏa này, lại mới ở trong minh quang thế giới 50 năm lại vụng trộm tiến đến thương khung chiến trường. Lục Kinh Vân thu hồi ánh mắt, lúc này nhìn Độc Cô Ngạo Nam, nói nhỏ. Ta không nói với A gì bọn họ, chính là không hy vọng bọn họ lo lắng, nhưng mà Lục Gia Quân nhất định phải có người Lục Gia tỏa chấn. Bằng không sao có thể đủ gọi là Lục Gia Quân. Phụ thân ta tạm thời không có mặt, cho nên ta phải đến, bát đệ và cửu muội đang ở trong minh quang thế giới mật địa tu luyện là được rồi, mà ta cảm giác ta thích hợp với thương khung chiến trường này, đây mới là nơi thích hợp với ta, sư phụ cũng đồng ý ta làm như vậy, ta nghĩ, nếu phụ thân ta biết rõ, hắn cũng sẽ không phản đối. Người lĩnh ngộ sát phạt áo nghĩa, thật sự thích hợp với thương khung chiến trường này nhất, những năm này, người tiến bộ cũng kinh người. Nhưng mà cây cao đón gió lớn, phụ thân ngươi lúc trước gặp nạn cùng vì danh tiếng mà ra. Đoan Mộc Khung Thiên nói với Lục Kinh Vân. Sư công, ta hiểu, nhưng phụ thân ta không làm như vậy thì không phải phụ thân ta. Mà ta những năm gần đây tận lực ẩn nấp và thu liếm, đợi đến khi có thế lực nhìn không được nhảy ra, ta sẽ để chúng nhận giáo huấn khắc cốt minh tâm, ta sẽ làm chúng biết rõ, người Lục gia ta, cho dù không có phụ thân, Lục gia ta cũng có người. Có chín huynh muội Lục gia chúng ta, đám trẻ tuổi cổ tộc tính là cái gì? Lục Kinh Vân vừa dứt lời, mày kiếm sáng lên, hai mắt có huyết quang bắn vào hư không giống như hai cây búa sắc bén, nương theo đó là khí tức sát phạt kinh người, giống như phong bạo quét qua trời cao, không gian chấn động không nhỏ.
Trong một phương thế giới, trong khu vực núi đồi xanh mướt, che giấu không ít kiến trúc phong cách cổ xưa, chung quanh có không ít cung điện xây dựng quanh ngọn núi, mặt kiến trúc hướng ra biển, nó giống như thâm cung đứng vững trong thiên địa. Trong đại điện lúc này có không ít thân ảnh đang ngồi, trong mơ hồ có khí tức hùng hậu bộc phát, bất luận là ai cũng là cường giả. Lục gia Lục Lâm Thiên đúng là bất phàm, nhưng mà Lục Du Thược chính là vô lượng niết bàn, một chiêu đánh bại Hòa Minh, thực lực này quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên chân lý niết bàn, với tư cách đời thứ nhất của Lục gia, con cái của Lục Lâm Thiên tự nhiên bất phàm. Lục gia sớm muộn gì cũng quật khởi, đã qua lâu như vậy, nếu tiếp qua một thời gian ngắn, sợ rằng sẽ biến thành khó đối phó giống như Lục Lâm Thiên, đến lúc đó càng khó mà ra tay. Lục Lâm Thiên tạp chủng kia, lúc trước hắn hủy hoại thế hệ trẻ đầy hy vọng của gia tộc ta, chúng ta không thể để Lục gia quật khởi. Nhưng mà ta nghe nói, cấp trên có người vẫn che chở Lục gia, nếu chúng ta động thủ sẽ có phiền toái. Chuyện đã thành thế này, ta tin tưởng chư vị cũng biết, chuyện lúc trước đã bị cấp trên báo thù rồi, bằng không lần trước Thiên La Minh Chu sát Lục Lâm Thiên, sau đó trong thương khung chiến trường mới có chiến đấu khủng khiếp bộc phát. Vì chuyện này, Thiên La Minh cùng thương khung minh song phương cuối cùng khắc chế lại, đủ để chứng minh thời điểm này có người chú ý Lục gia, mà lần trước Hòa Minh đi Lục gia cũng không gây ra bao nhiêu phản ứng. Ta nghĩ đây chính là thời điểm, nếu tiếp qua một thời gian, Lục gia này càng khó đối phó hơn đấy. Nhưng muốn đối phó Lục gia cũng khó đấy, dù sao chúng ta cần phải có lý do, đồng thời chúng ta không biết Lục gia mạnh thế nào, nghe nói Lục gia có quan hệ không cạn với các thế lực đỉnh cấp thế giới khác. Thì tính sao, hiện tại tất cả thế lực lớn đang có cố kỵ, chuyện kia mới là trọng yếu nhất. Huống chi dù chúng ta thật sự ra tay, những thế lực bên ngoài muốn nhúng tay vào, ta nghĩ trong thế giới thượng thanh có người không nguyện ý nhìn đâu. Về phần lý do đối phó Lục gia, người Hoài gia của Thương hội Kỳ Phong còn sót lại chính là lý do tốt nhất, sau lưng Hoài gia cũng không dễ chọc, những năm đó danh tiếng Lục Lâm Thiên quá mạnh cho nên không dám động tới hắn, đến hiện tại, ta nghĩ bọn chúng không cần nhẫn nại nữa đâu. Vậy cứ như thế đi, trước thăm dò một chút, bắt đầu vây quét Lục gia cùng Phi Linh Môn, ta cũng không tin một Lục gia mà thôi, cho dù bất phàm có thể chống lại chúng ta hay sao. Trong thế giới Linh Vũ, thời gian trôi qua như nước, lúc này đã qua 1.200 năm. Trong thời gian 1.200 năm này, cả thế giới Linh Vũ tiêu điều, biển cả bắt đầu khô cạn, sơn mạch giãn nứt, đại địa bắt đầu hoang vu, cả đại lục lúc này khó tìm được bao nhiêu nơi xanh biếc. Năng lượng thiên địa càng ngày càng yếu, linh khí trong thiên địa đã sớm biến mất, cả linh võ đại lục từ tu luyện giả ngàn năm không tiến bộ ra, tất cả vẫn dừng ở đó. Càng thêm trọng yếu là, thời điểm thế giới Linh Vũ kinh biến, năng lượng trên người tu luyện giả trôi qua khó hiểu, căn bản cũng không có khôi phục. Khi năng lượng thiên địa càng ngày càng yếu, cả thế giới đã sớm bắt đầu bạo động, vì tranh đoạt năng lượng thiên địa, tất cả thế lực xung đột vũ trang, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng, so với đế đạo minh cùng thiên địa minh lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Vào thời điểm này, tất cả thế lực lớn và các đại hoàng tộc dùng Lục gia cầm đầu bắt đầu đàn áp, lúc này thế giới Linh Vũ tạm thời bình tĩnh trở lại. Nhưng trong thế giới Linh Vũ vẫn có mạch nước ngầm mãnh liệt, tăng thêm tất cả thế lực lớn lúc này mù quáng vì không có dựa vào, cũng không biết còn áp chế được bao lâu, tất cả mọi người chờ mong, cùng đợi, hy vọng thế giới Linh Vũ sẽ lại khôi phục lần nữa. Không có ai biết đó là bao lâu. Không gian bao la mờ mịt giống như hỗn độn, bao la khôn cùng, bao la vô biên vô hạn. Thời điểm Lục Lâm Thiên khôi phục một tia ý thức, hắn có cảm giác như giấc mộng, ý thức rất mơ hồ, dường như bản thân mình kết nối với con quái vật khổng lồ, chính mình trở thành then chốt của con quái vật kia, đủ khả năng cảm giác được tất cả chỉ là trắng xóa, thời gian lưu ly, không gian không nơi sống yên, thiên địa trở thành hỗn độn. Lập tức ý thức trải qua không biết bao lâu, trong không gian hỗn độn này, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác được không gian đang run rẩy, không gian bị xé mở, hỗn độn chấn động, vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần ngưng tụ, thổ thủy hỏa phong bốn loại năng lượng bắt đầu xuất hiện. Giờ phút này thời gian có trật tự, không gian bắt đầu ổn định. Loại thời giờ này trôi qua không biết bao lâu, vật đổi sao rời, một ngày nào đó thiên địa, địa tâm ngưng tụ sinh ra một tia hỏa diễm, trải qua năm tháng vô tận. Rốt cục sinh ra linh trí, có linh hồn chấn động. Lại không biết qua bao lâu, một ngày nào đó thế giới này lại xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thú, đó là thời điểm vạn thú cùng sinh, thời điểm thái cổ man hoang, nhân loại cuối cùng cũng xuất hiện ở trong đó.
Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ trời sinh cường hãn, lại trải qua năm tháng dài dằng dặc, có nhân loại đạt được thổ thủy hỏa phong, có thể khống chế thổ, thủy, hỏa, phong bốn loại thuộc tính. Trong thời gian ngắn thây phơi khắp đồng, lũ lụt hành hoành. Thẳng đến có một ngày, thế giới này xuất hiện một vị khách tới từ thiên ngoại, thân ảnh này xuất hiện trong cổ vực không bao lâu, ở trung ương cổ vực lập tức xuất hiện đại điện cao V Upsilon T trong mây, từ đó về sau nơi này biến thành cấm khu. Người này nhốt tất cả cường giả vào bên trong, cũng không còn xuất hiện lần nào nữa, thời gian trôi qua, mênh mông thê lương, vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, tất cả như cảnh trong mơ. Trong đó ý thức của Lục Lâm Thiên biến hóa, hắn nằm mơ, giấc mơ kéo dài qua lịch sử, trải qua thời gian hỗn độn. Cảnh trong mơ này không ngừng tuần hoàn, Lục Lâm Thiên có phần lĩnh ngộ vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, dần dần đều là hóa thành lĩnh ngộ thiên địa vạn vật. Cảnh trong mơ này bắt đầu từ khi thiên địa sơ khai đến bây giờ, trải qua trăm triệu năm, tất cả giúp Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ biến hóa, giống như hắn theo sau bức tranh trăm triệu năm, cảm ngộ thời gian trăm triệu năm này. Dần dần ý thức của Lục Lâm Thiên đắm chìm trong đó, sau khi trải qua giấc mơ này nhiều lần, hắn yên tĩnh quan sát Thương Hải Tang Diền, trải nghiệm thiên địa biến hóa. Ở giữa thiên địa có khu vực huyền diệu, mênh mông như hỗn độn. Giờ phút này thân thể hồn anh đang nằm trong không gian đó, hồn anh của hắn bị hào quang chữ vạn bao phủ, trên thân thể hồn anh lúc này có cây đao màu vàng chiếu rọi. Hào quang chữ vạn và cây đao màu vàng tỏa ra kim quang, cả hai trọng điệp nhưng không ảnh hưởng nhau. Cực kỳ huyền ảo. Thời gian qua đi, trong không gian này hắn mất đi khái niệm thời gian. Thời gian qua đi, hắn như lĩnh ngộ thiên địa biến hóa huyền ảo. Lúc này không gian chấn động hơi mạnh. Siêu, siêu, linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền, chín bí vân theo thứ tự tiến vào trong người hồn anh, mỗi một bí vân đánh vào đều ẩn chứa đại áo nghĩa huyền ảo nào đó. Chín chữ bí vân này giống như lạc ấn. Vừa tiếp xúc thì chúng đã tiến vào trong người hồn anh. Từ khi mỗi chữ tiến vào trong thân thể hồn anh, làm cho hắn run lên, dường như trái tim của hắn bị ký, mỗi một lần rung rung đều nghe tiếng tim đập. Phần phật, cùng một thời gian, trên thân thể hồn anh này truyền ra năng lượng chấn động, nó mang cho người ta cảm giác sinh cơ, trong thời gian dài như vậy đột nhiên khôi phục sinh cơ bản thân. Vào thời khắc này, đột nhiên linh võ đại lục đang khô cạn run lên. Hô! Tổng cộng 9 lần run rẩy, cả linh võ đại lục lập tức sinh ra năng lượng chấn động đáng sợ, đại địa run rẩy không ngớt, dường như dã sống lại. Lập tức cả thế giới linh vũ biến thành hung thú trong vũ trụ, đang không ngừng cắn nuốt năng lượng sâu trong hư không, không ngừng cắn nuốt tất cả năng lượng chung quanh. Bỗng dưng năng lượng thiên địa mênh mông, bắt đầu từ sâu trong trời cao hội tụ khắp bốn phía, lập tức khuếch tán ra khắp núi sông rạn nứt, dòng sông khô cạn. Trong sơn mạch hoang vu, nó từ từ thẩm thấu vào trong thế giới. Chỉ trong nháy mắt, hàng tỷ sinh linh trong thiên địa đều cảm giác được động tĩnh, dường như thế giới linh vũ sắp khôi phục, vô số cường giả lăng không bay lên, ánh mắt rung động. Trong thế giới linh vũ, năng lượng thiên địa càng ngày càng tràn đầy, thế giới này yên lặng suốt 1.200 năm, nó bây giờ bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu sinh ra biến hóa. Nguyên lực của ta bắt đầu khôi phục. Nguyên lực của ta bắt đầu khôi phục. Hàng tỷ sinh linh rung động, thần sắc vô cùng vui vẻ, 1.200 năm qua, rốt cuộc thế giới linh vũ đã khôi phục. Trong đại điện sương mù, thân ảnh lão ảnh tập tễnh đi ra, nói. 1.200 năm, rốt cuộc bắt đầu có động tĩnh, hiện tại có thể tiến thêm một bước. Thế giới linh vũ sống lại, trong nháy mắt đã qua 10 năm, thế giới linh vũ sống lại cũng đã 10 năm. Trong 10 năm này năng lượng thiên địa của thế giới linh vũ đã sớm đạt tới đỉnh phong lúc trước. Thậm chí mỗi ngày đều tăng lên, chân khí, linh lực, nguyên lực trong người các sinh linh đều khôi phục. Đối với những cường giả kia mà nói, 1.200 năm bị áp chế, liên tiếp bắt đầu đột phá, mỗi một ngày đều có không ít sinh linh đột phá. Loại hiện tượng này làm cho tất cả sinh linh trong thế giới linh vũ mừng rỡ như điên. Trong thế giới vô sắc có hơn 200 năm chưa xảy ra đại sự rồi. Vốn là thương hội Kỳ Phong Hoài Gia là đệ nhất gia tộc thế giới vô sắc đã trở về, nghe nói Hoài Gia có một ít liên hệ với siêu cấp thế lực trong thế giới Thượng Thanh, lúc này có nhiều người tới đây bái phỏng. Mà người cầm đầu là Hoài Như Danh, nghe nói người này cùng thời với Hoài Linh Ngọc, hắn tu luyện trong mật địa thiên giới, tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực xem như đệ nhất thế hệ trẻ,
tăng thêm sau lưng có thế lực cường hãn nâng đỡ. Mà người này xuất hiện, dựa theo rất nhiều thế lực hiểu biết, những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ với thế giới Thượng Thanh, cũng đều là một ít thế lực đỉnh cấp nhất trung thiên thế giới trong thế giới Thượng Thanh. Rất nhiều thế lực ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức trở thành thế lực to lớn, bắt đầu từ từ tạo thành vòng vây ở các thế giới, dùng thế giới vô sắc làm trung tâm, bắt đầu đả kích Phi Linh Môn. Thời gian hơn 200 năm bị nhiều thế lực vây công, tăng thêm dường như cũng có không ít thế lực trong bóng tối, ngay từ đầu Phi Linh Môn còn có thể ứng phó. Tới cuối cùng đã khó duy trì, thế lực và địa bàn của Phi Linh Môn ở bên ngoài không ngừng bị đả kích. Thời gian 200 năm các thế lực không ngừng liên thủ, Phi Linh Môn một cây chẳng chống vững nhà, chỉ dựa vào Tiết gia, Hoàng gia, Tử Hỏa Huyền Xà nhất tộc các thế lực căn bản không thể nào ngăn cản được các thế lực khác đả kích. Nhưng trong hơn 200 năm này, Phi Linh Môn cũng biểu hiện ra thế lực khủng bố, đầu tiên hạm đội Phi Linh Môn đủ làm đối phương nghe tên mà biến sắc, trước mặt hạm đội kia không ai dám đỡ Upsilon.NG vào. Mà cường giả trong Phi Linh Môn đều khủng bố tới cực điểm, đặc biệt là ở các tiểu thế giới lớn nhỏ, một đám cường giả của Phi Linh Môn càng có hung danh hiển hách, những người này bị tất cả thế lực lớn liên minh suy đoán, có lẽ đến từ thế giới hỗn độn, nửa hỗn độn hoặc là ngụy hỗn độn. Bởi vì những người này tới các tiểu thiên thế giới hoàn toàn không bị uy áp ở đó ảnh hưởng. Những người này không phải một đám, mà là một nhóm lớn, mỗi một người đều tâm ngoan thủ lạt, không giống với những kẻ tu vị bình thường, khí tức không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên người các thế lực và liên minh thăm dò, những người của Phi Linh Môn rốt cuộc xuất hiện từ đâu, toàn bộ đều là nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, làm cho liên minh cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn tổn thất không ít. Bởi vậy loại rằng con này làm cho Phi Linh Môn và thế lực liên minh kéo dài hơn 200 năm. Nhưng thế lực liên minh này thực lực không tầm thường, hơn 10 thế lực liên minh dần dần ngăn chặn được Phi Linh Môn, cũng không biết vì sao, thế lực này dường như càng ngày càng không có cố kỵ, cường giả gia nhập càng ngày càng nhiều, làm cho Phi Linh Môn càng ngày càng khó ứng phó. Trong các tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, địa bàn của Phi Linh Môn bị tổn thất trong đại chiến. Phi Linh Môn cũng không cách nào ứng phó được các địa bàn bị vây công tiêu diệt, đều tổn thất thảm trọng, mỗi một lần đại chiến đều có máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Liên tiếp thất bại làm cho Phi Linh Môn càng ngày càng khó chèo chống, dần dần bắt đầu lùi bước thu trở về trong thế giới vô sắc, lần lượt tổn thất lớn làm cho Phi Linh Môn cũng không cách nào bận tâm toàn bộ. Hoàng hôn, tà dương như máu. Thế giới vô sắc, trong đại điện Phi Linh Môn. Rất nhiều cường giả hạch tâm của Phi Linh Môn đang ngồi đây, thần sắc ngưng trọng, không ít cường giả đều liên tục ra ngoài trấn thủ. Chúng ta đã càng ngày càng khó ứng phó, Hoài Gia Hoài Như Danh và Diệt Linh Minh thế lực quá mạnh mẽ, gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng đã sinh ra một đám tuyên cổ cảnh, những người này trong trung thiên thế giới không bị áp chế, cũng đều là ngụy hỗn độn cùng nửa hỗn độn, trong tiểu thiên thế giới chúng ta cũng không chiếm tiện nghi. Âm Quỷ Thân là hội trưởng danh dự của Thương hội Phi Linh, những năm gần đây thực lực và nội tình của Phi Linh Môn trợ giúp, cộng thêm thiên phú bản thân cũng tuyệt đối không kém, đã sớm đạt tới cấp độ Niết Bàn. Bọn chúng xuất động không ít tuyên cổ cảnh, Phi Linh Môn chúng ta tổn thất nhiều Niết Bàn cảnh, dường như bọn chúng không dám mang cả tộc tới đây. Nhưng mà từ cấp độ tuyên cổ cảnh thì chúng không kiêng nể, mà tuyên cổ cảnh của Phi Linh Môn có hạn, đã bị áp chế không thể ra tay. Độc Long trầm giọng nói. Những năm qua hắn tiến bộ không dưới Âm Quỷ. Thiên Độc Yêu Long nhìn qua Độc Long, qua Lục Trung, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Du Thược, cùng với Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường. Trong đại điện, từng ánh mắt nhìn lên các thủ lĩnh, Thất Kiếm, Thất Sát, Tam Thú vốn là cường giả hạch tâm Phi Linh Môn trong thế giới thị hoang, những năm gần đây tiến bộ rất khủng bố, đã đến cấp độ Niết Bàn Cảnh. Mà những người này dù là ai cũng đều giống như đệ tử hạch tâm ở thế giới Linh Vũ, đều là thế hệ hung hãn, lúc giao thủ với Diệt Linh Minh cũng đánh ra hung danh hiển hách. Xuất động tuyên cổ cảnh sao? Thần sắc Lục Trung trầm xuống, áo trầm giọng nói. Muốn động Lục gia ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không được, chúng ta cũng có thể thối lui đến thế giới thị hoang. Đúng vậy, thế giới thị hoang đã không dưới trung thiên thế giới, tiến vào thế giới thị hoang. Có huyết thiên đế đại nhân dung thế Niết Bàn, dù ai cũng không làm gì được chúng ta, Diệt Linh Minh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên Xu lão đại Thất Sát trầm giọng nói, ánh mắt của hắn hơi do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền,
Lữ Tiểu Linh hỏi. Chư vị phu nhân, lâu như vậy có nên cho chúng ta câu trả lời khẳng định được không? Trưởng môn rốt cuộc như thế nào, sống hay chết, chúng ta đều muốn một câu trả lời, trưởng môn còn sống, chúng ta thể sống chết chờ trưởng môn trở về. Hơi dừng lại, Thiên Xu cắn răng tiếp tục trầm giọng nói. Trưởng môn vẫn lạc, chúng ta thật sự bất lực, trước hết lui về thế giới thị hoang, đến lúc đó cũng thể sống chết báo thù cho trưởng môn. Chư vị phu nhân, những năm gần đây chúng ta cũng không tin trưởng môn vẫn lạc, chúng ta biết rõ trưởng môn không dễ dàng chết như vậy. Từ các phu nhân ta cảm giác được, trưởng môn sợ rằng vẫn còn sống, nhưng mà hiện tại, chúng ta cần một đáp án khẳng định, mong các phu nhân thành toàn. Thất kiếm, thất sát, âm quỷ, độc long, tam thú. Đều nhìn qua Bắc Cung Vô Song, nhiều năm qua mọi người không hỏi nhiều, mà lúc này Phi Linh Môn đã tới thời khắc trọng yếu, mọi người hy vọng có một đáp án khẳng định. Bắc Cung Vô Song nhìn mọi người, gật gật đầu, nói. Những năm gần đây không có nói với mọi người, chính là vì quan hệ quá lớn, người biết rõ càng ít càng tốt, cho dù là Du Thược cũng chỉ biết cách đây không lâu. Ta có thể nói cho với mọi người, trưởng môn không có việc gì, có lẽ không bao lâu sẽ trở về. Có những lời này của phu nhân, chờ thời điểm trưởng môn trở về, đó là ngày tận thế của Diệt Linh Minh chó má kia. Thất kiếm Du Long Đường Ngũ trầm giọng nói. Ta biết ngay trưởng môn không có việc gì, chờ trưởng môn quay về. Diệt Linh Minh nho nhỏ kia có gì đáng ngại? Độc Long hưng phấn nói. Phu nhân, đại sự sợ là không ổn. Nhưng vào lúc này một thân ảnh đi vào đại điện, âm thanh giống như u hồn, khi nói chuyện hai hàm răng như nghiến vào nhau, hắc y bao quanh thân thể, lộ ra khí tức lăng lệ như lệ quỷ, chính là Âm Minh Dạ Xoa. Âm Minh đại tỷ, chẳng lẽ Diệt Linh Minh lại có động tác? Độc Cô Cảnh Văn lúc này hỏi Âm Minh Dạ Xoa. Âm Minh Dạ Xoa sắc mặt vội vàng ngưng trọng, nói. Ám đường vừa nhận được tin tức, tất cả trung thế thế giới lớn nhỏ, trong thế lực Diệt Linh Minh đã có thêm Tuyên Cổ Cảnh xuất động, mục tiêu chính là Phi Linh Môn chúng ta, sợ rằng trong vài ngày này Diệt Linh Minh sẽ có hành động lớn. Người trong đại điện nghi xong cảm thấy hoang mang. Đến thì đến, ta cũng muốn xem, bọn chúng có bao nhiêu Tuyên Cổ Cảnh đi tìm cái chết. Lục Du Thược đứng dậy, đôi mắt hung thần ác sát, hai mắt lạnh như băng. Hàn ý bắn ra ngoài, sát ý dâng trào. Chúng ta vừa thu được ngọc giản tin tức của Diệt Linh Minh đưa tới, nói đích thân giao cho nhị tiểu thư. Âm Minh Dạ Xoa cầm ngọc giản giao cho Lục Du Thược. Diệt Linh Minh. Lục Du Thược tiếp nhận ngọc giản tin tức trong tay Âm Minh Dạ Xoa, cẩn thận kiểm tra bên trong, lúc này nội dung trong ngọc giản lóe lên, hào quang ảm đạm và tiêu tán. Du Thược, Diệt Linh Minh truyền tin tức gì? Ăng Thanh Tuyền mấy người nhìn qua Lục Du Thược, thời điểm này Diệt Linh Minh đột nhiên đưa ngọc giản tin tức tới, chắc chắn không tầm thường. Hô! Lục Du Thược nhẹ hít một hơi, lập tức mới nói với mọi người nói. Diệt Linh Minh hẹn chúng ta 5 ngày sau phân cao thấp, triệt để giải quyết tất cả ân oán. Triệt để giải quyết tất cả ân oán, sau lưng Diệt Linh Minh không đơn giản như thế, đơn đả độc đấu chúng cũng không chiếm tiện nghi gì. Lục Trung nhíu mày nói. Chỉ sợ sau lưng không đơn giản như thế, Du Thược, chính ngươi thấy thế nào? Độc Cô Cảnh Văn hỏi Lục Du Thược. Đôi mắt dễ thương của Lục Du Thược nhúc nhích, lập tức lạnh nhạt nói. Không quản bọn chúng làm gì, ta không thể không đi, tại trung thiên thế giới, trừ phi bản thân xuất động thế giới hỗn độn hóa hồng cảnh, bằng không ta không sợ bất cứ kẻ nào. Bắc Cung Vô Song nhíu mày nói. Mục đích chính thức của chúng chỉ sợ không đơn giản như thế. Đại nương, ta biết rõ mục đích của chúng sợ rằng không đơn giản như vậy, không ít Tuyên Cổ Cảnh bắt đầu có hành động, ta suy đoán bọn chúng lần này muốn triệt để đối phó Lục Gia và Phi Linh Môn, bởi vì thế ta không đi không được, liều mạng đối với Lục Gia và Phi Linh Môn hiện tại càng bất lợi. Lục Du Thược dừng một lát, nói. Còn có 5 ngày, lúc này Diệt Linh Minh đoán chắc muốn triệt để tiêu diệt Phi Linh Môn và Lục Gia, 5 ngày này thông chi tiết ra, Tử Hỏa Huyền Xà nhất tộc, Hoàng Gia, Tôn Gia. Chúng ta trước triệt để lui vào trong thế giới thị hoang. Hiện tại lui lại, căn cơ hơn ngàn năm trong vô sắc thế giới sẽ bị hủy trong chốc lát. Thiên Độc Yêu Long tiếc hận không thôi, không ít cường giả cũng tiếc hận. Lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt, mục tiêu chúng ta không phải những cơ nghiệp này, mà là các đệ tử Phi Linh Môn hiện tại, chỉ cần có người còn tồn tại, tất cả tổn thất hôm nay đều có thể thu trở lại. Lục Du Thược nói. Du Thược. Lần này không phải chuyện đùa,
có cần thông chi Kinh Vân và Âm Nhi, Doanh Nhi trở về hay không, như vậy cũng có ý định một ít, ta sợ ngươi một người khó có thể ứng phó tất cả. Lục Trung trầm tư nói với Lục Du Thược. Lục Du Thược nói, ra ra, đại ca và tam muội các nàng đang bế quan tu luyện, đại ca và tam muội chính là át chủ bài cuối cùng của Lục gia chúng ta, không đến cuối cùng không thể vận dụng, tình huống bây giờ, một mình ta có thể ứng phó. Vừa dứt lời, Lục Du Thược hơi dừng lại, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo thần sắc lạnh lùng, nói. Trừ phi khi bọn chúng xuất động thế giới hỗn độn hóa hồng cảnh, bằng không ta còn không sợ. Oanh! Thời điểm Lục Du Thược vừa dứt lời, đại điện run lên, mọi người đang ngồi cảm thấy chấn động mãnh liệt, lập tức hoàng hôn biến thành thiên hôn địa ám. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Trong đại điện có từng tiếng nói ngạc nhiên vang lên, lập tức từng đạo thân ảnh lao ra khỏi đại điện. Ầm ầm. Lúc này nhìn lên bầu trời, hoàng hôn, cả thế giới vô sắc bình tĩnh, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên uy thẩm thấu các nơi. Trên không trung, mặt trời tỏa sáng, trăng sáng đột ngột xuất hiện, núi sông rung chuyển, thế giới chấn động, hàng tỷ ngôi sao hàng lâm. Đây là hiện tượng giống chân lý Niết Bàn xuất thế vào 1.200 năm trước. Trong 3.000 đại thế giới sắp xuất hiện chân lý Niết Bàn. Lại có chân lý Niết Bàn xuất thế, lại có người nghịch thiên. Trong thế giới vô sắc, vô số tiếng nghị luận truyền ra, thiên địa dị tượng này chính là dị tượng chân lý Niết Bàn xuất thế. Tất cả sinh linh rung động, chân lý Niết Bàn, vô số trăm triệu năm qua, số lần xuất hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà bây trong 1.200 năm ngắn ngủi lại có chân lý Niết Bàn xuất thế. Ngao! Trong phi linh môn không ai chú ý tới thiên độc yêu long lúc này đang nhắm mắt lại, bỗng dưng đột nhiên gào thét, hắn hóa thành bản thể thiên độc yêu long khổng lồ, tiếng giống vang vọng trời cao. Trong nháy mắt ngắn ngủi, rất nhiều ánh mắt rung động, chỉ thấy thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long có khói độc lan tràn, phóng thích long uy, thân hình khổng lồ tương liên với thiên địa, tương liên với nhật nguyệt tinh thần. Chân lý Niết Bàn có quan hệ tới độc long, nếu ta suy đoán không lầm, hẳn là. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song rung động, nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Lăng Thanh Tuyền, bọn họ kích động khó nói nên lời. Có quan hệ với độc long bá bá, có thể có thiên phú như vậy, trừ tiểu long thúc ra còn có thể là ai? Lục Du Thược rung động, nội tâm vô cùng kích động, rung động nói. Đây là tiểu long thúc ở trong thế giới thần thú làm ra, chân lý Niết Bàn. Ầm ầm. Lúc này năng lượng trong linh vũ thế giới triệt để khôi phục lại, một ngày này bỗng dưng đại địa nổ vang, thiên địa vần vũ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả thiên địa trong thế giới linh vũ bắt đầy lung lay sắp đổ, chấn động khó hiểu, mặt trời mặt trăng và hàng tỷ ngôi sao xuất hiện, cảnh tượng rất đáng sợ. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát thiên địa vật đổi sao rời, trên đại lục linh vũ núi sông rung chuyển, đại địa chấn động, biển cả gào thét. Hàng tỷ sinh linh trên đại lục linh vũ rung động, dù là ai cũng không thể ngăn chặn uy áp như thế, người nhân tộc còn tốt một chút, đặc biệt là thú tộc, tất cả thú tộc đều phủ phục trên mặt đất, căn bản không thể phản kháng, huyết mạch của thú tộc lúc này đang sôi trào. Ngôi sao rơi rụng. Xảy ra chuyện gì, hoàn toàn giống như đúc cảnh tượng 1.200 năm trước. Lập tức, trong thế giới linh vũ thế giới, mọi người nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao rơi rụng, hào quang chói mắt trực tiếp từ trên cao bay xuống. Ngôi sao rơi xuống và thiên uy bộc phát, không trung điện thiểm lôi minh, khí tức giống như diệt thế, giống như đúc 1.200 năm trước. Ngao, ngao, ngao. Trong thiên địa có tiếng thú giống vang lên, âm thanh như kinh lôi vang vọng thiên địa. Mau nhìn tổ yêu lâm và linh hoàng nhai bên kia có động tĩnh. Đây không phải là Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc sao, đã xảy ra chuyện gì? Giống như có quan hệ với Lục gia lúc trước. Người Lục gia về sau đều tăng tiến dữ dội, chẳng lẽ lần này có quan hệ với Thanh Long hoàng tộc cùng Huyền Vũ hoàng tộc sao? Dưới uy áp khủng bố, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, tổ yêu lâm cùng linh hoàng nhai có tiếng thú giống dữ dội, lập tức vô số thân ảnh Thanh Long và Huyền Vũ bay lên cao, hoàn toàn tương liên với dị tượng. Khu vực tổ yêu lâm cùng linh hoàng nhai bộc phát khí tức kinh người. Lại là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Có quan hệ với Thanh Long và Huyền Vũ nhất tộc, trừ tên biến thái kia có thể là ai khác chứ, không hổ là hai tên biến thái của thế giới linh vũ. Gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, trong đại điện sương mù, lúc này nhật nguyệt tinh thần chói mắt giống như phá hủy tất cả, thân ảnh lão ảnh tập tễnh nói ra.
Trong thiên địa minh mông, 3.000 đại thế giới, giờ phút này chân lý Niết Bàn xuất thế đã làm mọi người rung động. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, lại có người sắp đặt chân lên cấp độ kia. Rốt cuộc là thế hệ nghịch thiên của thế giới nào, lúc này mới bao lâu, chân lý Niết Bàn lại xuất thế lần nữa. Chẳng lẽ tới gần chuyện kia, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp sao? Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, rốt cuộc là người phương nào nghịch thiên? Lại có gia tộc sắp đặt chân lên hàng ngũ gia tộc đỉnh phong trong 3.000 đại thế giới, gần đây thiên địa dị thường đấy. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông, từng tiếng thì thào vang vọng thiên địa, vô số ánh mắt rung động không nhỏ. Giờ phút này trong thế giới thần thú, núi sông rung chuyển, đại địa nổ vang, giống như có thiên quân vạn mã đang gào to, thiên uy bao phủ lòng người. Phần phật, trên bầu trời thiên uy cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, khí tức như là diệt thế. Dưới nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời, thiên uy khủng bố đang tập trung vào một khu vực, giờ phút này vô số ánh mắt đều giật mình, kinh hãi lạnh mình, hàng tỷ sinh linh chấn động. Vô số ngôi sao rơi xuống đất, lúc này có một con kim long bay lên. Chung quanh kim long là hỏa diễm màu vàng, lân phiến màu vàng và sát ngoài của huyền vũ, mang theo khí tức chấn động lòng người, uy áp khủng bố lan tỏa ra. Kim long khổng lồ bao phủ bầu trời, trên lân phiến có bí vân đặc thù bao trùm. Đó là đồ án huyền vũ phác họa hoàn mỹ, năng lượng bàng bạc hội tụ, gợn sóng không gian bao phủ các nơi, sóng nước cuồn cuộn bùng phát. Dưới thân kim long là thú thể to lớn của huyền vũ nhất tộc và thanh long nhất tộc đang xoay quanh, nhận lấy thiên địa tẩy lễ, khí tức khủng bố lan tỏa ra chung quanh. Vào lúc này vô số tạp long và tạp quy trong thế giới thần thú tương liên với thiên địa. Ngao! Long ngâm gào thét, tiếng gầm lan tràn thiên địa. Lúc này vô số người nhìn thấy ngôi sao rơi xuống, kim long trùng thiên, nghịch thiên bay lên trời. Ngao ngao, ô ô, giống giống. Trong thế giới này, hàng tỷ thú tộc gào thét, quỳ xuống thần phục. Chân lý Niết Bàn, tiểu long thành công. Trên đỉnh núi, Chu Loan, Chu Thần Hy, Hổ Y, Tĩnh Thần công chúa vô cùng rung động. Chân lý Niết Bàn, tiểu long quả nhiên có quan hệ với thần thú, thế giới thần thú sẽ quật khởi. Trong thế giới thần thú, rất nhiều thân ảnh già nua rung động nói với nhau. Thiên địa lúc này vô cùng hỗn độn, giờ phút này cũng không biết bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một thân thể hồn anh bay lên, khí tức sôi trào khủng khiếp, hào quang lập lòe, cả không gian rung chuyển dữ dội. Trong 3.000 thế giới trải qua động tĩnh kinh người, thật lâu về sau mới bình thường trở lại. Trong thế giới thần thú, giữa không trung có kim long bao phủ bầu trời, dường như nó đắm chìm trong trạng thái nào đó. Lúc này trong không gian hỗn độn, một thân thể hồn anh tỏa ra hào quang lập lòe, hào quang chữ vạn và cây đao màu vàng bao phủ hồn anh. Lão đại, người đang làm gì thế? Lão đại, người ra sao rồi? Có tiếng nói xuyên qua vũ trụ, tiếng nói vang lên bên tai thân thể hồn anh. Lão đại, người đừng dọa ta, người làm sao thế, mau tỉnh lại đi. Lão đại, ngao. Giữa không trung, bỗng nhiên kim long gào thét dữ dội, tam nhãn cùng hiện. Thiên uy khủng bố bộc phát, ba đạo tinh mang phóng lên trời, xé rách không gian, bay thẳng vào trời xanh. Bái kiến thần thú. Giờ phút này những thân ảnh già nua đạp không quỳ xuống. Bái kiến thần thú. Trong không trung, tiếng gầm liên tiếp, hàng tỷ thú tộc hàng phục. Vù vù. Thời điểm long ngâm biến mất, ba mắt nhắm chặt, thân thể kim long khổng lồ thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một thanh niên áo bào màu vàng. Thanh niên áo bào vàng này tỏa ra khí tức tôn quý không gì sánh được, tóc vàng hơi xoắn, quanh người có hỏa diễm màu vàng bao phủ, cả phiến thiên địa này rung rung. Suy suy, giữa không trung, thanh niên áo bào vàng mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy hơi nhìn qua chung quanh, tất cả đều thần phục, ấn ký màu vàng dọc theo mắt trên mi tâm càng trở nên yêu dị. Khí tức chân lý Niết Bàn phóng thích ra, hàng tỷ thú tộc cảm giác linh hồn của mình chấn động dữ dội, làm cho không người nào không sợ hãi. Linh hồn và huyết mạch không thể ngăn cản. Linh vũ bốn thú hoàng tộc nghe lệnh, lão đại đang gặp nạn, theo ta đi tới thế giới vô sắc. Giữa không trung, thanh niên áo bào vàng giống to, tiếng gầm vang vọng trời cao. Vâng. Trong không trung lập tức từng đạo thân ảnh lướt đi, khí tức chấn động hùng hồn bộc phát. Trong không gian hỗn độn kia, dường như có triệu hoán đặc thù nào đó, thân thể hồn anh run lên, trong nháy mắt tiếp theo hồn anh mở mắt ra. Khí tức man hoang tự nhiên khuếch tán ra chung quanh. Xoẹt. Vào lúc này trong hào quang của cây đao màu vàng,
lập tức kim mang tăng lên, kim mang vạn trượng, trong kim quang chói mắt vô số huyết nhục, xương cốt nát bấy và nội tạng không ngừng bao phủ thân thể hồn anh. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số mảnh vỡ huyết nhục đang hội tụ lại tạo thành viên thịt khổng lồ. Siêu, siêu. Cuối cùng cây đao màu vàng và hào quang chữ vạn, trường cung, truy hình, quang dực, chữ vật giới chỉ và các linh khí tiến vào trong viên thịt khổng lồ. Oanh! Trên thế giới linh vũ, tất cả tinh thần dị tượng kia vừa biến mất không lâu, trong giây lát, thiên địa xuất hiện chấn động khủng khiếp. Loại dị tượng này khác với tinh thần dị tượng lúc nãy, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả việc ngôi sao rơi xuống, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, nương theo thiên uy cuồn cuộn làm cho người ta không dám sinh lòng phản kháng. Hô! Cả đại lục linh vũ lúc này tỏa ra năng lượng đáng sợ. Lúc này cả thế giới linh vũ giống như hung thú đáng sợ trong vũ trụ, lúc này cự thú há miệng ra, đại địa run rẩy không ngớt, trời xanh xuất hiện vòng xoáy đáng sợ. Trong vòng xoáy này có lực thôn vệ tỏa ra, lực thôn vệ này bao phủ trời xanh, từng ánh mắt nhìn thấy nó hấp thu năng lượng thiên địa, dường như giống như xuyên thủng bầu trời, lập tức lướt qua trời cao, cuối cùng rơi xuống cổ vực. Lúc này cột sáng năng lượng rơi thẳng vào hướng cổ vực, đột nhiên viên thịt phóng thẳng lên trời. Khí tức man hoang thương cổ tỏa ra, cắn nuốt năng lượng thiên địa chung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức viên thịt tăng vọt. Không trung rung động, cột sáng năng lượng minh mông cuồn cuộn không dứt, năng lượng minh mông quán chú vào, viên thịt kia vững như bàn thạch, không thể rung chuyển nổi, chung quanh có vòng xoáy không gian chấn động dữ dội, gợn sóng không gian vô cùng đáng sợ. Khí tức man hoang, cổ xưa từ trong viên thịt này tỏa ra ngoài, chung quanh viên thịt có thiên uy rất lớn bao phủ. Tiếp tục trong thời gian dài như vậy, thời điểm mọi thứ trở nên bình thường, tất cả sinh linh trong thế giới linh vũ run sợ và kinh hãi khó hiểu. Cột sáng năng lượng biến mất, vòng xoáy cũng không còn, viên thịt vẫn còn lơ lửng trên cao. Bỗng nhiên trong ánh mắt của vô số người quan sát, cả viên thịt bắt đầu nhúc nhích, giống như đang sống lại, hào quang tử kim sắc chói mắt phóng thích ra chung quanh. Phần phật, ngay trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, quang cầu màu vàng bộc phát. Hào quang tử kim sắc bắn ra ngoài, giống như hóa kén thành bướm, tất cả khôi phục như ban đầu, hào quang tử kim sắc như điện xà vần quanh viên thịt. Oanh! Lúc này thân ảnh cao lớn đứng lên, một kiện áo bào xanh ra thân, hai mắt một đen một trắng giống như âm dương luân chuyển. Vào lúc này người trong lục gia, rất nhiều đệ tử lục gia cảm thấy hai mắt đen trắng lóe lên. Dùng thân ảnh áo xanh này làm trung tâm, khí tức vô cùng hùng hậu quân tâm thiên hạ, vương giả giá lâm. Khí tức này chấn động trời cao. Đó là Linh Vũ Đại Đế, là Linh Vũ Đại Đế trở về. Linh Vũ Đại Đế, là phi linh môn Linh Vũ Đại Đế. Đó là lục gia Linh Vũ Đại Đế, là hắn trở về. Vào lúc này trong thế giới linh vũ, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, thân ảnh áo bào xanh kia đối với một ít lão nhân trong thế giới linh vũ mà nói là tồn tại không ai không biết. Bái kiến lão tổ, bái kiến đại thiếu gia. Bái kiến thúc công. Lục gia, hơn 1.000 năm qua, lục gia đã sớm phát triển thành đại gia tộc đỉnh cấp. Trong lục gia, rất nhiều người nhìn thân ảnh truyền kỳ của thế giới linh vũ đang đứng đó, lập tức quỳ xuống, cực kỳ kính sợ. Thân là đệ tử lục gia hiện tại đều rất rõ ràng, thân ảnh áo xanh kia, nam tử áo bào xanh này chính là linh hồn lục gia, là bảo đảm lục gia tung hoành thế giới linh vũ. Bái kiến thái trưởng môn. Trong phi linh môn, vô số đệ tử hành lễ. Nam tử áo bào xanh kia cũng hình hồn của phi linh môn, là truyền kỳ phi linh môn. Lục Lâm Thiên đặt chân trời xanh, nhìn thấy trong mắt nhiều người có hào quang đen trắng luân chuyển không ngớt, bỗng dừng ánh mắt nhìn vào người lục gia, thì thào. Trong khoảng thời gian này, ta có chỗ cảm ngộ, cũng là tộc ta sẽ đưa cho các ngươi một hồi tạo hóa. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên áo bào xanh run lên, phất tay, đột nhiên kim, lam, thanh, xích. Hoàng năm loại thuộc tính bao phủ như mặt trời chói chang. Oanh! Trong chốc lát cả phiến thiên địa này có cảm giác như sắp bị hủy diệt. Xoẹt! Vào lúc này ngàn vạn người lục gia thân bất do kỷ bay lên, hào quang không ngừng lan tỏa ra, hoàn toàn tương liên với hào quang năm màu trong tay Lục Lâm Thiên. Đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Lục Lâm Thiên tiếp tục thì thào. Đôi mắt của hắn một nóng một lạnh, huyền ảo đến cực điểm, lập tức trong lòng bàn tay, kim, lam, thanh, xích, hoàng năm loại thuộc tính đột nhiên hội tụ cùng một chỗ.
Vào lúc này hào quang năm thuộc tính tương dung với nhau, hào quang lộng lẫy tỏa ra đồ án âm dương đen trắng. Ầm ầm. Giờ phút này người Lục gia bị hào quang của Lục Lâm Thiên bao phủ, trên người tỏa ra khí tức vô cùng lạ lẫm, nương theo đó là thiên uy bộc phát kinh người. Hô! Sâu trong bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen trắng luân chuyển, tương liên với thiên địa, hoàn toàn hô ứng với hào quang đen trắng trên bầu trời. Ngũ hành tụ âm dương, từ nay về sau, công pháp chấn tộc của Lục gia chính là âm dương ngũ hành quyết, thiên hạ áo nghĩa trừ bốn kỳ là áo nghĩa gia, tất cả đều bị áp chế. Lục Lâm Thiên quát lớn, trong lòng bàn tay của hắn, đồ án âm dương bắn thẳng vào mi tâm của mọi người. Xoẹt! Chỉ trong chốc lát, hai mắt đệ tử Lục gia bắn ra hào quang đen trắng, hoàn toàn tương liên với đồ án âm dương. Chân khí trong người của ta bị áp chế, xảy ra chuyện gì? Áo nghĩa của ta bị áp chế. Ta cũng vậy, áo nghĩa bị áp chế, nguyên lực bị khắc chế. Giờ phút này người trong thế giới linh vũ đã hoàn toàn run rẩy. Dưới đồ án âm dương này, tất cả mọi người đều bị khắc chế. Ầm ầm. Trong thế giới linh vũ phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám, sông ngòi đảo lưu, đại địa nổ vang, trời xanh xuất hiện sấm sét lập lòe. Lục gia lại nâng cao một bước rồi. Âm dương ngũ hành quyết, nó có thể áp chế tất cả thuộc tính ngũ hành. Lục gia cũng quá kinh khủng. Rất nhiều ánh mắt trong thế giới linh vũ đều kinh hãi, âm dương ngũ hành quyết có thể áp chế áo nghĩa của mọi người. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên thu liễm hào quang, dị tượng biến mất, hai mắt bắn ra hào quang đen trắng lên bầu trời, một đạo khí thế bàng bạc tỏa ra làm chấn động lòng người. Âm dương ngũ hành quyết tuy còn kém hỗn độn âm dương quyết, nhưng mà cũng đủ đánh đồng với công pháp nhất lưu trong đại thế giới, xem ra 1200 năm qua không có lãng phí. Trong đại điện sương mù, thân ảnh lão ảnh tập tễnh, hắn lẩm bẩm một câu. Một ngày sau đó, trong đại điện sương mù, trong đại sảnh lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, dò xét một lát, lườm lườm sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Lúc này cảm giác bị người ta đánh chết là như thế nào? Hắc hắc! Lục Lâm Thiên xấu hổ cười cười, ngay thời gian trở lại Phi Linh Môn và Lục gia, hắn gặp mẫu thân, cũng biết đoạn thời gian này có nhiều việc xảy ra trong thế giới linh vũ, cũng suy đoán ra, sợ rằng Tiểu Long ở thế giới thần thú ngộ ra chân lý Niết Bàn thành công. Nhìn lão ảnh, Lục Lâm Thiên lập tức cười tự đắc. Mang theo chút xấu hổ, nói. Ta cũng không ăn thiệt thòi, chủ yếu là đám minh linh kia xuất động đội hình không nhỏ, cuối cùng còn không phải cũng bị ta tiêu diệt sao? Có gì hay mà giải thích, cho dù ngươi tiêu diệt mấy trăm hóa hồng cảnh cũng không thể bỏ qua sự thật ngươi bị giết, nếu không phải hỗn độn bổn nguyên của thế giới linh vũ trên người của ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lão ảnh nói không khách khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thu liễm vui vẻ, lập tức ánh mắt nặng nề, nói. Hiện tại ta không chết, cho nên bọn chúng không may, khoản nợ này ta sẽ từ từ tính toán với bọn chúng. Chuyện tính sổ này nên giữ lại đi, 1200 năm qua, từ tin tức ta nhận được, bên ngoài có thể phát sinh không ít chuyện, có cái gì diệt linh minh vây quét Phi Linh Môn trong thế giới vô sắc đã hơn 200 năm rồi. Lão ảnh từ từ nói. Diệt linh minh. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt của hắn biến thành âm trầm. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái. Lúc trước hắn bị minh linh đánh lén trong thế giới trùng động, rõ ràng cho thấy thế giới thượng thanh mật địa thiên giới có người tiết lộ tin tức cho minh linh, chính mình vẫn lạc, bước tiếp theo là Phi Linh Môn và Lục gia ở bên ngoài không bình tĩnh, chắc chắn sẽ bị người ta đối phó. Bản thân mình không có mặt, Phi Linh Môn và Lục gia ở ngoài chính là mối lo lắng của Lục Lâm Thiên. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt động động, nói. Đừng quá khẩn trương, ta nhận được tin tức. Phi Linh Môn hiện tại còn không có đại sự gì, mặc dù có chút biệt khuất, nhưng mà còn có thể chèo chống, ngươi cứ để bọn họ rèn luyện đi, cũng không sợ xảy ra việc gì xấu đâu, yên tâm đi, trong mật địa thiên giới có người đang nhìn, không phải chuyện lớn gì. Lục Lâm Thiên nghe xong cũng yên tâm không ít, lập tức ánh mắt nhìn qua lão ảnh, nói. Ảnh lão, tại sao ngươi biết trong mật địa thiên giới có người đang nhìn? Chuyện này có gì kỳ quái? Trong 1200 năm qua phát sinh không ít chuyện, tuy ta đang ở trong thế giới linh vũ nhưng không phải không biết gì. Lão ảnh không mặn không nhạt, cũng không có ý giải thích với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua lão ảnh, với thực lực và tu vị của mình, Lục Lâm Thiên cảm giác mình bây giờ vẫn không nhìn ra tu vị thực lực của lão ảnh, hắn cho mình cảm giác sâu không lường được. Đúng,
1.200 năm qua có lẽ ngươi đã đạt tới chân lý Niết Bàn đỉnh phong rồi chứ? Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lại đánh giá Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, lúc này sau khi khôi phục, Lục Lâm Thiên mới biết được bản thân mình dựa vào thế giới linh vũ phục sinh, nhưng lại ngủ say 1.200 năm, trừ thời gian trong thiên trụ giới, bản thân hắn tu luyện chưa tới 1.200 năm, xem như thời gian không ngắn. Trong 1.200 năm này, Lục Lâm Thiên nghĩ lại có cảm giác như nằm mộng. Nhưng mà nằm mộng lại chân thật như thế, vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, hắn còn trải nghiệm cả hỗn độn. Quan sát cảnh trong mơ, vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, đối với Lục Lâm Thiên mà nói đây là lĩnh ngộ trong thiên địa vạn vật. Cảnh trong mơ bắt đầu từ thiên địa sơ khai, giống như trải qua trăm triệu năm, tất cả giúp Lục Lâm Thiên không ngừng lĩnh ngộ, giống như tự mình trải qua trăm triệu năm, lĩnh ngộ trăm triệu năm như yên tĩnh quan sát Thương Hải Tang Điền, trải nghiệm thiên địa biến hóa. Trong quá trình lĩnh ngộ này Lục Lâm Thiên cuối cùng đã có tiến bộ lớn trong lĩnh ngộ áo nghĩa, thành công lĩnh ngộ ra âm dương ngũ hành quyết. Âm dương ngũ hành quyết, dùng âm dương làm cơ sở, dùng ngũ hành tương liên, ngũ hành sinh vạn vật. Tất cả áo nghĩa trên thế gian trừ bốn kỳ là áo nghĩa ra, hoặc nhiều hoặc ít đều nằm trong ngũ hành, âm dương ngũ hành quyết đến mức tận cùng đủ khắc chế vạn vật, có thể khống chế vạn vật cho mình sử dụng. Người Lục gia đã kích hoạt âm dương áo nghĩa, mặt khác cũng mang lạc ấn âm dương áo nghĩa, bởi vậy âm dương ngũ hành quyết rất thích hợp với người Lục gia tu luyện, đương nhiên, trước mắt cũng chỉ có Lục gia mới có thể tu luyện. Lĩnh ngộ ra âm dương ngũ hành quyết, nó cũng đại biểu lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên lại tăng tiến. Khi tu vị tăng lên cấp độ cao hơn, Lục Lâm Thiên cũng từ vừa đột phá chân lý Niết Bàn không lâu, đến bây giờ đã là chân lý Niết Bàn đỉnh phong. Tuy đều là chân lý Niết Bàn nhưng cả hai cách biệt một trời một vực, từ biên giới đến đỉnh phong, đây là biến hóa cực lớn. Tăng thêm 1.200 năm hắn lĩnh ngộ áo nghĩa tinh tiến, Lục Lâm Thiên cảm giác thực lực của mình cho dù gặp Tam Nguyên Hóa Hồng Dạ U lần nữa cũng có lực chống lại. Về phần thiên địa song lang của lang linh nhất tộc và sinh tử song hồn của phệ hồn nhất tộc bốn người này, Lục Lâm Thiên xem chừng mình nếu mình gặp có thể đánh chết dễ dàng. Chân lý Niết Bàn ở cấp độ sơ giai đến đỉnh phong, đây là cái hào rộng to lớn, tăng thêm 1.200 năm hắn có lĩnh ngộ áo nghĩa trọng yếu, lúc này thực lực tiến bộ có thể nói cách biệt như trời và đất. Lúc này người phá rồi lại lập, họa phúc tương y, là phúc. Ngươi có thể dựa vào bổn nguyên của thế giới linh vũ tăng tiến lĩnh ngộ của bản thân, có bổn nguyên thế giới linh vũ làm cơ sở, sau này ngươi có thể đột phá nhanh mà không bị cản trở, đủ để trèo chống ngươi đạp vào đỉnh phong. Bằng không việc ngươi đột phá quá nhanh không phải chuyện tốt. Trong thiên địa 3.000 đại thế giới, bao nhiêu nhân vật thiên phú tuyệt đỉnh, tài hoa kinh người tu luyện trăm vạn năm, thậm chí trì trệ không tiến rất lâu, nguyên nhân trong đó đều có quan hệ với cơ sở, bỏ qua thời gian củng cố căn cơ. Cho dù sau đó cố gắng thế nào, có nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa cũng không thể bù đắp được. Lão ảnh hơi dừng lại, nhìn qua Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Là họa, người ngủ say tới bây giờ mới thức tỉnh, không nhất định có thể thuận lợi khôi phục, có khả năng triệt để ngủ say, thẳng đến khi sinh cơ hao hết rồi vẫn lạc chân chính. Có giới hỗn độn bổn nguyên cũng không phải bất tử chân chính, nếu lần sau người bị người ta giết chết, loại nguy hiểm này càng lớn. Cũng may người cuối cùng gặp phúc không phải họa, 1.200 năm qua ngươi xem như phá rồi lại lập, lĩnh ngộ áo nghĩa tinh tiến không ít, sợ rằng đột phá tới hóa hồng cảnh, chỉ cần một cơ hội là có thể nước chảy thành sông. Đặt chân hóa hồng. Lục Lâm Thiên thì thào, hắn cười vui vẻ. Ba chữ hóa hồng cảnh đại biểu hắn đặt chân vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới, người có tu vị hóa hồng cảnh đều là cự phách một phương. Lúc này đã có thể chạm tay vào hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên cũng khó có thể áp chế chờ mong trong lòng. Hóa hồng cửu nguyên, muốn thực sự trở thành cường giả trong thiên địa, vậy tu luyện tới đại viên mãn, đến cấp độ đó mới chính thức xem như ngao du 3.000 đại thế giới. Ánh mắt lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, lườm lườm hắn, nói. Ngươi thân là người dung hợp thế giới hỗn độn, cho dù đại viên mãn cũng không phải mục tiêu của ngươi. Hô! Lục Lâm Thiên thở phào một hơi. Trên đại viên mãn đồn đãi chính là hư vô cảnh hư vô mờ mịt, người có tu vị hóa hồng cảnh trong tình huống bình thường đều trường tồn cổ kim, tính mạng bất hủ, thậm chí có suy nghĩ sẽ đặt chân vào cảnh giới hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hư vô cảnh, đó mới là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, chỉ tiếc hư vô cảnh này vẫn là mong muốn không thành của sinh linh. Lúc trước từ lời Kỳ Đại Yên Đại,
Lục Lâm Thiên cũng từng nghe nói qua, chỉ có những viễn cổ đại năng dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên mới có thể bước vào hư vô cảnh. Nhưng mà những viễn cổ đại năng kia không xuất hiện qua, thậm chí sống hay chết cũng không có ai biết. Cách nói trên phố, nghe nói những viễn cổ đại năng mang theo thế giới hỗn độn bổn nguyên sau khi tiến vào hư vô cảnh liền hóa thành hư vô, tương dung với đại thế giới, từ đó về sau thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn. Cho dù là người mang hỗn độn bổn nguyên, Lục Lâm Thiên cũng tự biết tất cả không có tuyệt đối, con đường tu luyện, thiên phú, kỳ ngộ và tôi luyện. Thiếu một thứ cũng không được, tất cả không giống nhau, nhưng có thể đi tới cuối cùng hay không thì không thể nói rõ. Đại viên mãn, ta sớm muộn gì cũng đặt chân tới, mà đây chỉ là mục tiêu, không phải cực hạn. Sau một lát, Lục Lâm Thiên thấp giọng nói nhỏ, thần sắc kiên định mang theo tự tin. Đặt chân tới rồi nói sau. Lão ảnh trừng Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Tiểu Long có lẽ cũng đã chân lý niết bàn. Ngược lại không nghĩ tới Tiểu Long cũng đặt chân một bước này. Lục Lâm Thiên vui vẻ, trong thời gian ngủ say hắn nghe được Tiểu Long la lên, bởi vì thế hắn mới triệt để thức tỉnh. Tiểu Long có thể chân lý niết bàn, Lục Lâm Thiên tự nhiên cao hứng, về sau trong thế giới Linh Vũ sẽ xuất hiện ba đại gia tộc quật khởi, tự nhiên cũng thành bảo đảm cực lớn cho thế giới Linh Vũ. Nhưng mà trong lòng Lục Lâm Thiên lại rất kỳ quái, Tiểu Long lần trước đã là tuyên cổ cảnh sơ giai, còn lần này lại là chân lý niết bàn, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên không rõ. Theo như bên ngoài đồn đãi, chỉ có linh vật trời sinh muốn chân lý niết bàn mới không cần trải qua vô thượng lôi kiếp, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, nhưng Tiểu Long không phải linh vật trời sinh. Mình có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, cũng không có trải qua vô thượng lôi kiếp cùng vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Thậm chí cũng không có đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, cho nên không đặt tinh lực vào việc niết bàn. Dùng thiên phú của thái cổ U Minh Viêm, ngay cả vô thượng niết bàn cũng không cần làm, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái này Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không biết. Ngươi khi nào đi thế giới vô sắc, theo ta đoán chừng, gần đây phi linh môn của ngươi gặp phiền toái không nhỏ đâu. Hiện tại Lục Lâm Thiên đang định hỏi thăm việc Thái Cổ U Minh Viêm và Tiểu Long Đại Thừa Niết Bàn, lại nghe lão ảnh hỏi Lục Lâm Thiên. Nghe vậy, sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, hàn ý lan ra, nói. Ta muốn lập tức đi ngay, lần này ta không chết, trừ sổ sách với đám minh linh ra, một ít người trong thế giới thượng thanh cũng nên triệt để tính sổ với chúng thôi. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, trước đó mình bị mai phục, những minh linh kia tuy cần đối phó. Nhưng mà trước mắt cần đối phó chính là đám bán đứng người nhà, lúc trước nhìn thấy rõ có kẻ bán tin tức cho Minh Linh, muốn chính mình chết, đây là việc cần tẩy trừ, còn việc trả thù Minh Linh cũng không thể buông tha. Đi thôi, lần này nên náo loạn lớn, bằng không ngươi về sau sẽ có phiền toái. Náo càng lớn mật, lúc này cho dù ngươi có lật trời cũng có người ôm thay ngươi. Lão ảnh mỉm cười, gương mặt già nua cười rất quái dị. Thật sao, vậy là tốt rồi. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, lão ảnh nói thế, Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao lão ảnh rất thần thần bí bí, mà cũng không sai, cũng cần đại khai sát giới một lần. Thế giới vô sắc, trong đại sảnh phi linh môn, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lục Trung, Cực Nhạc Tam Quỷ đang ngồi đó. Âm Minh Dạ Xoa nói với mọi người. Chư vị, Khiên Tôn Sứ truyền tin tức. Sốt cục truyền tin tức rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người chấn động, mấy trăm năm qua, với tư cách nhân vật trọng yếu trong phi linh môn, tất cả mọi người rõ ràng Khiên Bách Biến có tác dụng như thế nào. Khiên Bách Biến suốt mấy trăm năm qua dựa vào thiên phú dịch dung không gì sánh được, cũng không biết đánh chết bao nhiêu niết bàn cảnh của Diệt Linh Minh. Mà đổi thành người bên ngoài, hắn dựa vào thiên phú của mình, Khiên Bách Biến vẫn tìm hiểu tin tức trong Diệt Linh Minh. Những năm gần đây, chính bởi vì có Khiên Bách Biến tồn tại, âm thầm cắm trong trái tim Diệt Linh Minh, đạt được bao nhiêu tin tức trọng yếu, những tin tức này giúp phi linh môn ứng phó Diệt Linh Minh, chiếm tất cả tiên cơ. Có thể nói phi linh môn trong 200 năm qua có thể chống lại thế lực to lớn của Diệt Linh Minh, thứ nhất là bởi vì phi linh môn hiện tại có nhiều cường giả, đặc biệt là cửa ơn giả từ thế giới Linh Vũ đi ra, thứ hai cũng bởi vì phi linh môn có hạm đội kinh khủng. Mà thứ ba, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Khiên Bách Biến. Có thể nói trong 200 năm này, tác dụng của Khiên Bách Biến thậm chí không dưới hạm đội khổng lồ của Phi Linh Môn. Bởi vậy, Khiên Bách Biến trong hàng đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn có thanh danh hiển hách.
Chỉ tiếc, trong Diệt Linh Minh cũng không có ai biết Khiên Bách Biến tồn tại, dùng thiên phú khủng khiếp của Khiên Bách Biến, với tính cách cay độc cẩn thận, muốn phát hiện hắn là khó khăn cỡ nào. Âm Minh Dạ Xoa vừa dứt lời, lập tức đưa Ngọc Giản tin tức cho Lục Du Thược, nói. Nhị tiểu thư, đây tin tức Khiên Tôn Sứ đưa tới. Lục Du Thược tiếp nhận Ngọc Giản sau đó nhìn vào, tin tức lóe lên rồi biến mất, Ngọc Giản lập tức hóa thành mảnh vỡ. Du Thược, Khiên Tôn Sứ truyền tin tức gì? Bắc Cung Vô Song khẩn trương hỏi Lục Du Thược. Lục Du Thược ngưng trọng, nói. Khiên Sư Bá truyền tin tức, lúc này Diệt Linh Minh tổng cộng xuất động trên trăm tuyên cổ cảnh, ý định triệt để tiêu diệt Phi Linh Môn cùng Lục gia chúng ta, mà kế hoạch phân làm hai bộ phận, một là sẽ có người đại chiến với chúng ta trên biển trên trời, nhưng Khiên Sư Bá cũng không biết là ai. Thực lực Khiên Sư Bá chỉ có thể đối phó Niết Bàn cảnh, cho nên cũng không cách nào biết quá nhiều. Hai ngày sau chúng ta đi tới vùng biển trên trời, thứ nhất sau thời gian chiến tranh, Diệt Linh Minh đã tập kết đại quân, bắt đầu muốn triệt để vây công thế giới vô sắc, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Môn, hiện tại không ít tiểu thiên thế giới trong thế giới vô sắc đã tập kết không dưới 5.000 vạn đại quân. Xem ra, mục tiêu chính thức của chúng là vây công thế giới vô sắc. Nghe vậy Lục Trung, Cực Nhạc Tam Quỷ, Độc Long, Âm Quỷ, Lưu Kiếm biến sắc. 5.000 vạn đại quân, Du Thược, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị di chuyển vào trong thế giới thị hoang thôi. Lục Trung nghe vậy, lập tức nói với Lục Du Thược. Phụ thân, Diệt Linh Minh tập kết trên 5.000 vạn đại quân vây quanh thế giới vô sắc, sợ rằng không cho chúng ta cơ hội rời đi đâu. Lam Linh nói với Lục Trung. Vân Hồng Lăng cũng trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ cần lui lại một ít người có thể làm được, thế nhưng mà tất cả mọi người lui lại đã quá muộn rồi. Lục Du Thược nghe vậy, gật đầu nói. Đúng vậy, Khiên Sư Bá đưa tin tức nói, Diệt Linh Minh đã phong tỏa không gian trùng động quanh thế giới vô sắc, chúng ta bây giờ đã khó mà lui lại, Diệt Linh Minh lúc này đã chuẩn bị tốt mọi thứ, sợ để lộ tiếng gió, phong tỏa tin tức rất nghiêm mật, Khiên Sư Bá thật vất vả mới có thể truyền tin tức tới đây. Lúc này đúng là phiền toái. Nghe vậy, Lục Trung ngưng trọng, lập tức nói với Lục Du Thược. Du Thược, hai ngày sau trên vùng biển trên trời, mục tiêu của chúng là thế giới vô sắc, ngươi không nên đi tới đó, sợ rằng bọn chúng đã có chuẩn bị rồi. Lục Du Thược khẽ lắc đầu, nói. Chính bởi vì như thế, ta mới càng phải đi, tin tưởng bọn chúng muốn đối phó ta, nhất định sẽ an bài không ít cường giả, ta còn có thể kéo dài không ít người, đến lúc đó Phi Linh Môn chúng ta ít áp lực hơn. Bằng không chúng ta không thể nào thừa nhận bao nhiêu áp lực cả. Vừa dứt lời, Lục Du Thược ngẩng đầu nhìn qua Bắc Cung Vô Song, thần sắc lạnh lẽo, môi son khẽ mở, từ từ nói. Đại nương, đến thời điểm này, cũng nên vận dụng át chủ bài cuối cùng của Lục gia thôi, hy vọng thời gian còn có thể tới kịp. Vùng biển trên trời, Diệt Linh Minh sẽ đánh một trận giải ân oán với Du Thược, hiện tại chúng ta mang tin tức khuếch tán ra ngoài đến lúc đó trước mắt bao người. Diệt Linh Minh bao nhiêu cũng có cố kỵ, thủ đoạn hèn hạ cũng không nên thi triển. Độc Cô Cảnh Văn trầm tư rồi nói ra. Bắc Cung Vô Song gật đầu, nói. Diệt Linh Minh có mục tiêu là thế giới vô sắc, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Môn chúng ta, muốn rút lui cũng đã muộn. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát không rút lui, thông chi Thiết gia, Hoàng gia, Thương hội Thải Vân, Tôn gia đầu tiên rút lui về phía Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Bên kia có địa hình sơn mạch. Chỉ có như vậy chiến hạm của Phi Linh Môn mới có thể phát huy tới mức lớn nhất, chỉ chờ tới lúc Kinh Vân, Xảo Nhi, Tượng Nhi trở về, Diệt Linh Minh muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bắc Cung Vô Song dứt lời, trong tay lấy ra vài khối ngọc giản, lập tức bóp nát thành phấn vụn. Khi Bắc Cung Vô Song bóp nát ngọc giản trong tay, ngay lúc này trong thiên địa minh mông, trong một căn phòng tao nhã trong thế giới vô tư, một nữ tử chừng 19 tuổi dung mạo như tiên đang ngồi đó. Khí chất cao quý hồn nhiên thiên thành, hai mắt nhắm chặt, quanh người có hào quang màu xanh bao phủ. Dưới minh viêm màu xanh đậm bao quanh, trong mật thất tỏa ra sinh cơ bừng bừng, các nơi xanh trăm hoa đua nở, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Hô! Bỗng dưng thiếu nữ mở mắt ra, đôi mắt trong veo như nước, phun ra một ngụm chọc khí, lập tức cầm một khối ngọc giản tan thành mảnh vỡ. Đợi upsilon.ng đến lục gia ta, chết! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiếu nữ tuyệt mỹ sinh cơ bừng bừng kia biến hóa, ánh mắt đầy sinh cơ biến thành tử khí, sơn mạch chung quanh mật thất bách hoa héo rũ, dãy núi xanh biếc hóa thành đại địa hoang vu. Truyền lệnh xuống,
mở thế giới trùng động, dùng lệnh của thiên nữ ta, chấp pháp đoàn thiên nữ cùng theo ta đến thế giới vô sắc. Sau một lát, trong sơn mạch lập tức huyên náo. Trong thế giới Thái Hoàng, trong mật thất phong cách cổ xưa, một thiếu nữ váy dài ưu nhã mộc mạc đang ngồi đó, quanh người có ánh trăng bao phủ. Bên cạnh thiếu nữ có nữ tử váy dài như tuyết cũng ngồi đó, tư thái xinh đẹp lung linh, làm cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch, trên dung nhan tuyệt mỹ có khí chất rất tự nhiên. Xuy, bỗng dưng hai mắt thiếu nữ mở ra, hai mắt tinh khiết làm thiên địa động dung, vào lúc mở mắt ra không gian chấn động, ánh mắt cao quý mang theo vũ mị hồn nhiên thiên thành. Loại vũ mị này đẹp tới tận cùng, đã thành thánh khiết, trong tay thiếu nữ xuất hiện ngọc giản nghiền nát. Thiếu nữ quần trắng như tuyết mở mắt ra, ánh mắt yêu mị nhưng phong tình vạn trùng, dung nhan hoàn mỹ mê hoặc lòng người, kinh tâm động phách, trong xinh đẹp còn mang theo lãnh diễm cự tuyệt người từ ngàn dặm. Nữ tử quần trắng tuyệt mỹ và thiếu nữ trừ Bạch Linh cùng Lục Âm ra, tự nhiên không còn người khác. Mẫu thân, lúc trước phụ thân lưu lại ngọc giản phi linh môn đã nghiền nát, thế giới vô sắc gặp chuyện không may. Lục Âm nói, không đến nguy cơ trước mắt. Vô song A Di Cảnh Vân A Di các nàng sẽ không vận dụng ngọc giản. Bạch Linh nói ra, đôi mắt yêu dị biến thành băng hàn, nói. Chúng ta lập tức lên đường trở về. Sau một lát, trong dãy núi có tiếng ra lệnh vang lên. Ta dùng thánh hồ lệnh, điều lệnh cửu vĩ thiên hồ chấp pháp đoàn, theo ta đi tới thế giới vô sắc. Quần phong trùng điệp, sơn mạch xanh biếc, vách núi dốc đứng. Đỉnh núi, ba thân ảnh cao ngất đang đứng. Ba người nhìn dãy núi trùng điệp, thanh niên đứng đầu nói với lời đầy sát khí. Tất cả thiên cuồng điện và phi thiên đạo tặc nghe lệnh, lập tức khởi hành đi tới thế giới vô sắc. Thế giới minh quang, trong một khu vực mật địa, một mỹ nữ mặc trang phục yêu mị nóng bỏng đang ngồi, một thanh niên cười tà dị đi vào trong mật địa. Chuyện ở thượng thanh thế giới minh quang không thể nhúng tay với quy mô lớn, nhưng mà việc này có quan hệ với các ngươi, thực lực của các ngươi xưa không bằng nay. Cũng có thể ứng phó một vài vấn đề, đại ca các ngươi có không ít nhân thủ, cho nên ta sẽ cho ngũ sư huynh cùng lục sư huynh theo các ngươi quay về. Trong nội điện có tiếng nói giả nua vang lên. Trong không gian tiêu điều, trong mật thất một thân ảnh đang ngồi, huyết quang bùng nổ, khí tức sát phạt lăng lệ tỏa ra các hướng. Xuy xuy, bỗng dưng hai mắt thanh niên mở ra, trong lòng bàn tay là ngọc giản nghiền nát. Rốt cục nhịn không được sao. Thanh niên lúc này đứng lên. Sát khí làm mật thất rung chuyển. Không nghĩ tới thế lực này rốt cuộc triệt để động thủ rồi. Một lát sau, trên ngọn núi, nam thúc độc cô ngạo nam chậm rãi hành động, trường bào run lên, khí tức hoàng giả bẩm sinh bùng phát, đôi mắt lạnh như băng bắn ra, nói. Lúc trước Lâm Thiên bị đánh lén, nhất định là có người trong thượng thanh thế giới mật địa thiên giới bán đứng, những người này không cho phụ thân ngươi quật khởi, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn lục gia phát triển an toàn. Đợi khi phong ba qua đi, chắc chắn sẽ đối phó lục gia, đến lúc đó người bán đứng phụ thân ngươi sẽ tự mình đi ra ngoi đầu lên, thậm chí còn dẫn các thế lực âm thầm đi theo, xem ra hiện tại đã tới lúc rồi, nhiều năm như vậy, bọn chúng không còn nhẫn nại chờ đợi nữa, sợ lục gia càng ngày càng phát triển an toàn sẽ không thể động thủ. Lục gia ta làm gì có thể dung chuyển, ta ẩn nhẫn nhiều năm như thế, ngay cả lục gia quân cũng rất đường hoàng. Chính vì chờ hơn ngàn năm qua, rốt cuộc bọn chúng không chờ được. Lục Kinh Vân vô cùng lạnh lùng, khí tức sát phạt chấn động không ngớt, nói. Cũng tốt, ta đúng là muốn xem chúng có tư cách gì động tới lục gia. Lúc này nên thanh trừ triệt để, nhưng các thế lực sau lưng không tầm thường, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bắc Cung Kình Thương nói. Bắc Cung gia gia yên tâm, lục gia ta cũng không phải không có người, thế lực này có bối cảnh. Chẳng lẽ lục gia ta không có, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thiên nữ cung, phi thiên đạo tặc, thế giới minh quang, thế giới thần thú, những bối cảnh này sẽ do lục gia vận dụng. Lục Kinh Vân đầy hàn ý, bối cảnh sau lưng lục gia đủ trèo chống lục gia. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thiên nữ cung, phi thiên đạo tặc, thế giới minh quang, thế giới thần thú, nếu ở bên ngoài diệt vài cái diệt linh minh cũng đủ. Chỉ tiếc ở trong thế giới thượng thanh, bao nhiêu cũng có khó khăn. Nam thúc độc cô ngạo nam nói nhỏ, trong thế giới thượng thanh, thế lực bên ngoài mạnh hơn nữa cũng bị hạn chế, không cách nào làm quá mức trong thế giới thượng thanh. Chúng ta còn có lục gia quân, chúng ta hao hết tâm huyết ngàn năm, hai vị sư phụ chế tạo hạm đội và đại trận của lục gia quân hiện tại, đây là át chủ bài của chúng ta.
Sát ý trong mắt Lục Kinh Vân bắn ra ngoài, nói. Lúc này ta và Lục Gia Quân sẽ không ẩn nhẫn nữa, sẽ triệt để bộc lộ ra. Hạm đội và đại trận Lục Gia Quân hiện tại đủ làm người ta rung động, Lâm Thiên lưu lại đại thiên linh lục thật bất phàm, tăng thêm ta lĩnh ngộ cùng sáng tạo cái mới, lúc này cũng nên xuất thế. Đoan Mộc Khung Thiên nói chuyện, một thân ảnh già nua bá đạo, tóc dài màu đen đi tới, dáng người khôi ngô phiêu giật mang cho người ta cảm giác mộng ảo, lúc trước Lục Lâm Thiên chuẩn bị trở về mật địa thiên giới, tự nhiên cũng mang đại thiên linh lục của Tam Kỳ lão nhân lưu cho sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên. Mà Đoan Mộc Khung Thiên ở phương diện này là kỳ tài phong hoa tuyệt đại, trong hơn 1.000 năm lĩnh ngộ đại thiên linh lục, hắn dựa vào tài nghệ của mình đã sáng chế thêm cái mới. Chế tạo hạm đội và đại trận Lục Gia Quân chính là thủ đoạn mạnh mẽ, đều là Lục Gia Quân những năm qua tận lực che giấu. Lục Gia Quân hiện tại mấy ngàn vạn người, muốn toàn bộ rời khỏi thương khung chiến trường không dễ dàng, trong liên minh quân bộ sợ rằng có người ngăn cản, thế lực diệt linh minh cũng có người trong liên minh quân bộ đấy. Lãnh Thiên Thu nhíu mày. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Lục Kinh Vân ngẩng đầu lên nói. Lục Gia Quân không cần xuất động quá nhiều người. Thương khung chiến trường là địa bàn chúng ta cần trấn thủ, cho nên chúng ta chỉ cần mang 100 vạn tinh anh của Lục Gia Quân đi là được rồi. Chí Thánh Đại Đế đứng đó, nhìn Lục Kinh Vân, thân ảnh to lớn mang theo khí chất ngút trời, khí tức bá đạo, thân ảnh chấn động, nói. Đừng quên thời gian linh khí của ta, dung nạp 100 vạn còn có thể làm được, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng đi tới thế giới vô sắc trong thời gian nhanh nhất đấy. Lục Kinh Vân gật gật đầu. Thân ảnh cao ngất như trường thương, bay lên không trung, lập tức đạp không đứng đó, trường bào bay phất phới, khí thế sát phạt toàn thân bạo phát, tiếng gầm truyền ra. Tất cả tinh anh Lục Gia Quân nghe lệnh, lập tức xuất phát đi về thế giới vô sắc. Nghe lệnh thiếu soái, trong quần phong lập tức có vô số âm thanh phóng lên trời, tiếng gầm vang vọng các nơi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa có vài luồng sát khí bao phủ thế giới thượng thanh, đại chiến bao phủ thế giới vô sắc. Trong thế giới vô sắc, lúc này trong phố lớn hẻm nhỏ đều có tin tức diệt linh minh 2 ngày sau hẹn chiến hóa giải tất cả ân oán với nhị tiểu thư phi linh môn Lục Du Thược. Đại chiến hơn 100 năm qua, dùng phi linh môn cầm đầu hoàng gia, tiết gia, tử diễm huyền xà, thương hội Thải Vân, tôn gia giao phong với diệt linh minh, đối với thế giới vô sắc, thậm chí là cả thế giới thượng thanh đều không phải chuyện gì kỳ lạ, sớm đã truyền ra khắp thế giới thượng thanh. Thế lực diệt linh minh khổng lồ. Dùng Hoài Gia Hoài như danh của Thương hội Kỳ Phong cầm đầu, nghe nói hội tụ thế lực đỉnh cấp của các vài chục trung thiên thế giới vây quét phi linh môn mấy trăm năm, nhưng cũng bị phi linh môn cùng Hoàng gia, Tiết gia, Thương hội Thải Vân, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc ngăn cản. Phi linh môn giao phong mấy trăm năm với diệt linh minh cũng làm người ta khiếp sợ. Phi linh môn dần dần quật khởi, đều có thế hệ hung danh hiển hách, người bên trong đi ra không ai là kẻ lương thiện. Lần này diệt linh minh hẹn nhị tiểu thư phi linh môn chiến đấu hóa giải ân oán ở vùng biển trên trời vào 2 ngày sau, Lục Du Thược là vô lượng niết bàn thiên phú khủng bố, tin tức này như sấm sét truyền ra khắp thế giới vô sắc, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất truyền vào trong thế giới thượng thanh. Lục Du Thược, nhị tiểu thư phi linh môn, con gái thứ hai của Lục Lâm Thiên, người đứng đầu cửu hoàng trong vạn thế đối quyết lần trước, nghe nói còn lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, đột phá chân lý niết bàn. Nữ tử này dùng một chiêu đánh bại cổ tộc Hòa Minh, người trong thế giới vô sắc đã sớm biết tới nàng. Bởi vậy, Lục Lâm Thiên và Diệt Linh Minh đánh một trận chấm dứt ân oán mấy trăm năm cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, lúc trà dư tử hậu đều bàn chuyện đại chiến 2 ngày sau. Trong đại điện có hơn 100 thân ảnh đang ngồi, mỗi người đều thu liếm khí tức, nhưng trong lúc vô hình khí tức vô cùng hùng hậu, trong đại điện này một ít người thực lực thấp không dám tới gần. Ngồi ở chủ vị trong đại điện là lão giả chừng 50, thân thể gầy gò mặc áo dài xanh đen, trên mặt có không ít nếp nhăn, hai đồng tử như hãm sâu vào trong hốc mắt, cái mũi nhọn, ánh mắt phi thường lợi hại, toàn thân có khí tức chấn động không giận tự uy. Người này có vài phần tương tự Hoài Linh Ngọc, Hoài Linh Hổ của Hoài gia lúc trước, cũng là Hoài gia Hoài như danh. Phi Linh Môn mang tin tức chiến đấu ở vùng biển trên không truyền đi xôn xao, đơn giản là muốn kéo dài thời gian. Che giấu tai mắt mọi người, cũng muốn chúng ta không dễ động tay chân. Hoài Như Danh cười lạnh, giọng nói âm trầm. Có thể bọn chúng không biết, lúc này chúng ta mặc kệ là nguyên nhân gì, Lục Du Thược đều phải chết, Lục gia cũng phải nhổ tận gốc, chúng ta không thể chờ lâu hơn. Càng lâu Lục gia càng lớn mạnh. Người phi linh môn dường như chuẩn bị rút lui tới địa bàn tử diễm huyền xà nhất tộc,
ta suy đoán từ những tin tức này, các nàng đoán chừng sẽ dựa vào hạm đội và trận pháp phi linh môn ngăn cản diệt linh minh chúng ta. Một trung niên tục tằng nói ra, phi linh môn dựa vào chỉ là hạm đội, những năm này phi linh môn tiêu hao cũng cực lớn, đã nỏ mạnh hết đà, lúc này các nàng còn không biết diệt linh minh cũng chuẩn bị hạm đội, thề phải nhổ tận gốc bọn chúng, chó gà không tha, lâu như vậy, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Ánh mắt Hoài Như Danh âm trầm, ẩn nhẫn lâu như vậy, lúc trước Lục Lâm Thiên danh tiếng quá lớn, diệt Hoài gia, hắn cũng không cách nào làm cái gì, chỉ có thể chịu đựng. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên chết lâu như vậy, những năm này cấp trên không có bao nhiêu người quan tâm chuyện Lục gia, đã là lúc nên đối phó Lục gia rồi. Mấy đứa con của Lục Lâm Thiên nghe nói có quan hệ không nhỏ với các thế lực đỉnh cấp bên ngoài, ở trong khu vực mật địa, nhân giới mật địa, Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cũng có người, những việc này chính là phiền toái. Bên cạnh trung niên tục tằng, một phu nhân xinh đẹp nói nhỏ, trang phục diễm lệ, ánh mắt như hoa đào, không ít người chung quanh bị nàng hấp dẫn. Bối cảnh bên ngoài của phi linh môn thế nào ta không quan tâm, nơi này chính là thế giới thượng thanh, không cho phép người ngoài nhúng tay vào, ta đoán chừng bọn họ cũng không có lá gan đó. Về phần Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc thì không cần để ý tới, bất cứ quan hệ nhân tộc nào đều không bằng chúng ta, chờ nhổ tận gốc phi linh môn xong, người của bọn chúng ở trong nhân giới mật địa cũng không thể đi nơi nào. Hoài Như Danh trầm giọng nói, dường như đã tính trước. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, điểm này không có quá nhiều cố kỵ, sau lưng mọi người đều có quan hệ, so với Hoàng gia, Tiết gia. Còn mạnh hơn nhiều. Hai ngày sau chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch hành động sao? Phu nhân xinh đẹp nhìn Hoài Như Danh, nói. Do người dẫn người đi vùng biển trên trời đối phó Lục Du Thược, những người khác đồng thời vây công phi linh môn, nhổ tận gốc bọn chúng. Đúng vậy, Lục Du Thược cũng trốn không thoát, lúc này ta đã làm chuẩn bị vạn toàn, ta ngược lại muốn xem vô lượng niết bàn mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Hoài Như Danh đảo qua đại hán tục tằng và phu nhân xinh đẹp, lại nói. Không biết cường giả trong gia tộc các vị đã khởi hành chưa, lúc này chúng ta không được phép có sơ suất. Yên tâm đi, hai ngày sau sẽ tới đủ, đến lúc đó Lục gia không ai thoát được. Mấy người gật đầu nói. Như thế vậy không sơ hở tí nào. Sát ý trong mắt Hoài Như Danh bắn ra, nhìn hơn trăm người trên đại điện, nói. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, sáng sớm hai ngày sau dẫn quân tới thế giới vô sắc, tiêu diệt phi linh môn. Thời gian hai ngày đảo mắt là qua. Sáng sớm, thế giới yên tĩnh, tất cả yên lặng. Lúc này sương sớm đang thừa nhận chấn động rất mạnh. Sáng sớm, trong thế giới vô sắc sơn mạch như son, dãy núi trọng điệp. Hô! Trên đỉnh núi, một nữ tử áo xanh đang ngồi đó, hào quang âm dương quanh người thu liếm, lập tức môi son khẽ mở phun ra một ngụm chọc khí. Lục Du Thược từ từ đứng dậy, mái tóc dài thả sau đầu, da thịt tuyết trắng. Mắt sáng như sao, nàng nhìn Lăng Thanh Tuyển ba người đã đến bên cạnh mình, nói nhỏ. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, ta không có việc gì, cho dù bọn họ thi triển thủ đoạn hèn hạ gì ta cũng có nắm chắc rời đi. Tính toán thời gian, đại ca, tam muội cũng sắp tới, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn, đến lúc đó tất cả nguy cơ sẽ giải quyết dễ dàng. Độc Cô Cảnh Văn đi tới, nhìn qua Lục Du Thược nói. Du Thược, người hôm nay là người bị nguy hiểm lớn nhất. Người thật kiên chỉ đi một mình sao? Ân. Lục Du Thược gật gật đầu, nói. Một mình ta là được rồi, ta ngăn chặn một ít người của bọn chúng, áp lực của phi linh môn sẽ nhỏ đi không ít. Huống chi, Lục gia ta há có chuyện không chiến mà lùi, đây không phải phong cách của Lục gia. Vậy ngươi cẩn thận, đừng liều mạng, chỉ cần chờ đại ca và âm nhi tới là được rồi. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Du Thược. Ta biết rõ, ta đi trước. Lục gia không dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy. Ta cảm giác, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, mọi người cẩn thận. Lục Du Thược dứt lời, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Không biết đám người Kinh Vân khi nào mới trở về đây, chỉ mong chúng ta có thể trèo trống tới khi đó. Bắc Cung Vô Song nhìn bóng lưng Lục Du Thược biến mất, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này không thể tránh khỏi, chiến đi. Bắc Cung Vô Song lấy một khối linh hồn ngọc giản ra, nhìn hào quang trên đó, nói. Ta có thể cảm giác được, phiền toái của hắn đã được giải trừ, có lẽ hắn trên đường trở về. Vậy là tốt rồi, lúc này chúng ta nên xem diệt linh minh có thể dung chuyển phi linh môn chúng ta hay không.
Trên ngọn núi, mấy bóng dáng xinh đẹp đứng đó, bọn họ hoàn toàn không sợ hãi chiến đấu. Vùng biển trên trời, thân là người thế giới vô sắc, ai cũng biết vùng biển này. Vùng biển trên trời là nơi khó có người đặt chân tới, tuy vùng biển này khổng lồ, bình thường cũng có một ít động vật biển chiếm cứ, nhưng nó so với cả thế giới vô sắc lại không tính là cái gì. Hai ngày gần đây vùng biển này biến thành tiêu điểm của thế giới vô sắc, Lục Du Thực Phi Linh Môn sẽ chiến một trận hóa giải tất cả ân oán với Diệt Linh Minh tại đây, mọi người rất chờ mong được xem chiến đấu. Sáng sớm, từ các nơi trong thế giới vô sắc có vô số thân ảnh tới đây. Cách khá xa một ít thậm chí đã khởi hành từ hai ngày trước, trận chiến này rất đáng xem. Người trong thế giới vô sắc nhiều không kể xiết, bởi vậy cho nên trong thời gian ngắn nơi đây đã tụ tập trăm vạn người. Càng có nhiều thân ảnh không ngừng lao tới đây, tiếng náo động xôn xao vang vọng cả vùng biển. Nhị tiểu thư Lục Du Thực Phi Linh Môn xuất chiến, không biết Diệt Linh Minh phái người nào xuất chiến đây. Sợ rằng là Hoài Như Danh, nghe nói Hoài Như Danh cũng là tuyên cổ cảnh cao giai, bản thân hắn có thực lực nửa hỗn độn, rất là cường đại. Lúc trước Hòa Gia Hòa Minh bị Lục Du Thực đánh bại bằng một chiêu, đơn đả độc đấu Hoài Như Danh khó chống lại Lục Du Thực. Cũng không nhất định. Ta nghe nói Hoài Như Danh dường như là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cũng là cường giả, không nhất định sẽ thua Lục Du Thược, không có vài phần nắm chắc, ta tin tưởng Diệt Linh Minh cũng không ngu xuẩn muốn đánh một trận hóa giải tất cả ân oán với Phi Linh Môn. Hiện tại không biết ai thắng ai thua, Diệt Linh Minh cùng Phi Linh Môn giao phong mấy trăm năm, nếu như Lục Lâm Thiên vẫn còn, Diệt Linh Minh này làm gì dám động tới Phi Linh Môn. Con cái Lục gia ở bên ngoài có giao tình sâu đậm với mấy thế lực đỉnh cấp. Thời điểm này có lẽ đã trở về rồi. Người cũng biết đây là thế lực bên ngoài, dù sao khó có thể nhúng tay vào chuyện trong thượng thanh thế giới chúng ta, nếu Lục gia có thể có quan hệ với thế lực đỉnh cấp trong thượng thanh thế giới, Diệt Linh Minh cũng không dám động Phi Linh Môn. Ta suy đoán sau lưng Diệt Linh Minh cũng không biết đơn giản, bằng không làm gì dám động Phi Linh Môn, người sau lưng của Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cũng không kém. Từng tiếng nghị luận vang lên, vào lúc này cả vùng biển huyên náo rất xôn xao. Vào lúc này trên không trung có chấn động rất nhỏ, lập tức xôn xao im bật, tất cả ánh mắt đều nhìn vào chấn động trên không gian. Xoẹt! Sau chấn động không gian là vết nứt không gian đen kịt, mấy ngàn thân ảnh từ bên trong đi ra, khí tức lăng lệ bao phủ cả vùng biển, trơn. Hơn 10 người đi đầu thu liếm khí tức, nhưng trong đó có mấy người lại rất đáng sợ. Đặc biệt là mấy người đi đầu khí tức càng khủng bố. Dường như là tuyên cổ cảnh A-Hát. Đầu năm nay tuyên cổ cảnh là củ cải trắng sao, trong cả thế giới vô sắc dường như không có tuyên cổ cảnh đấy. Sai, Phi Linh Môn có thể là có vài người đấy. Phía trước chính là Hoài Như Danh, nhất mạch còn sót lại cuối cùng của Hoài gia Diệt Linh Minh chính là Hoài Như Danh cầm đầu, nghe nói sau lưng Hoài Như Danh còn có thế lực cực lớn đang bao phủ. Từ khi mấy thân ảnh này lướt tới, sau khi yên tĩnh trong một lát lại có không ít khí tức lăng lệ truyền ra. Nhưng mà tiếng nghị luận bị mấy đạo khí tức lăng lệ áp chế liền im bật. Sáng sớm, chung quanh thế giới vô sắc, không gian chung quanh thế giới vô sắc bị xé nát, thế giới trùng động bị khống chế, không cho người ra vào. Rầm rầm rầm. Nương theo âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, trong thế giới vô sắc lúc này có một đội quân gia tộc, trực tiếp tiến về trước phía Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, đại quân rậm rạp giống như châu chấu. Chém giết Phi Linh Môn. Chó gà không tha, người giao hảo với Phi Linh Môn cũng giết. Trong không gian thỉnh thoảng có tiếng hét lớn truyền ra, đại quân rậm rạp bắt đầu tỏa ra khí tức sát phạt, do cường giả dẫn đầu, một đường thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn cản. Là đại quân Diệt Linh Minh. Hôm nay không phải Diệt Linh Minh và Phi Linh Môn đánh một trận giải quyết ân oán sao? Xem ra Diệt Linh Minh cũng không hảo tâm, cố ý đánh lạc hướng Phi Linh Môn, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Môn. Diệt Linh Minh này thật đủ vô sỉ. Nói nhỏ thôi, tránh bị tai bay vạ gió, Diệt Linh Minh thế lực quá khổng lồ, chúng ta trêu chọc không nổi. Trong dãy núi bao la, cây cối xanh Trong dãy núi trùng điệp, vô số khí tức chấn động, phía trước một hạp cốc đỏ rực như lửa, đây là bình chướng hình thành tự nhiên. Nơi này không người thế giới vô sắc nào không biết, chính là nơi ở của một trong những đại gia tộc thế giới vô sắc đang ở lại, lãnh địa của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Đây là hạp cốc huyền viêm nổi danh, là cửa vào của địa bàn Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, và đây cũng là bình chướng tự nhiên. Phanh, phanh, phanh.
Giờ phút này giữa hạp cốc hội tụ nhiều thân ảnh, ánh mắt nhìn qua không gian trước mặt đang sinh ra tiếng động bạo tạc, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Không nghĩ tới tốc độ của Diệt Linh Minh nhanh như vậy. Trên hạp cốc có thân ảnh khổng lồ đang đứng, lão giả bộ dáng chừng 50 đang nói chuyện, gương mặt mang theo vài phần khí chất hào hùng, chính là gia chủ Hoàng gia Hoàng Thiên Tứ. Một thân nho phục, ánh mắt trung niên mang theo vài phần dáng vẻ đệ tử thư hương, đây chính là Tiết gia Tiết Hưng Quốc, ngẩng đầu nói nhỏ. Người tới cũng không ít a hát. Cùng lắm thì liều mà thôi. Một trung niên mặc áo bào màu tím đứng đó, khí chất hiên ngang, toàn thân mang theo khí tức chấn động rất mạnh, vô thanh vô tức đứng trong không gian, ánh mắt bắn ra sát ý, chính là tộc trưởng Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc Tử Huyền. Hoàng gia chủ, Tiết gia chủ, Tử Huyền tộc trưởng, An tộc trưởng, Tôn gia chủ, hiện tại các ngươi hối hận còn kịp, ta nghĩ chỉ cần các ngươi rời đi, trước mắt Diệt Linh Minh cũng không làm khó các ngươi, hiện tại mục tiêu của chúng là Phi Linh Môn. Thân ảnh nóng bỏng xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song đứng trên không trung, lập tức từ từ quay đầu nhìn qua Tiết Hưng Quốc, Hoàng Thiên Tứ sau lưng, nói một câu. An Thi Giao tiến lên, trên dung nhan tú lệ của nàng mang theo khí chất thanh nhã, lúc này nhìn đám người An tộc trưởng, lại nói với Bắc Cung Vô Song. Mọi người chúng ta đã sớm là một thể với Phi Linh Môn rồi, cho dù Diệt Linh Minh không đối phó chúng ta, sợ rằng sau đó sẽ không buông tha mọi người đâu. Phi Linh Môn lúc này muốn lui có thể mang tất cả chúng ta rời đi, nhưng thời điểm này bảo chúng ta rời khỏi Phi Linh Môn, việc này Vô Song cô nương đừng nói nữa. Đúng vậy, chúng ta và Phi Linh Môn đã sớm là nhất thể, cùng chung vinh nhục, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc tuyệt đối không lui bước. Tộc trưởng Tử Huyền trầm giọng nói. Hoàng gia ta và Phi Linh Môn cùng sinh cùng tử. Hoàng Thiên Tứ phất tay áo, nói một câu ngắn gọn. Không có Phi Linh Môn, không có Lục Đại Nhân lúc trước, sẽ không có Tiết gia hiện tại, Tiết gia ta cũng không rút lui. Tiết Hưng Quốc nói. Tôn gia ta cũng không rút lui dâu. Gia chủ Tôn gia tiến lên phía trước nói vào. Bắc Cung Vô Song nghe vậy, ánh mắt cảm động, khẽ khom người, ít nhất lúc này bên người Phi Linh Môn còn có minh hữu vững chắc, nói. Ta lúc này đại biểu Phi Linh Môn đa tạ mọi người. Mọi người chuẩn bị đi, bọn chúng sắp tới rồi. Vào thời điểm này, Lục Trung quát lên, áo bào trắng bay phất phơ, không gian trước mặt đã nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc, sát khí mênh mông bao phủ nơi này. Đến đây đi, ta đúng là muốn biết đám tạp chủng Diệt Linh Minh có thể chiếm tiện nghi hay không. Động thủ đi. Đại chiến một hồi, thì tính sao? Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi. Lạc Kiến Hồng, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, Mộ Dung Lan Lan, Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên, Đạm Thái Tuyết Vi, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Dương Diệu, Giả Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam. Đều đứng trên tạp gốc. Trong những gương mặt quen thuộc đó còn có Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiếu Hùng, Lục Lộ, Lục Vân, Lục Thanh, Lục Đào, Lục Minh. Bạch Long Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, Cùng Kỳ Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Cực Nhạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, Lưu Kiếm, An Cát Tú Na, Độc Long, Quỳ Long, Long Linh, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu. Sắp đại chiến rồi, trong thế giới vô sắc chưa từng có đại chiến lớn như vậy. Ta thấy Diệt Linh Minh lúc này mang theo hơn 5.000 vạn đại quân tới đây, Phi Linh Môn và Tôn gia các gia tộc cộng lại chưa tới 1.000 vạn, có 800 vạn đã là không tệ rồi. Phi Linh Môn gặp phiền toái rồi, Diệt Linh Minh đã sớm có chuẩn bị. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung có vô số thân ảnh mang theo sát khí đứng đó, những thân ảnh này rậm rạp như châu chấu, cả một khoảng không tối lại. Các nữ nhân Phi Linh Môn nghe đây, hiện tại đầu hàng còn kịp. Nói không chừng Diệt Linh Minh chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không ta sẽ giết sạch các ngươi. Trong đám người rậm rạp như châu chấu kia, mấy trăm người đi đầu cất tiếng cười to, giọng nói cản rỡ không chút che giấu vang lên. Nghe những âm thanh cản rỡ này, trong mắt Lam Linh xuất hiện nét cười lạnh, lướt tới trước, thân ảnh uyển chuyển, khí chất bướng bỉnh và nóng bỏng như con báo cái, nàng quát lớn. Tạp chủng Diệt Linh Minh, Phi Linh Môn cũng không có người đầu hàng. Có bản lĩnh phóng ngựa tới đi. Khặc khặc, dã nữ nhân rất tốt, ta thích, chờ ta bắt ngươi, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là không đầu hàng. Giọng nói càn rỡ lại truyền ra, nói.
Hoàng gia, Tiết gia, An gia, Tôn gia, các ngươi là người hai đại liên minh, nếu là có thể rời khỏi Phi Linh Môn, chúng ta cam đoan với hai đại liên minh, sẽ không động tới các ngươi. Tạp chủng, muốn động thủ thì động thủ, cần gì nói nhảm nhiều như thế. Hoàng Thiên Tứ hét lớn một tiếng, tiếng nói như sấm vang lên. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tìm chết. Giọng nói càn rỡ bị chọc giận, hét lớn. Giết cho ta, chó gà không tha. Sát. Chỉ trong thời gian ngắn tiếng quát chói tai vang lên, trên bầu trời người ta tấp nập, đại quân trước mặt giống to, tiếng hét đinh tai nhức óc truyền ra. Ầm ầm. Nhất thời không gian run động, đất rung núi chuyển, che khuất bầu trời, đại quân di động như châu chấu, sát khí khủng khiếp lan tỏa ra, lập tức quét qua Hạp Cốc Huyền Viêm. Tất cả đại quân tản ra, bày trận. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đạp không bay lên, lập tức hành động. Ầm ầm. Trong giây lát đại địa run rẩy, trên Hạp Cốc Huyền Viêm xuất hiện đại quân tấn công, trực tiếp bao phủ Hạp Cốc Huyền Viêm vào trong. Xoẹt. Khi đại trận được bố trí, giữa không trung xuất hiện vô số đạo năng lượng công kích, cuối cùng năng lượng thật mạnh bộc phát, trong chốc lát âm thanh năng lượng nghiền nát vang lên, giống như pháo hoa nổ rộ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lập tức tiếng năng lượng nổ vang sinh ra, sát phạt phóng lên trời. Thế giới vô sắc, trong không gian trùng động xoát hiện thân ảnh áo xanh lướt đi. Người đến là người phương nào, thế giới vô sắc trước mặt bị diệt linh minh chúng ta tiếp quản, tất cả người tiến vào thế giới vô sắc phải chờ ở nơi này, dám can đảm kháng mệnh không tuân, chính là đối đầu với diệt linh minh chúng ta, giết không tha. Thân ảnh áo bào xanh vừa ra, lập tức mấy chục thân ảnh mặc giáp đứng ra ngăn cản, sát khí bao phủ người tới, bảo thân ảnh áo bào xanh đứng chờ trên quảng trường. Ánh mắt thanh niên áo bào xanh nhìn qua chung quanh, nhìn thấy có không ít người tiến vào thế giới vô sắc phải chờ đợi, hiển nhiên là sợ diệt linh minh, cả đám giận mà không dám nói. Rầm rầm rầm. Trong quảng trường xa xa, trên hư không có tiếng năng lượng trầm thấp và tiếng đại chiến thảm thiết, đôi mắt của người áo xanh co rút, sắc mặt âm trầm. Người áo xanh chính là Lục Lâm Thiên từ thế giới linh vũ đi tới đây, trên đường đi xuyên qua vô số khe hở thế giới, dùng thực lực của Lục Lâm Thiên bây giờ, nguy hiểm trong khe hở thế giới không cần quan tâm tới, đến cảnh giới chân lý niết bàn đỉnh phong, tốc độ nhanh hơn không ít, rốt cục hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thế giới vô sắc. Nhìn chung quanh, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn hơn 10 người vây quanh mình, nói nhỏ. Có phải các ngươi là diệt linh minh đối phó Phi Linh Môn đúng không? Đó là đương nhiên, hôm nay Phi Linh Môn sắp chó gà không tha, không cần biết ngươi là ai, nên thành thật một chút mới tốt, bằng không diệt linh minh cũng không ngại diệt ngươi. Trong mười mấy người có lão già đầu lĩnh lên tiếng, lời lẽ càn rỡ, lúc này 5.000 vạn đại quân của diệt linh minh có nhiều cường giả đỉnh cấp giết vào thế giới vô sắc, diệt linh minh càng không e ngại thế lực nào trong thế giới vô sắc, cho nên bất kể là ai cũng không đặt vào trong mắt. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Từ lời lão ảnh, Lục Lâm Thiên đã dần dần hiểu một ít tình huống, dọc theo con đường này, ở các tiểu thế giới chung quanh hắn cũng nghe không ít. Hơn 200 năm này, Phi Linh Môn đau khổ trèo trống, lúc này mới bị diệt linh minh áp bức khổ sở, người thế giới linh vũ ở bên ngoài cũng bị chém giết không tha. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên khó mà nhẫn nại, trong mắt bắn ra sát khí khủng khiếp. Long có nghịch lân, mà nghịch lân của Lục Lâm Thiên chính là người bên cạnh mình. Ai dám động đến sẽ chết, nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần. Thành thật một chút, nhanh qua bên kia chờ đi. Lão giả đầu lĩnh thấy Lục Lâm Thiên không nói gì, lập tức quát lớn một tiếng, phất tay ra lệnh cho Lục Lâm Thiên. Con sâu cái kiến, muốn chết. Thời điểm lão giả phất tay, Lục Lâm Thiên quát lớn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân ảnh lão giả kia và mười mấy thân ảnh chung quanh nổ tung. Huyết vụ bắn tung tóe, thần hồn câu diệt. Vù vù. Nhất thời rất nhiều người chung quanh ngây ngốc, không có ai biết là người nào ra tay, mười mấy thân ảnh nổ tung, cảnh tượng này quá khủng bố. Dám đỡ upsilon.ng đến diệt linh minh ta, ngươi là kẻ nào, xưng tên đi. Khi đám người kia nổ tung, chung quanh không gian trùng động có không dưới ngàn người lướt tới, mục tiêu trực chỉ Lục Lâm Thiên. Diệt linh minh, thật là một đám ô hợp, chết. Khi Lục Lâm Thiên lạnh lùng lên tiếng, một đạo hàn ý bộc phát giống như vô số sợi tóc màu bạc xuyên thủng không gian, dùng tốc độ nhanh như tia chớp lao đi, lập tức lướt qua thân ảnh ngàn người này. Tạch 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 két. Trong thời gian ngắn hơn 1.000 thân thể trực tiếp hóa thành băng điêu.
Ngay sau đó băng điêu rạn nứt, trực tiếp nghiền nát. Oanh! Hơn ngàn băng điêu hóa thành mảnh vỡ, hơn ngàn người diệt linh minh thần hồn câu diệt, trong nháy mắt ngắn ngủi cặn bã không còn. Khí tức hàn băng bao phủ quảng trường, người chung quanh nhanh chóng rùng mình. Vù vù! Ồ! Vào lúc này, Lục Lâm Thiên kêu một tiếng, đột nhiên cảm giác được khí tức tương liên quen thuộc trên quảng trường, thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên hư không tiêu thất trên quảng trường. Đó là Lục Lâm Thiên, là Lục Lâm Thiên đứng đầu cửu hoàng, lúc trước trên vạn thế đối quyết ta có nhìn thấy trong hình ảnh truyền tống. Không phải Lục Lâm Thiên vẫn lạc rồi sao, vì sao Lục Lâm Thiên xuất hiện? Không sai, chính là Lục Lâm Thiên, ta cũng nhận ra, đó là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đứng đầu cửu hoàng trở về, chân lý niết bàn, hắn không có chết. Lục Lâm Thiên trở về, diệt linh minh hiện tại hỏng bét rồi. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất không thấy gì nữa, trong đám người rốt cuộc có người nhận ra Lục Lâm Thiên, tiếng nghị luận vang lên xôn xao. Phần phật, giữa không trung bình tĩnh có một cự sư vỗ cánh bay, hai cánh trắng như tuyết, phong bạo gào thét dưới mỗi lần vỗ cánh, thân thể yêu thú trắng như tuyết. Vào lúc này sau lưng cự sư trắng như tuyết còn có một yêu thú cự ưng và một con đại điêu màu vàng. Xoẹt! Cự ưng và đại điêu này đều có tu vị niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, hai cánh vỗ mạnh, những nơi chúng lướt qua đều sinh ra phong bạo thật lớn. Sư tử màu trắng chỉ có tu vị niết bàn cảnh trung giai sơ kỳ, tuy đang bỏ chạy nhưng mà từ tình hình không ổn, thời gian lâu cũng không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa sư tử màu trắng này cũng có thương thế rất nặng, càng ngày càng nguy hiểm. Chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chờ chết đi, khặc khặc. Trên cự ưng có tiếng hét lớn vang lên. Vỗ cánh ra tốc, những nơi đi qua phong bạo càn quét các hướng. Tốc độ của nó không chậm, nhưng mà thực lực còn chưa đủ.